Trừ thần niệm ra, thân thể Hàn Lập hôm nay cũng mạnh mẽ khó có thể tin. Vì song song với tu luyện tật phong cửu biến, hắn cũng đem minh vương quyết tầng thứ ba tu luyện qua. Mặc dù không có tốn bao nhiêu thời gian, nhưng tu luyện rất khó khăn, phải chịu thống khổ rất lớn, khiến Hàn Lập lúc mới bắt đầu suýt nữa cũng phải từ bỏ. Không trách được cho dù tại linh giới, cũng hiếm thấy có người đã tu luyện xong ba tầng. Nhưng công pháp này sau khi tầng thứ ba đại thành, sự cường đại sau khi thân hình được tẩy tủy còn vượt xa dữ liệu của Hàn Lập hắn bây giờ có thể không thi triển hộ thể linh quang, chỉ bằng thân thể liền có thể ngăn cản một loại pháp khí công kích mà bình yên vô sự. Còn tu luyện tật phong cửu biến lại cực kỳ đơn giản, hắn chỉ tốn thời gian hơn một năm đã tìm hiểu thấu triệt, có thể tùy ý thi triển. Hàn lập trong lúc bế quan còn luyện chế mấy thứ bảo vật. mục sinh châu kia có thể thi triển thần thông bất diệt thân thể, tự nhiên là được luyện đầu tiên. Phụ trợ tài liệu quan trọng nhất của bảo châu này chính là thứ trong tam đại linh mộc dưỡng hồn mộc và linh nhãn thụ. Những đồ vật đối với những người khác ở nhân giới mà nói, đều là thứ muôn vàn khó khăn để kiếm, nhưng đối với Hàn Lập lại căn bản không thành vấn đề. Vì thế, hắn dễ dàng chế ra Mộc Sinh Châu, rồi đem nó luyện hóa vào trong cơ thể. Đương nhiên trừ viên châu này ra, hắn trong lúc bế quan còn đem độc câu của Song Vĩ Nhân Diện Hạt và Hỏa Long trụ lấy được từ Côn Ngô Sơn thuận tay luyện chế thành hai kiện pháp bảo có uy lực không nhỏ. Hàn Lập trong lòng yên lặng suy nghĩ một lần về thu hoạch lần bế quan này, đột nhiên tay áo rung lên, vứt một cái ngọc bình đen nhánh ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm nói gì đó. Nhất thời thân hình nam bộ khô lâu phủ cận run lên, ma khí xám trắng bỗng nhiên hiện lên, hóa thành năm quỷ đầu lớn chừng bánh xe, miệng phun ma hỏa, giữ tợn dị thường. Tật, Hàn Lập Dương tay đánh ra một đạo pháp quyết, mấy cái quỷ đầu nay xoay tròn, lại nhanh chóng trở nên thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng nắm tay, bị ngọc bình đen nhánh kia phun ra một luồng hào quang hút vào trong đó. Hàn Lập đem ngọc bình thu lại, thân hình nhoáng lên đã đứng dậy. Ống tay áo hắn nhắm ngay bạch quang quanh thạch thất phất một cái, nhất thời sau khi linh quang tiềm động, cấm chế thạch thất nhanh chóng tán loạn biến mất, hiện ra một cái cửa đá. Hàn lập mặt không chút thay đổi đi tới, nhân hình khôi lỗi thì tại mật thất ngân quang chợt lóe, liền biến mất không thấy. Việt quốc tu tiên giới nằm ở trung bộ thiên nam, mấy trăm năm qua có thể coi là luân phiên tranh đấu, ít có thời kỳ bình yên được lâu. Năm đó đầu tiên là Việt quốc lục phái bị ma đạo đánh tan, sau đó lại là một hồi minh tranh ám đấu do vài môn phái ma đạo tranh giành việt quốc cuối cùng là quỷ linh môn thắng được nhưng tại trăm năm trước ngự linh tông lại thừa dịp quỷ linh môn thực lực đại hao tổn trong vụ trụy ma cốc mà đột nhiên liên hợp với vài tông khác làm khó dễ bước quỷ linh môn ra khỏi việt quốc việt quốc ngày nay bị mấy tông môn do ngự linh tông cầm đầu cùng nhau chia sẻ mà lấy thực lực ngự linh tông tự nhiên một mình chiếm gần nửa linh mạch linh quặng của việt quốc mà quảng linh thạch nằm dưới đất nơi nào đó trong đại hạp cốc chính là một trong những mạch khoáng bị Ngự Linh Tông chiếm cứ. Số lượng linh thạch dự trữ nơi này nguyên bổn cũng coi như phong phú, nhưng là sau khi bị Việt Quốc lục phái, Quỷ Linh môn cùng Ngự Linh Tông mấy tông môn này không ngừng đào bới, linh thạch suốt cuộc dần dần không còn, hầu như đã rơi vào trạng thái hoang phế. Bây giờ Ngự Linh Tông trừ việc lưu lại hai tên đệ tử luyện khí kỳ đê giai trông coi ra, không còn tiếp tục phái tu sĩ trông coi chỗ này. Chương 1198, Tinh Cung Lai Tấn. Một ngày kia hai tên ngự linh tông đệ tử đang canh ở lối vào quạng mỏ, bàn luận một ít chuyện vừa phát sinh trong tông môn. Tại lòng đất trên đỉnh đầu bọn họ, một đạo thanh sắc nhân ảnh đang yên lặng dùng thổ độn thuật di chuyển trong lòng đất, trực tiếp xuất hiện trong chỗ sâu nhất quạng mỏ, động quật không bắt mắt kia. Từ đầu đến cuối, hai tên đệ tử ngự linh tông đều không phát hiện chút nào. Hoàng quang chợt lóe, nhân ảnh hiện ra nguyên hình, chính là một thanh niêm diện mạo bình thường. Hắn sau khi hướng một góc sâu trong động quật nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. Người này tự nhiên là Hàn Lập, kẻ bay một mạch từ khê quốc đến đây. Một tháng trước, hắn sau khi xuất quan ra, cũng không gặp được Nam Cung Uyển chút nào. Nàng và Hàn Lập có chút khác nhau, trong hơn trăm năm bế quan vừa rồi của hắn, nàng đã xuất quan mấy lần, cố ý đi du lịch các nơi ở Thiên Nam một thời gian ngắn để tôi luyện tâm tính của mình. Mà đến lúc Hàn Lập xuất quan thì Nam Cung Uyển tại mấy năm trước đã lại tiến vào trong mật thất, tiếp tục bế quan tu luyện. Hàn Lập cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quấy rầy nàng, sau khi phát cho nàng một đạo truyền âm phù thông báo tin tức mình muốn đi xa liền rời đi. Vào trong Lạc Vân Tông thấy hai người Lữ Lạc và Liễu Ngọc. Hai người này gặp mặt Hàn Lập tự nhiên vui mừng, mấy năm nay, trải qua phát triển mạnh của hai người, thế lực Lạc Vân Tông quả thực là tiến triển cực nhanh, đã sớm trở thành đại tông cả thiên nam đều biết đến. Mà vị nữ tử họ Tống kia, chính ở trong hơn trăm năm này đã ngưng kết nguyên anh thành công, trở thành vị nguyên anh tu sĩ thứ tư của Lạc Vân Tông. Hàn Lập nghe xong trong lòng cũng có vài phần cao hứng. Nhưng càng làm hắn ngạc nhiên là, nữ tử họ Tống trải qua nhiều năm tìm kiếm, rốt cuộc hơn 10 năm trước đây đã tìm được một tên đệ tử thần niệm cường đại trời sinh. Nhưng bởi vì Hàn Lập đang bế quan nên người này liền tạm thời tự mình tu luyện trong tông mà thôi, nghe nói tư chất linh căn cũng không tồi, là tu sĩ song thuộc tính linh căn. Hàn Lập nghe xong trong lòng khẽ động, lập tức triệu kiến người này. Kết quả tên đệ tử này đúng là một thiếu niên 16, 17 tuổi có chút gầy yếu, nhưng mặt mũi thanh tú. Hàn lập tự mình kiểm tra thiếu niên một phen, thần niệm đối phương quả nhiên trời xanh cường đại dị thường, cơ hồ so với tu sĩ thế hệ cùng lứa thì mạnh hơn gấp đôi. Quan trọng nhất là, tâm tính thiếu niên cũng có chút thành thật chứng chạc, khiến Hàn lập rất vừa lòng. Hắn cũng không hỏi vòng vo, trực tiếp hỏi thiếu niên có nguyện ý bái hắn làm thầy không. Thiếu niên tên gọi thạch kiên này sớm đã biết thân phận Hàn lập, vừa nghe thấy người được xưng là thiên nam đệ nhất tu sĩ Hàn Lập muốn thu mình làm đồ đệ tự nhiên trong lòng mừng như điên. Không chút lưỡng lự liền hướng Hàn Lập dập đầu quỳ lại, nhanh chóng bái lại, trở thành môn hạ Hàn Lập. Hàn Lập cười ha hả vài tiếng, liền mang thanh niên quay trở về tử mẫu phong, cấp cho Thạch Kiên một tòa động phủ trong một ngọn núi khác, còn đem đại diễn bảo kinh này phục chế một phần cho hắn. Hắn trừ việc dặn dò thiếu niên nhất định phải tu luyện đại diễn quyết ra, công pháp còn lại trong bảo kinh để mặc hắn tự do lựa chọn mà tu luyện cũng không can thiệp thêm. Mà lấy tài cao ngút trời của Đại Diễn Thần Quân năm đó, công pháp bí thuật có ghi lại trong Bảo Kinh thật sự không ít. Đương nhiên Hàn Lập cũng cấp cho tên luyện khí kỳ đệ tử này đủ số lượng đan dược, rồi lại triệu hồi thiếu nữ Điền Cầm Nhi, đem việc phụ trách chỉ điểm thạch tiên tu luyện trong một thời gian ngắn giao cho nàng. Cũng phải kể đến, Điền Cầm Nhi mặc dù là thân mang long ngâm chi thể nên tu luyện đứt quãng, nhưng sau khi được Nhân Hình khôi lỗi đưa cho một số lượng lớn đan dược duy trì, Trải qua hơn trăm năm này rốt cuộc cũng đã tới cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Xem ra giống như Hàn Lập dự liệu, chuyện nàng này đạt tới kết đan cũng không phải là không có khả năng. Sau khi nhận Thiếu Niên, việc cuối cùng trong lòng Hàn Lập quan tâm cuối cùng cũng đã mất. Năm đó khi Đại Diễn Thần Quân tạo hóa thì muốn hắn tìm một tên đệ tử thay ông ta tiếp tục truyền thừa Đại Diễn Bảo Kinh. Hàn Lập đã chuẩn bị đợi đến khi Thiếu Niên kia đạt đến tu vi kết đan liền lập tức ban cho hắn một số kiện bảo vật uy lực lớn, rồi cho hắn đến Cực Tây chi địa. Đoạt lại vị trí Thiên Trúc Giáo Giáo chủ, kế tục truyền thừa của Đại Diễn Thần Quân. Còn về phần mộ phái Linh đang cư ngụ tại Tử Mẫu Phong, sau khi được Nam cung Uyển truyền thụ bí thuật Yểm Nguyệt tông, tu vi cũng đã tăng tiến không ít, đã tiến giai đến cảnh giới Kết Đan hậu kỳ. Nàng đang bế quan ngày đêm, khổ tu pháp lực để sớm đạt đến hậu kỳ đại thành, rồi thử nghiệm đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Hàn Lập cũng không quá để trọng tới phát triển của nàng ta sau này. Không phải là vì tư chất mộ phái Linh kém cỏi, mà bởi vì một tu sĩ có thể ngưng kết nguyên anh, cơ hồ cũng phải có cơ duyên và tạo hóa của chính mình. Mộ phái linh nàng này tuy tu luyện chăm chỉ dị thường, nhưng nếu không có kỳ ngộ khác thì cũng chỉ giống như các tu sĩ nóng tính, hy vọng tiến giai nguyên anh đồng dạng rất xa vời. Sau khi Hàn Lập đem chuyện lớn nhỏ trong tông môn và động phủ của mình tất cả an bài xong, cũng không chần chờ mà rời khỏi Vân Mộng Sơn Mạch, chạy thẳng tới Việt Quốc. Dù sao xem xét từ tin tức Lăng Ngọc Linh truyền tới, tình hình tinh cung hiện tại thật sự không tốt chút nào, bộ dáng tựa hồ bị nghịch tinh minh hoàn toàn áp chế vào thế hạ phong. Nếu không cũng không đến mức phải vận dụng vạn lý phù, tìm mình hỗ trợ. Hàn Lập không muốn khi mình tới loạn tinh hải, lại thấy người cần cứu trợ đã đi đời nhà ma trước rồi. Hiện tại hắn lại lần nữa tới tòa thượng cổ truyền tống trận trong động quật dưới đất tại Đại Hạp Cốc. Mặc dù tòa truyền tống trận kia lần trước khi trở về đã bị hắn cố ý phá hủy rồi, nhưng hắn đã sớm đem phương vị bố trí truyền tống trận ghi nhớ không sai chút nào, chỉ cần sau khi một lần nữa đem vị trí ban đầu của truyền tống trận này bày ra tự nhiên liền có thể lại truyền tống đến loạn tinh hải. Mà càng làm cho Hàn Lập yên tâm chính là, nơi đây hôm nay chỉ còn lại có hai tên tiểu bối luyện khí kỳ trông coi. Hắn chỉ cần thi triển chướng nhãn pháp liền có thể dễ dàng giấu giếm được tai mắt hai người này, tuyệt đối sẽ không phát hiện được điểm dị thường gì ở đây. Hàn Lập tự đánh giá như thế, lúc này qua túi chữ vật bên hông lên, rồi hướng không chung ném ra. Túi chữ vật xoay tiết trên không chung đột nhiên miệng túi đảo ngược, nhắm ngay mặt đất phun ra một luồng hào quang màu trắng nhạt. Sau khi linh quang chờ tắt, trên mặt đất bỗng hiện ra một đống tài liệu cao cỡ nửa người. Đa phần là các loại kỳ thạch linh ngọc, hàn lập mặt không chút thay đổi hướng không chung vẫy một cái, trong túi chữ vật lại có bạch quang chấp động. Lần này, từ trong túi phun ra hơn 10 can pháp kỳ và pháp bàn. Từng kiện từng kiện trôi nổi giữa không chung, chấp động linh quang màu sắc khác nhau. Hàn lập trong miệng lẩm bẩm, tay áo hướng những khí cụ bầy trận này nhẹ nhàng phất một cái. Nhất thời những pháp khí này hóa thành các sắc quang mang, nhập vào bốn phía động quật, liên tiếp lóe lên rồi biến mất dạng. Tiếp đó từ giữa động quật toát ra một luồng xương trắng lớn, đảo mắt liền đem hàn lập bao phủ vào trong đó. Giây phút này nếu có tu sĩ từ bên ngoài động quật đi qua, chỉ thấy bên trong động quật trống rỗng, bộ dáng thập phần bình thường. Cấm chế pháp trận sinh ra hoàn toàn che đậy hàn lập và đống lớn tài liệu pháp trận kia vào bên trong mà Hàn Lập trong động quật làm việc lưu bù cả lên. Lấy tài nghệ và kiến thức trận pháp của hắn hiện tại, dưới tình huống có sung túc tài liệu, việc bố trí một pháp trận loại nhỏ rõ như lòng bàn tay, tự nhiên là không cần tốn nhiều công sức. Chỉ mất công phu ngắn ngủi hai ngày, một tòa cổ truyền tống trận mới tinh liền xuất hiện giữa động quật. Hàn Lập sau khi cẩn thận kiểm tra pháp trận, liền đánh ra một đạo pháp quyết. Ở giữa pháp trận sau khi bạch quang chợt lóe, liền truyền ra từng trận âm thanh rồi tiếp đó các nơi trên pháp trận đều có linh quang chấp động, nhưng sau một lát liền tự động trở nên ảm đạm. Xem ra truyền tống trận bên kia cũng không hề có vấn đề, có thể truyền tống được. Hàn Lập trong lòng vui vẻ, thân hình sau khi nhoáng lên liền xuất hiện trên truyền tống trận. Nhưng khi hắn đang muốn kích phát pháp trận thì ánh mắt đột ngột hướng về lối vào động quật quét tới, trên mặt lại hiện lên một tia trần chờ sau khi hơi cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên vỗ vào túi linh thú bên hông. Trong túi vang lên thanh âm tê tê, miệng túi hé ra, một luồng gió tuyết trắng từ trong túi trực tiếp phun ra. Lập tức 12 con tuyết bạch ngô công đều hiện hình ra trong gió tuyết, mỗi con đều dài gần thước, sau lưng mọc ra bốn cánh, giữ tợn dị thường. Hàn Lập sau khi thả những lục rực xương công này ra, trong miệng lẩm bẩm, pháp quyết hướng những linh trùng này đánh tới. Những linh trùng này nhanh chóng thu nhỏ lại, đảo mắt đã biến thành cỡ bàn tay. Tiếp đó bọn chúng hé miệng, phun ra luồng luồng hàn khí, bao bọc chung quanh thân thể, bắt đầu tự đóng băng chính mình. Một lát sau, từng cái, từng cái băng cầu trong suốt dị thường xuất hiện trước người Hàn Lập. Mười ngón tay Hàn Lập nhằm vào băng cầu này liên tiếp bắn ra 12 đạo thanh ti, trong nháy mắt nhập vào băng cầu không thấy bóng dáng. Tiếp đó 12 khỏa băng cầu không cần Hàn Lập thi pháp, cùng nhau hướng dưới đất từ từ chìm xuống, trong ánh hoàng quang chấp động, đột nhập vào trong lòng đất rồi mất dạng. Hắn lúc này mới khẽ cúi đầu, có 12 con linh trùng tương đương với thất cấp yêu thú thủ hộ, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng không dễ dàng phá hủy truyền tống trận trong này như vậy mới làm hắn yên tâm hơn nhiều lập tức hàn lập không hề trần trừ nữa thúc giục truyền tống trận dưới chân cả người trong ánh bạch quang liền biến mất sau một hồi đầu váng mắt hoa thân hình hàn lập xuất hiện ở trên cái đảo nhỏ cách đó không biết bao nhiêu ngàn vạn dặm ánh mắt hắn đảo một vòng tất cả đều giống với lúc há y rời đi xem ra lấy độ bí ẩn của nơi này đến bây giờ cũng chưa có tu sĩ khác phát hiện ra hàn lập bước ra khỏi truyền tống trận cũng không quay đầu lại mà trở tay chém vào hư không một nhát một đạo kim quang chém qua, sau một tiếng oanh thật lớn, truyền tống trận phía sau đã bị chém thành hai nửa. Hàn lập mặt không chút thảy đổi đi ra khỏi thạch thất. Một lát sau, một đạo thanh hồng từ trên đảo bay lên, xoay một chút liền nhằm thẳng một hướng phá không bay đi, đảo mắt đã biến mất tại phía chân trời. chương 1199, Loạn Tinh Hải Hàn lập ở trên con đường khác của hòn đảo, nhắm hướng thiên tinh thành mà đi, không có chút ý định dừng lại. Nhưng sau đó không lâu, hắn liền phát hiện, trên đường ngẫu nhiên gặp được tu sĩ nào thì cũng đều mang bộ dáng vội vội vàng vàng. Nhưng nếu là hai tu sĩ xa lạ trên đường chạm mặt nhau, song phương lập tức trở nên cẩn thận, vẻ mặt biểu lộ sự cảnh giác, không khí trở nên khẩn trương dị thường. Điều này làm cho Hàn Lập nhướng mày, cảm nhận được bên trong tinh hải có sóng ngầm mãnh liệt. Theo hắn dần dần tiếp cận tinh thành nơi đảo lớn, tu sĩ đi trên đường cũng dần nhiều hơn, không chỉ cảnh giác như lúc trước mà còn bắt đầu xuất hiện chém giết lẫn nhau song phương động thủ không có chút nào lưu tình, đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Hàn Lập lúc đầu còn không có để ý, nhưng dọc trên đường gặp tình hình tranh đấu càng ngày càng nhiều, rốt cuộc hiểu rõ, những tu sĩ đó hơn phân nữa là cùng cuộc tranh đấu của tinh cung và nghịch tinh minh có liên quan với nhau. Tuy rằng nghịch tinh minh hiện tại có vẻ đại chiếm thượng phong, nhưng tinh cung thống trị tinh hải đã lâu, thế lực tông môn rất sâu xa, bình thường thế lực cạnh tranh cũng không nhận ra trong đó có cái gì liên quan, nhưng tới thời điểm tinh cung sinh tử tồn vong những thế lực đó sẽ xuất đầu lộ diện điều này cũng cho thấy rõ tinh cung tựa hồ đang ở thời điểm sinh tử tồn vong đã tới dù sao nếu còn một tia hy vọng thì sẽ không dễ dàng vận dụng đến lực lượng sâu xa đó đương nhiên hàn lập cũng sẽ không phải kiểu chưa thăm dò gì tình hình loạn tinh hải hiện giờ đã liền cùng tinh cung tranh đấu với nghịch tinh minh nhưng do đám tu sĩ này tu vi quá thấp thân phận hạn chế nên rất khó có được tin tức chuẩn xác vì thế dọc đường tuy gặp không ít chút cơ kỳ tu sĩ nhưng hắn chưa dừng lại một chút nào hiện hắn đang hóa thành một đạo thanh quang nhàn nhạt, nhạt phóng thật nhanh trên không bỗng nhiên thần sắc khẽ động xoay đầu qua hướng xa xa liếc mắt một cái độn quang tự nhiên biến đổi hướng chỗ nhìn vào tới lấy tu vi hàn lập hiện giờ toàn lực thi triển thanh hồng chỉ chấp động vài cái đã xuất hiện ở không trung một nơi cách đó mươi dặm ánh mắt hắn đảo qua trên mặt lộ vẻ cười mà không cười chỉ thấy ở tầng trời thấp có một lão giả áo đen cùng với một gã đại hán hung ác, đang phân biệt khu động một cây phi kiếm màu vàng lấp lánh cùng một pháp bảo viên hoàn màu xanh, đang đấu nhau kịch liệt. Nói đến cũng khéo, tu vi hai người này đều ở kết đan kỳ, pháp bảo uy lực cũng hơn kém không nhiều lắm. Lực lượng vừa đẹp để đấu ngang nhau, lấy ánh mắt hàn lập nhìn, hai người nếu không có bảo vật khác hoặc suốt kỳ chế thắng, để phân thắng bại thì tối thiểu cũng mất hơn nửa ngày công phu mới được. Hơn nữa trong đó một người tuyệt đối không thể thực sự giết được đối phương hơn phần nữa là một phương phẫn nộ chạy thoát mà thôi hàn lập quỷ dị xuất hiện ở phía trên hai người tranh đấu tự nhiên làm cho lão giả cùng trung niên đại hán lâm vào cả kinh bất giác pháp quyết trong tay ngưng lại tất cả đều nhìn qua hắn kết quả thần niệm vừa đảo qua tất cả sắc mặt đều đại biến vì không muốn để mọi người chú ý hàn lập đã đem tu vi che giấu ở khoảng nguyên anh sơ kỳ nhưng đối với hai gã kết đan kỳ tu sĩ mà nói đủ để chấn nhiếp tinh thần họ hai người gần như cùng vẫy tay một cái đem pháp bảo thu về, sau đó lão giả hướng hàn lập ở xa cuối người hành lễ, cung kính dị thường hỏi. Vãn bối lạc hồn đảo tất tốn, tham kiến tiền bối, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Có phải có sự tình gì cần phân phó cho vãn bối? Trung niên đại hán trong lòng đầy run sợ, đồng dạng cũng hướng hàn lập liên tục hành lễ, mở miệng lấy lòng. Ta là ai, hai người các người thật sự không cần biết. Ta chỉ là thời gian thật lâu không có nhập thế, có một số việc cần hỏi hai người một chút hàn lập đang khoanh tay lạnh nhạt hỏi tiền bối có việc gì cứ hỏi vãn bối tuyệt đối biết sẽ nói vừa nghe hàn lập chỉ muốn hỏi mà thôi hai người trong lòng đồng thời nhẹ nhõm lão giả thức thời lập tức nói liền hàn lập nghe được lời này gật gật đầu lúc này không khách khí hỏi chuyện trăm năm qua ở tinh hải lão giả cùng trung niên đại hán tự nhiên xem hàn lập như một vị nguyên anh lão quái vật vội vàng mở miệng đáp trả đầu tiên năm đó ngoại hải yêu thú cướp lấy ngoại hải đảo của nhân loại Đồng thời đánh đuổi nhân loại tu sĩ một phen nhiễu loạn. Rốt cuộc sau khi hắn rời khỏi Tịch Hải không lâu hoàn toàn bạo phát, ngoại hải hơn 10 hòn đảo nhân loại tu sĩ cùng yêu thú nổ ra đại chiến. Lúc đại chiến, Tinh Cung cùng Nghịch Tinh Minh lại lạ thường đều không có phái ra quá nhiều nhân thủ tham dự việc này, nhưng liên lụy rất nhiều đến lợi ích của tán tu cùng một số tông môn vừa và nhỏ, làm hội tụ đến không ít nhân thủ qua truyền tống trận, cùng yêu thú đại chiến một hồi. Kỳ thật cái gọi là đại chiến, bất quá là nhân loại tu sĩ cố thủ ở tiểu đảo mượn dùng trên đảo một ít cấm chế, đánh một hồi phòng thủ mà thôi. Có can đảm tham chiến tu sĩ tự nhiên tu vi ít nhất cũng ngoài chút cơ kỳ. Nghe nói tổng cộng từ tụ tập đến mấy vạn chúng nhân, nhưng là phân lực lượng ra từng cái tiểu đảo, cũng có khoảng 5-6 ngàn người. Trận chiến vừa mở ra, tất cả tiểu đảo đã bị phô thiên cái địa thấp dài yêu thú vây khốn, một giọt nước cũng không lọt. Vốn nhân loại một phương đang tin tưởng tràn đầy, nhất thời như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Kết quả bọn họ căn bản không thể kiên trì mấy ngày, gần nửa tháng sau, hơn 10 ngôi tiểu đảo trước sau đều tự thất thủ. Nghe nói từ đầu đến cuối, cao dài yêu thú hóa hình kỳ thậm chí không thèm ra tay, chỉ dựa vào đám yêu thú thấp sai đông đảo bất tận, cứ thế cương ngạnh phá vỡ nhiều cấm chế trên đảo, đánh vào trung tâm đảo. Lực lượng ngoại hải tu sĩ đích xác không thể cùng yêu thú một phương đánh đồng được, nhân loại không thể không lui trở về nội hải, sau đó đều hủy diệt truyền tống trận thông ra ngoại hải, tạm thời bỏ quên ngoại hải hết thảy. Giờ phút này ngoại tinh hải trở thành thiên hạ của yêu thú đương nhiên nhân loại tu sĩ sẽ không thực sự bỏ quên ngoại hải trải qua hơn trăm năm thậm chí mấy ngàn năm nhân loại hơn phân nửa quang lâm ngoại hải ngoại hải vô cùng vô tận yêu thú nội đan đối với loạn tinh hải tu tiên giới mà nói thực sự là quá trọng yếu mặt khác một sự kiện làm cho hàn lập lưu tâm là thiên tinh song thánh mấy chục năm trước đã vẫn lạc chẳng qua đối với vợ chồng song thánh cũng không phải tạo hóa mà là ở mấy chục năm trước đột nhiên giết tới tổng đàn nghịch tinh minh lợi dụng uy phong của nguyên từ thần quang liên tục giết mấy vị nguyên anh kỳ của chính, mà tu sĩ, làm cho vạn tam nương cùng lục đạo cực thánh đang ở mật thất trao đổi chuyện quan trọng phải kinh nộ hiện thân liên thủ ứng địch. Nguyên do bởi hai vị chính, mà đệ nhất tu sĩ nghĩ rằng, thiên tinh song thánh bởi vì nguyên từ sơn duyên cớ, căn bản không thể rời khỏi tinh thành, cho nên bị đánh lén trở tay không kịp. Nhưng làm cho mọi người càng không thể đoán được chuyện tình đã xảy ra. Thiên tinh song thánh vừa thấy hai người nay xuất hiện, căn bản không có ý tứ cùng bọn họ đại chiến mấy ngày, cũng không biết thi triển loại bí thuật quỷ dị nào, nhưng lại tự bảo mấy trăm năm khổ tu nguyên từ thần quang của hai người, uy lực to lớn, thậm chí toàn bộ tổng đàn nghịch tinh minh hơn phân nửa đều trở thành cho tàn. Cách bọn họ hai người gần nhất là lục đạo cực thánh cùng vạn tam nương, bởi vì thân đang ở chỗ trung tâm nên ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát, trong nháy mắt liền trở thành cho bụi. Kể từ đó, nghịch tinh minh cùng tinh cung đồng thời mất đi người đứng đầu tồn tại. So sánh kỹ thì nghịch tinh minh thậm chí còn ở thế hạ phong, tình hình càng thêm không tốt dù sao lúc ấy ở tổng đàn nghịch tinh minh cùng nhau ngã xuống còn có vài tên trưởng lão và rất nhiều kết đan kỳ tu sĩ về sau lại phát triển chính xác như thế thiên tinh song thánh cùng lục đạo cực ma ngã xuống trong hai ba mươi năm sau ở tân cung chủ tinh cung lăng ngọc linh lãnh đạo nghịch tinh minh bị buộc bại lui liên tiếp mất không ít tiểu đảo cùng địa bàn nếu không phải tham gia chính mà lưỡng đạo tông môn nghịch tinh minh bị tinh cung liệt vào danh sách tử nên không thể không cắn răng đau khổ chống đỡ thì chỉ sợ nghịch tinh minh có khả năng đã tan thành mây khói. Lúc nghịch tinh minh xem như sắp chân chính bị đánh tan, sự tình lại đột nhiên chuyển biến, xuất hiện một sự kiện làm cho người ta không thể dự tính nổi. Môn chủ vạn pháp môn vạn thiên minh lúc thời khắc nguy cơ, ma xui quỷ khiến tiến giai thành công nguyên anh hậu kỳ, trở thành tân đại tu sĩ. Kể từ đó, tự nhiên tình thế tinh hải chợt quay ngược trở lại, vạn thiên minh lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ, một thời gian liền chỉnh hợp lực lượng chính ma lưỡng đạo, trở thành minh chủ nghịch tinh minh không ai phản đối. Sau đó, trong chiến đấu chém giết liên tục mấy vị tinh cung trưởng lão, uy danh đại trấn. Trong mấy chục năm sau, tinh cung bởi vì không có đại tu sĩ tồn tại, không thể ngăn cản vạn thiên minh chủ động xuất khích, làm cho thế lực nghịch tinh minh ngóc đầu trở lại, những tiểu đảo ngoại vi tinh cung cũng bị mất dần, không có bao lâu, tình thế so với năm đó lục đạo cực thánh cùng vạn tam nương tồn tại càng thêm ác liệt hơn. Thậm chí trước đó không lâu, nghịch tinh minh rốt cuộc đả thông thông đạo đi tinh thành, lại phát ra nghịch tinh lệnh. Tất cả tông môn thế lực nhận được lệnh bài phải lập tức cho thấy lập trường, không gia nhập hàng ngũ tấn công tinh cung sẽ bị nghịch tinh minh coi là địch nhân, tất nhiên bị tiêu diệt. Nghịch tinh minh hoàn toàn biểu lộ ý công kích, chuẩn bị chính thức tấn công tinh cung. Tiếp theo đó, một ít thế lực tông môn thân cận tinh cung thật sự bị vạn thiên minh tiêu diệt, toàn bộ tinh hải đều dung chuyển. Duy trì theo tinh cung, hoặc đầu nhập nghịch tinh minh, hay dự ý đổ chung lập đục nước béo cò, các thế lực lớn nhỏ đều bắt đầu hành động. Có những phái nhắm vào cấm chế của tiểu đảo, Cành giữ trên đảo như lâm đại địch, cũng có toàn tông môn đều chạy đến thiên tinh thành tị nạn, cũng có nhân cơ hội mở rộng địa bàn, cũng có hạng người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dù sao lúc này loạn tinh hải, nơi nơi đều hỗn loạn một đống cả rồi. Đại quân tu sĩ nghịch tinh minh thì nhân cơ hội tập kết ở vài tòa tiểu đảo phụ cận thiên tinh thành, tựa hồ vận dụng tất cả lực lượng bên trong, tính toán trong một trận chiến phân định thắng bại. Xem ra vạn thiên minh cũng không muốn đem cuộc tranh chấp trong tinh hải di trì thêm nữa, chuẩn bị một lần liền đánh hạ thiên tinh thành, hoàn toàn tiêu diệt tinh cung. Chẳng qua đại chiến rốt cuộc khi nào bắt đầu, thiên tinh thành phụ cận tụ tập nhiều ít tu sĩ ra sao. Lão giả cùng đại hán đều tìm không ra nguyên cớ. Hơn nữa, mặc dù hơn phân nửa tu sĩ đối với đại chiến lần này tránh không kịp, nhưng còn có một số đông không thể không kể đến, thế lực tán tu, họ không thể không tiến đến tham gia lần đại chiến này. Về phần bọn họ gia nhập tinh cung hay nghịch tinh minh, đây chỉ có trời mới biết. Hơn nữa các thế lực khác phái ra từng đợt từng đợt thám tử, làm cho hải vực phụ cân thiên tinh thành hoàn toàn thành một cơn đại lốc xoáy hỗn loạn, chuyện sống mái, chuyện đuổi giết chỗ nào cũng có. Loại hỗn loạn này càng tới gần thiên tinh thành càng xảy ra ác liệt. Hàn Lập đã có được tin báo cần thiết, lúc này không hỏi thêm hai người cái gì nữa, mà cúi đầu trầm ngâm. chương 1200, tinh cung chi chiến phần 1. Nghe xong những lời này, trong lòng của hắn cuối cùng cũng hiểu được chút ít. Hiển nhiên Lăng Ngọc Linh dùng vạn lý phù tìm mình tới chính là để đối phó với vị đứng đầu vạn pháp môn kia mà cũng phải nói vị vạn thiên minh này năm đó ở hư thiên điện hắn đã gặp qua rồi người này khiến cho hắn có ấn tượng rất sâu tâm cơ thâm trầm thế nhưng vị này có thể tiến vào hàng ngũ nguyên anh hậu kỳ cũng khiến hàn lập cảm thấy bất ngờ lôi kéo lục đạo cực thánh vạn tam cô cùng một chỗ đánh thiên tinh song thánh có lẽ cũng sẽ không dự liệu được phát sinh việc này nếu không dựa theo suy đoán của bọn họ tinh cung đạo hẳn là sẽ đánh bại nghịch tinh minh khôi phục lại vẻ yên ổn tại loạn tinh hải lại càng không cần phải mời hắn tới đây giúp đỡ nhưng mà, Hàn Lập cũng không để vị vạn thiên minh này vào trong mắt. Vị vạn đại trưởng môn này tiến dai so với hắn còn muộn hơn, sao có thể làm đối thủ của hắn chứ? Hắn ngày hôm nay, tu vi pháp lực đã tiến thêm một bước vững chắc rồi, thần niệm phóng ra, nếu là là đụng phải hóa thần kỳ tu sĩ, người này cũng chỉ có thể khó khăn tự bảo vệ mình. Trong lòng nghĩ như vậy, tâm niệm của Hàn Lập nhanh quay ngược trở lại, liền đem tâm tư bỏ vào chuyện nguyên từ thần quang cùng nguyên từ sơn công trong truyền thuyết khẩu quyết của công pháp nguyên từ thần quang vẫn còn tính được vì công pháp này cũng không phải là thứ sách quý độc môn gì đó tại tinh hải hẳn là có truyền lưu cho dù không thông qua tinh cung hắn dùng chút thời gian cùng một cái giá cao cũng có thể siêu tập được thế nhưng nguyên từ sơn lại là bảo vật ở nhân giới cả nhân giới cũng không tìm được tòa thứ hai như thế hắn tuy không biết núi này có phải là vật chuẩn bị để tu luyện nguyên từ thần quang hay không thế nhưng cao giai tu sĩ ở loạn tinh hải có người nào không biết thiên tinh song thánh sở dĩ tu luyện công pháp này cũng đã phát hiện ra kỳ vật sau đó mới bắt đầu. Núi này tối thiểu đối với việc tu luyện nguyên từ thần quang rất có ích. Nếu không lúc trước song thánh truyền lưu công pháp này, cũng không có thấy ai đi tu luyện kỳ công bậc này, Hàn Lập cứ như thế mà nghĩ, hướng tới lão giả cùng đại hán gật nhẹ đầu, hời hợt nói hai câu cảm ơn, sau đó, linh quang như thiểm điện vờn quanh thân, hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng phá không rời đi. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có hỏi hai vị này vì sao tranh đấu, cũng không hỏi thân phận là từ thế lực phương nào. Lão giả cùng đại hán đứng tại chỗ cung kính dõi mắt theo hướng Hàn Lập rời đi, thẳng đến khi thanh hồng đã biến mất sau chân trời, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó một lần nữa trợn mắt nhìn nhau. Thế nhưng trải qua lần giáo huấn này của Hàn Lập, hai vị này cũng không còn tâm tư để sống mái với nhau nữa, đều chửi rủa nhau vài câu, sau đó phẫn nộ rời khỏi nơi này. Mà lúc này Hàn Lập đã sớm cách xa chỗ này ngàn dặm rồi. Cách Thiên Tinh thành mấy vạn dặm tại mặt biển có hơn 10 đạo độn quang đang tiến thẳng tới thiên tinh thành. Những đạo độn quang này, trong đó trẻ có già có, thế nhưng phục sức trên người đều là loại độc nhất vô nhị, nhìn một cái liền đoán ra bọn họ đều thuộc về một tông môn hoặc một thế lực nào đó. Có lẽ bởi vì do tiếp cận thiên tinh thành, tu sĩ trong đám độn quang đều lộ ra thần sắc thoải mái, còn có một số người thậm chí bắt đầu thấp giọng truyền âm với nhau. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, mặt biển đối diện phía dưới đám tu sĩ này phóng lên từng đạo bạch sắc quang mang, hơn 10 đạo mù xương quang trụ đột nhiên từ phía dưới phun ra, sau đó ầm ầm bạo liệt, ngoại trừ ba gã tu sĩ kết đàn có tu vi cao nhất, thân hình lóe lên vội vàng né qua, đám tu sĩ còn lại đều bị cột sáng đánh trúng. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, những người này đều lẫn vào trong bạch quang rồi biến thành hư ảo. Mà ba gã tu sĩ kết đàn kỳ tự nhiên kinh sợ phun ra pháp bảo của mình, vội vàng nhìn xuống phía dưới. Đúng lúc này, cột sáng ở phía dưới không còn phun ra nữa, từ trên mặt biển bắn ra bảy tám đạo độn quang, lượn vòng, sau đó vậy quanh ba người này. Chính là tay sai của nghịch tinh minh, một vị lão giả dâu tóc xám trắng trong đám tu sĩ còn sót lại, tựa hồ như nhận ra người nào đó trong đám kia, rất đoán độc quát to. Hắc hắc, ta lại đang mỏi mắt chờ mong ai tiến tới trợ trận cho tinh cung, đây không phải là lỗ huynh của bạch thủy kiếm tông sao? Quý tông không phải gần đây tuyên bố là trung lập, không tiến vào vòng chiến sao? Thế nhưng hôm nay không chịu ở đảo, đến đây là có ý gì? Một đạo độn quang trong đám kia thu hào quang vào, liền hiện ra một người trung niên tướng mạo âm âm, đáng giá lời nói của lão giả, sau đó cười lạnh nói. Hư, trong lòng người biết rõ, sao phải dùng mấy câu phế ngôn này làm bộ làm tịch. Bạch thủy kiếm chúng ta nguyên vốn là một nhánh truyền thừa của tinh cung, giờ phút này trong nội cung gặp đại kiếp, tự nhiên phải tới viện thủ rồi. Bớt xàm môn đi, chúng ta lên thôi. Lão giả hung hăng chừng mắt nhìn người trung niên âm âm vài cái câu nói sau cùng là nói với hai gã tu sĩ kết đan đứng bên cạnh. Thân hình ba người này nhoáng lên một cái, trong nháy mắt hóa thành ba đạo độn quang hướng tới đường khác bắn đi, rồi đột nhiên trên không trung từ ba hóa thành một, kết hợp lại tạo thành một đạo hồng hoàng bạch đan vào nhau cao tới vài trường, hùng hổ bay tới đám tu sĩ nghịch tinh minh đang ngăn cản phía đối diện. Lão giả này xem ra rất rõ ràng. Với lực lượng của ba người căn bản không thể nào đối kháng được với đám địch nhân đông gấp mấy lần bên mình, lập tức cướp đường mà chạy thể hiện vẻ quyết đoán dị thường. Hai gã tu sĩ nghịch tinh minh ngăn tại phương hướng này, nhìn thấy ba màu kinh hồng hùng hổ lao tới, không chút nào bối rối, cùng nhìn nhau, sau đó đồng thời giơ tay lên. Một mảng thanh quang hà mịt mờ từ trong tay hai người đột ngột bắn ra, vừa vặn đem ba màu kinh hồng bất ngờ đón đầu bao vây lại. Tiếp đó trong miệng hai người này lẩm bẩm, thanh sắc quang mang lóe lên, quang hà hiện ra nguyên hình, đúng là một cái ti võng màu xanh cự đại, đem lão giả ba người vây ở bên trong, kiếm quang của ba người đánh loạn trên đó, thế nhưng căn bản không cách nào chém rách được cái lưới này. Ha ha lỗ huynh cũng đừng tính vùng vẫy nữa, đây là càn khôn võng, là do trưởng lão bản tông ban tặc, với bọn người chỉ là tu vi kết đan, căn bản không làm gì được đâu. Huống hồ coi như các người có thể thoát ra đi nữa, cũng vô dụng thôi. Thiên tinh thành hiện tại đã sớm bị nghịch tinh minh chúng ta vây chật như nêm cối rồi, bị công phá cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, hay là để cho chúng ta tiến ba vị đạo hữu lên đường trước nhé. Người Trung Niên âm âm ha ha cười to, há miệng ra tiếp đó phun ra một ngụm tiểu kiếm bạch sắc, muốn đem tiểu kiếm này trực tiếp chém chết ba người lão giả bị nhốt bên trong lưới. "A, à, nghe khẩu khí của ngươi, Thiên Tinh Thành đã bị vây được một khoảng thời gian rồi, có thể nói cho ta nghe một chút tin tức được không?" Một thanh âm lạ lẫm của nam tử ở vùng phụ cận đột nhiên quỷ dị vang lên, tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy rõ ràng. "Là ai lén lén lút lút thế?" Trung Niên âm âm trong lòng kinh hãi, vội vàng không ngừng nhìn khắp mọi nơi trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi vài tên tu sĩ còn lại của nghịch tinh minh cũng cuống quyết đem thần niệm thả ra nhìn quanh khắp nơi bộ dáng giống như như lâm đại địch thế nhưng vùng phụ cận đều không có gì căn bản nhìn không ra có bóng dáng người khác tồn tại mấy người kia tìm tòi cũng không có kết quả không khỏi đưa mắt nhìn nhau các ngươi đang nhìn cái gì vậy chẳng phải ta đang ở trước mặt các ngươi sao nam tử xa lạ kia cười lạnh một tiếng tiếp đó ba gã tu sĩ bạch thủy kiếm tông bị nhốt bỗng biến mất thanh quang lóe lên, một đạo nhân ảnh lăng không hiện ra. Là một vị thanh niên mặc thanh bào tầm hơn 20 tuổi, khuôn mặt không nét biểu tình nhìn qua mấy người bọn họ. Không tốt, là nguyên anh tu sĩ A. Cách thanh niên gần nhất là hai gã tu sĩ nghịch tinh minh, thần niệm quét qua, ngay lập tức sắc mặt đại biến, thế to một tiếng đầy vẻ kinh hãi. Tuy hắn không cách nào nhìn ra tu vi cụ thể của Hàn Lập, thế nhưng tuyệt đối là nguyên anh tu sĩ không sai. Người trung niên âm âm cầm đầu đám người nghe vậy, thần sắc cũng biến đổi, cẩn thận đánh giá vị thanh niên trước mắt này, trên gương mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tới cực điểm. Tiếp đó không nói hai lời hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, hóa thành một đạo bạch hồng, quay người phá không mà chạy tới hướng xa, chẳng qua chỉ là vài cái chấp động, độn quang đã bay ra xa hơn 10 trường. Một màn này, chẳng những khiến Hàn Lập cảm thấy nao nao, mà ngay cả vài tên tu sĩ nghịch tinh minh còn lại cũng trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, cho dù đối mặt với một tên tu sĩ nguyên anh cấp, bọn họ nhiều kết đan tu sĩ như vậy, cũng chưa hẳn không đủ sức sức đánh một chân. Mà người trung niên đứng đầu kia lại có tu vi kết đan hậu kỳ đỉnh phong, ngay cả thân phận địch ta của đối phương chưa phân biệt được đã lập tức bỏ chạy. Người nhận ra ta sao? Người thanh niên này tự nhiên chính là người đã trải qua hơn một tháng buồn bực chạy tới đây, rốt cuộc cũng đã tới, hàn lập. Giờ phút này sắc mặt của hắn trầm xuống, đưa tay tùy ý búng ra phía xa. Xì một tiếng, sau đó một đạo hồng tuyến lóe lên tức thì bắn ra, tiếng xé gió nổi lên hồng tuyến nhoáng một cái, đã lăng không vô ảnh vô tung biến mất, mà trung niên đã độn xa tới hơn 10 trượng kia lập tức hết thảm một tiếng. Bạch quang tản ra, một đoàn hỏa cầu hình người trực tiếp từ không trung rơi xuống, đảo mắt đã lẫn vào trong mặt biển không thấy có tiếng động gì nữa. Mà hàn lập lại hời hợt tiếp tục vẫy tay một cái. Âm thanh bén nhọn vừa vang lên, một đạo hồng tuyến cũng lóe lên trong hư không, một lần nữa quỷ dị hiện ra, thoáng cái chui vào trong tay thanh niên rồi biến mất. Ánh mắt hàn lập lúc này mới quét qua đám người còn lại, nhàn nhạt nói. Hiện tại các người có nguyện ý trả lời vấn đề của Hàn Mỗ hay không? Tuy thanh âm của Hàn Lập không lớn, thế nhưng khi lọt vào lỗ tai của đám tu sĩ nghịch tinh minh này, khiến toàn thân bọn chúng phát lạnh. Giờ phút này bọn họ mới biết được, vì sao người trung niên kia vừa rồi không thèm nói một câu đã lập tức bỏ chạy. Vị thanh niên trước mắt này không ngờ lại có thần thông lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, bọn họ cho dù có liên hợp động thủ, cũng không có một phần thắng nào. Mà quan trọng nhất là, Vị này cơ hồ không có thiện cảm với Nghịch Tinh Minh. Thế nhưng có gương của người trung niên bị diệt lúc trước, đám người này hai chân mặc dù có điểm như nhũn ra, thế nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Không biết Tiền Bối có vấn đề gì muốn hỏi đám người vãn bối ạ. À? Một lát sau, trong mấy người có một tên đại hán mặt dài mũi ưng ho khan vài tiếng, sau đó miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rồi nói: "Vấn đề gì, ta không phải mới vừa nói qua một lần rồi sao, chẳng lẽ các ngươi muốn ta nhắc lại lần thứ hai?" trong mắt hàn lập lóe lên hàn quang lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương trái tim đại hán mãnh liệt đập mạnh dáng vẻ tươi cười trên mặt lại càng cứng ngắc thế nhưng trong miệng không dám dừng lại trả lời vãn bối minh bạch rồi tinh cung hiện tại quả thực đã bị bổn minh vây quanh nếu không bọn vãn bối cũng không dám xuất hiện tại hải vực gần tinh cung như vậy a à, xem ra nghịch tinh minh các ngươi ngược lại đang tính toán muốn sớm đánh tới khiến tinh cung trở tay không kịp hơn nữa còn có thể thuận tiện đem tất cả đám tu sĩ tinh cung cùng nhau diệt sát khóe miệng hàn lập nhếch lên, lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười. Điều này vãn bối không rõ lắm, bọn vãn bối tu vi không cao, cũng chỉ là phụng mệnh hành sự thôi, đại hán cười xòa nói. Nhưng mà, cho dù nghịch tinh minh đang chiếm ưu thế, thế nhưng thiên tinh thành lớn cỡ nào, chỉ sợ có mấy vạn tu sĩ tụ tập, cũng không thể nói là vây cái thành này chật như nêm cối, phải không? Ánh mắt hàn lập chấp động vài cái, lên tiếng hỏi. Trường 1201, Tinh Cung Chi Chiến phần 2 Tiền bối không biết chứ, vạn minh chủ lão nhân ra hắn luyện chế 108 cái phong hỏa đồng trụ, sau đó không biết từ nơi nào mời tới vài người am tường trận pháp, tại bốn phía thiên tinh thành bố trí một tòa phong hỏa thiên tuyệt trận, mượn phong hỏa chi lực khôn cùng để tấn công tinh cung. Bổn minh tu sĩ chỉ cần tập trung lực lượng, bảo vệ cho 108 phong hỏa trụ này, như vậy cũng đủ để vây khốn thiên tinh thành rồi. Tên đại hán kia tuy biết rõ việc này, khi trở lại chắc chắc không gặp chuyện tốt, thế nhưng bị ánh mắt của hàn lập lạnh lùng chăm chú nhìn, trong lòng hắn phát lạnh, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói sạch ra. Tự nhiên những lời này mới vừa ra khỏi miệng, đại hán mặt ngựa lại lập tức hối hận, thế nhưng tiếp đó nghĩ lại, những tin tức này tựa hồ cũng không tính là chuyện cơ mật gì, bất luận là một tên tu sĩ kết đan nào ở Minh Trung hôm nay cũng biết chuyện này, cho nên hắn hơi yên tâm lại một chút. Phong Hỏa Thiên Tuyệt trận, trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia động dung, trận công cổ pháp trận này hắn mặc dù không có nghiên cứu qua, thế nhưng không ít trận pháp trong biển tịch nhiều lần tán dương đại trận này. Nghe nói đây là một loại cấm đoạn đại trận nổi danh sau thời thượng cổ, ngoại trừ có thể mượn sự tuần hoàn của thiên địa phong hỏa chi lực, pháp trận khổng lồ này lại càng nổi danh. Nếu có người hiểu được cách bố trí trận này, thật đúng là có thể đem thiên tinh thành vây khốn. Dù sao có vạn thiên minh đích thân chấn thủ, chỉ cần mắt trận không bị phá, cho dù là tu sĩ tinh cung thỉnh thoảng phóng ra mấy lần, phá hủy một chút phong hỏa trụ, nghịch tinh minh đều có thể đơn giản sửa chữa lại, không cách nào chính thức loại bỏ pháp trận này. Hàn Lập suy nghĩ như vậy, trên mặt hiên lên vẻ do dự đám tu sĩ nghịch tinh minh đứng gần thần sắc cũng âm tình bất định giờ phút này bản thân chỉ là con sâu trong mắt người ta cũng có thể nghe ra được hàn lập là tới trợ giúp tinh cung tình cảnh của bọn họ lúc này cực kỳ không ổn mà nguyên bản ba gã tu sĩ bạch thủy kiếm tông bị nhốt trong cái lưới xanh đều mừng rỡ tên lão giả kia giờ phút này vội vàng xông tới trước mặt hàn lập lớn tiếng kêu tiền bối chúng vãn bối là tới cứu viện tinh cung mấy người kia đều là tu sĩ chấp pháp đường của nghịch tinh minh mỗi một tên cũng không biết là giết hại bao nhiêu tu sĩ tinh cung rồi, tất cả đều chết chưa hết tội, tiền bối ngàn vạn lần không cần phải buông tha cho đám tặc tử này. Vừa nghe những lời này, sắc mặt của đám tu sĩ nghịch tinh minh toàn bộ trắng bệch. Nguyên bản có hai gã tu sĩ đứng ở chỗ xa nhất, giờ khắc này nhìn nhau lướt mắt, sau đó đột nhiên khẽ đảo tay, rất nhiều tiểu phiên hoàng sắc từ nhiều hướng bắn ra. Bọn họ không lưỡng lựa đem tiểu phiến này ném lên không chung, lập tức hóa thành hai luồng hoàng vân lao thẳng xuống dưới nháy mắt bao vây lấy hai người. Lé lên một cái, hai luồng Hoàng Vân Lăng không đã không còn thấy bóng. Mà sau một khắc, ở một nơi ngoài hơn 20 trượng, Hoàng Vân từ từ hiện ra, thế nhưng nhoáng một cái, lại lần nữa biến mất. Thuấn Di, đồng tử Hàn Lập co rụt lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Thế nhưng tiếp đó lại cười lạnh một tiếng, đột nhiên khoát tay, trước tiên xông tới chỗ ba gã bạch thủy kiếm bị vây khốn, tiện tay đánh lên ti võng màu xanh một chảo. Hai gã tu sĩ nghịch tinh minh thao túng thi võng này chỉ cảm thấy tâm thần ông vang lên một tiếng thật lớn, khiến đầu váng mắt hoa một hồi. Càn khôn võng thoáng cái thoát khỏi sự thao túng của hai người, một lần nữa hóa thành một đoàn thanh hà, ba lão giả nhanh chóng thoát bay ra, lượn vòng một cái sau đó võng ti rơi vào trong tay Hàn Lập. Hàn Lập cũng không để ý tới ba lão giả đang mừng rỡ bái tạ, ánh sáng xanh trắng sau lưng lóe lên, một đôi cánh quỷ dị xuất hiện, hai cánh khẽ vỗ, người đã biến mất tại chỗ rõ ràng là hắn muốn đuổi theo hai người thuấn di kia. Chứng kiến một màn này, đám tu sĩ còn lại của nghịch tinh minh vừa mừng vừa sợ, mắt hổ liếc nhìn nhau, sau đó chia nhau hóa thành các màu độn quang mà chạy. Đã lầm vào đại địch đáng sợ như hàn lập, bọn họ cũng không dám đem một đường sinh cơ gửi hy vọng vào lòng nhân từ của đối phương. Ba lão giả thấy vậy, tự nhiên không chịu trơ mắt đứng nhìn đám người này chạy trốn, lúc này gầm lên giận dữ, sau đó cũng lập tức chia nhau đuổi theo. Xa xa vang lên hai thanh âm trầm đục oanh long, bạch quang lóe lên trong hư không, hai luồng hoàng vân bay ngược hiện ra, phảng phất như bị vật gì đó ở trước mặt đánh bật lại vậy. Thuận theo, một cỗ gió mát thổi tới, thân hình hàn lập nương theo cơn gió hiện ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám hoàng vân cách đó không xa, khóe miệng xuất hiện một nụ cười mỉa. Mà ở mi tâm hắn thình lình xuất hiện một con mắt nằm dọc, đang vô thanh vô tức chấp động, hắc mang lóe lên, giống như quỷ dị bỗng biến mất. Hai gã tu sĩ nghịch tinh minh trong hoàng vân, vạt áo trên người loang lổ vết máu, sắc mặt dị thường tái nhợt, thân thể đã bị thương rất nghiêm trọng. Giờ phút này trong lòng hai người vừa kinh vừa sợ, phải biết rằng, từ khi hai người tìm được hai cỗ hoàng sa tu di phiên đến nay, bằng vào vật này đã không biết bao nhiêu lần thoát được khỏi tay tu sĩ Nguyên Anh, đối với hai kiện cổ bảo thuấn di thần thông này đều có 10 phần nắm chắc, nếu không cũng sẽ không có gan tạm biệt Hàn Lập rồi bỏ chạy. Thế nhưng hôm nay Hàn Lập chẳng qua là tại phía xa trong hư không đánh ra hai quyền, đã đánh nát sự tự tin của hai người, lúc này mới biết được thanh niên trước mắt này so với bọn hắn dự đoán còn đáng sợ hơn. Nhưng mặc dù là như thế, hai người cũng sẽ không thúc thủ chịu chói. Lúc này hai người cắn răng một cái, trong miệng hét lớn một tiếng đem từng đoàn từng đoàn máu huyết phun tới Hoàng Vân. Lập tức mây mù quay cuồng một hồi quanh thân hai người, thoáng cái biến thành màu huyết hồng, sau đó hai loại chú ngữ vang lên, dường như có ý định sử dụng thủ đoạn liều mạng vậy. Trong mắt Hàn Lập xuất hiên hàn quang, đột nhiên há miệng ra, hai đạo kim mang chói mắt bắn ra, nhoáng một cái đã quỷ dị xuất hiện trước mặt huyết phân, trong nháy mắt xuyên thủng mà qua, rồi biến mất không còn cái bóng. Tiếng kêu thảm thiết trong hai luồng huyết phân vang lên, hai người trực tiếp từ trong huyết phân rơi xuống phía dưới. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt Hàn Lập không hiện lên chút biểu tình nhẹ nhàng xông tới chỗ bọn họ. Hai kim sắc tiểu kiếm từ vùng phụ cận trên hư không lóe lên, vây quanh hai người bọn họ, rồi nhẹ nhàng quất ra, từng đoàn từng đoàn kim mang tách ra, trong nháy mắt đem thân hình hai người bao phủ vào trong đó, từng mảng huyết vũ rơi xuống. Hàn lập không ngờ căn bản không cho bọn kia cơ hội thi triển bí thuật, lập tức tấn công như xét đánh không kịp bưng tay thắt cổ hai người. Sau đó hắn mới xông tới hai luồng huyết vân vẫy tay một cái, huyết quang trên làn mây nhanh chóng tản đi. Một lần nữa biến thành Hoàng Vân nhanh chóng bay tới. Hai đánh ra một đạo pháp quyết màu xanh, đạo pháp quyết này lập tức biến mất bên trong Hoàng Vân không còn thấy bóng. Hoàng Vân vèo một tiếng bay tới trước mặt, sau đó lập tức biến thành hai kiện Hoàng Phiên như cũ bị hắn phất một cái thu vào trong tay áo. Hai kiện cổ bảo này khi dùng để bỏ chạy mà nói, cho dù nằm mộng cũng khiến cao thủ đỉnh dai mơ ước. Mặc dù đối với hắn chỉ là một gân gà mà thôi, thế nhưng lấy về tặng cho môn hạ đệ tử, lại trở thành vật hiếm có để bảo vệ tính mạng. Sau khi thu hồi hai lưỡi phi kiếm, hắn mới dùng thần niệm quét qua một lần phương hướng của đám tu sĩ bỏ chạy. Chỉ thấy điểm điểm bóng ảnh mơ hồ, mấy người kia đã độn xa tới ngoài trăm trượng, thậm chí còn có một tên tên tu sĩ độn nhanh nhất đã biến thành một điểm bóng đen cuối chân trời rồi. Hàn lập khẽ thở dài, một chảo vỗ lên linh thú đại bên hông, sau đó ném lên không chung. Vù vù nổi lên một tiếng, một đoàn kim sắc trùng vân chen chúc mà ra, tiếp đó hàn lập thúc giục thần niệm, chia cỗ kim vân làm năm phần nhỏ, như gió bay điện chấp phân biệt đuổi theo đám người kia. Mà chính hàn lập lại lật tay một cái, hai kiện tiểu phiên màu vàng hiện ra trong tay, hắn thản nhiên vuốt vuốt trùng vân đuổi theo đám tu sĩ kia một trước một sau trong chớp mắt cũng biến mất tại chân trời đương nhiên chẳng được bao lâu bầu trời phía xa kim quang một lần nữa chớp động trùng vân trước sau từ khắp nơi bay về ba gã tu sĩ bạch thủy kiếm tông sắc mặt trắng bạch theo sát quay về thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía trùng vân giống như nhìn yêu ma vậy xem ra ba vị này sau khi tận mắt nhìn thấy vệ kim trùng thôn vệ thân thể người sống lúc này chịu kích thích không nhỏ đa tạ ân cứu mạng của tiền bối lần này nếu không phải có tiền bối xuất thủ chúng vãn bối nhất định không thoát khỏi tai kiếp này lão giả cầm đầu thấy hàn lập đem bầy trùng thu vào linh thú đại lập tức tiến lên cung kính nói ta cứu các ngươi chẳng qua là tiện tay mà thôi ngược lại không cần quá cảm kích hiện tại thiên tinh thành đang bị vây khốn với tu vi của ba người các ngươi nếu tới đó căn bản cũng không cách nào xông lên đảo được nên sớm quay về đi ta xông vào phong hỏa thiên tuyệt trận cũng không muốn có bất luận vướng víu gì hàn lập cũng không khách khí quét mắt nhìn ba người, sau đó thản nhiên nói. Vừa nghe lời ấy của Hàn Lập, ba người này cười khổ biết đối phương nói đúng, không dám nói thêm lời gì nữa, một lần nữa cảm ơn sau đó xoay người bay đi. Mà Hàn Lập híp hai mắt lại nhìn ba người độn quang dần dần đi xa, lúc này mới xoay người nhằm phương hướng thiên tinh mà bắn đi. Mấy vạn dặm lộ trình, đối với Hàn Lập mà nói tự nhiên không cần mất quá nhiều hơn thời gian. Thế nhưng trên đường đi hắn còn để ý tới mọi chuyện xung quanh, hắn đang dò xét một chút từng vùng đá ngầm hoặc dưới mặt biển, phát hiện rất nhiều tu sĩ nghịch tinh minh. Những người này tuy thực lực xa mới bằng 7-8 tu sĩ kết đan lúc trước, thế nhưng cầm đầu cũng có hai ba gã cao giai tu sĩ. Hiển nhiên những những người này vì dự phòng vạn nhất có cá lọt lưới đào thoát, nếu có người thoát ra bọn chúng sẽ diệt sát một hồi. Đối với những tu sĩ này, Hàn Lập cũng mặc kệ coi như không biết, hắn dùng độn quang bắn tới, hóa thành một đạo thanh ảnh nhàn nhạt, nhạt, không phát ra một tiếng động xẹt qua trên đầu đám người này những tu sĩ nghịch tinh minh này, không chút nào phát sát ra, một kẻ có thể đơn giản diệt sát tất cả bọn hắn, vừa rồi đã thoáng qua trên đầu bọn họ. Khi Hàn Lập còn cách thiên tinh thành hơn trăm dặm, rốt cuộc chứng kiến rất xa trên mặt biển xuất hiện một màn hồng quang chấp động, bay lại gần chút nữa mới phát hiện, nguyên vốn thứ hắn nhìn thấy, cự đảo giờ phút này hoàn toàn bị một tầng lụa mỏng thanh hồng sắc quang hà bao phủ tại bên trong. Hơn nữa từ phương hướng cự đảo ẩn ẩn còn nghe được tiếng oanh minh như sấm rền. Hàn Lập nhíu mày, đột nhiên hai tay nhanh chóng vận khởi pháp quyết, độn quang nguyên bản nhàn nhạt mờ ảo, thoáng cái triệt để ẩn đi. Nhưng mà cùng lúc đó, Hàn Lập lại giảm tốc chậm như trâu già gặm cỏ, thế nhưng vẫn hướng tới gần cự đảo không chút hoang mang. Lại bay gần thêm hơn 10 dặm nữa, tình hình phụ cận của Thiên Tinh Thành rốt cục cũng bị Hàn Lập thu vào trong mắt. Đối diện phía trước hắn, trên da mặt biển phía xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảng lớn điểm đen chẳng chịt dày đặc. Hắn cẩn thận ngóng nhìn, mới phát hiện đúng là rất nhiều tòa linh thuyền kiểu dáng khác nhau. Những con thuyền kiểu dáng khác nhau này đều có lầu cao, điêu long hỏa phượng, có cái chỉ cao hai trượng là một con thuyền nhỏ mà thôi, tài liệu chế tạo cũng đủ loại, không có gì là không có, có màu xanh nhạt của linh mộc, cũng có màu hoàn mỹ tinh khiết của mỹ ngọc, thậm chí còn xuất hiện một con thiết thuyền toàn thân đen nhánh bóng loáng. Chương 1202, Tinh cung chi chiến phần 3. Nơi này vây quanh ba cái ma thiên cự trụ với thế cao hơn trăm trượng như thể chọc trời, mỗi cái trong đó đều mang màu vàng nhạt, dường như phát ra từng gợn sóng quang hà thanh hồng, không ngừng phủ lên khoảng không trên cao, đồng thời đem cả tòa bao phủ lại, nhìn cứ như một tấm khinh xa vậy. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, liền có thể khẳng định cự trụ đó là phong hỏa trụ trong truyền thuyết, còn đám tu sĩ trên chiếc chu thuyền bán pháp khí kia hẳn là nhân thủ trông coi cây cột của nghịch tinh minh. Nhìn sơ sơ cũng ước chừng cũng phải hai ba ngàn người. Vì sợ đả thảo kinh xa, hắn vẫn chưa vận dụng thần niệm đảo qua dò xét, nhưng có thể khẳng định bên trong có tu sĩ Nguyên Anh tỏa chấn, tuyệt đối không thể nghi ngờ được. Về phần vị môn chủ đứng đầu vạn pháp môn kia có ở nơi này không, có trời mới biết. Phong hỏa chủ tổng cộng có 108 điểm, sẽ không xảo mộ đến nỗi gặp ngay tại nơi này chứ. Hàn Lập âm thầm nghĩ đến, nhưng nếu thật sự hắn tại đây, còn ra sức ngăn chờ mình, thì không rõ là nên nói vận khí của mình tốt hay là vị vạn đại môn chủ kém may mắn nữa. Mặt khác, nghe nói phong hỏa thiên tuyệt trận danh khí cường đại, nhưng với hiểu biết của Hàn Lập, phương pháp tấn công của thử trận này là tụ thành các điểm hình sáng cự đại phóng thẳng ra chủ yếu nhằm vào chúng tu sĩ cấp thấp cùng đại hình cấm chế, đối với những tu sĩ có thần thông kinh người thì khó mà ảnh hưởng nhiều. Lấy năng lực của hắn mà xét, xuyên qua trận này nhiều lắm là dính một chút phiền toái. Tuyệt không có chuyện bị vây hãm vào trong, tuy vậy, trong lòng hắn còn một vài suy tính, do dự chưa dứt. Phải đợi một lát sau, chỉnh đốn phương hướng lại, vòng qua chiếc linh thuyền và ba chiếc đồng trụ đối diện, theo đường vòng, trực tiếp hóa thành đạo quang hà thanh hồng phóng nhanh đi. Lúc này phía dưới ba cây ma thiên trụ không còn hướng về mặt biển nữa, thay vào đó là hình ảnh một con thuyền ba tầng đang trôi nổi phiêu phù, dáng vẻ tuy to lớn dị thường nhưng tất cả lại được bao bọc trong một màu lục nhạt của Mỹ Ngọc, quả là hoa Mỹ tuyệt luân. Bên lâu thuyền, trên tầng cao nhất, có vài tên tu sĩ đang vây quanh một cái ngọc bàn tứ phương, hầu như đều mang một vẻ tươi cười trò chuyện với nhau. Trên ngọc bàn còn có mấy vài chiếc đĩa chứa các linh quả kỳ dị, mấy người xung quanh đó đều mang một bộ dáng thoải mái nói với nhau. Long tiền bối, nghe nói vạn minh chủ đã đồng ý chỉ cần lần này có thể công hạ được tinh cung hắn sẽ đem thiên thụy đảo một trong ba đại linh đảo của vạn pháp môn tặng cho kim liên môn của tiền bối không biết việc này có thật không một gã nho sinh mặc áo bào trắng trong đám đứng đối diện với một lão giả sắc mặt ửng xanh mỉm cười hỏi chữ hiền chất tin tức thật linh thông vạn đạo hiếu cùng với lão phu có nói qua linh mạch của thiên thụy đảo vẫn mạnh hơn một chút so với nơi cư trú hiện tại của lão phu và vì sự phát triển lâu dài của bổn môn lão phu nếu từ chối thì rất là bất kính lão giả liếc mắt nhìn nho sinh đối diện một cái rồi ha hả nói long huynh thật sự nói đùa rồi phẩm chất linh mạch của thụy đảo ngày đó rất cao ở vùng loạn tinh hải này danh khí cũng không hề nhỏ huống chi trên con đường đến đó còn có nhiều loại linh hoa linh thảo khác nếu kim liên môn quả thật có được linh đảo như đã nói về sau muốn tiến thêm một bậc nữa cũng là chuyện dễ làm mà thôi một vị đạo sĩ trung niên khác thân mặc áo bào màu xám khẽ cười nói. Hoa đạo hữu đừng nói tới lão phu vội, chẳng phải lúc đó ngươi cũng chiếm được hơn chục loại tài liệu quý hiếm dị thường hay sao? Nếu không, lão gia hỏa luôn không chịu xuất thế ngươi sao lại chịu ló đầu ra gấp rút chạy đến đây trợ trận cho vạn huynh được? Lão giả cười hắc hắc, tự trả lời mà không thèm để ý. Ba người ngồi trên lâu thuyền, trong đó có hai kẻ là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, gã nho sinh mặc áo bảo trắng tuy có tu vi kết đan hậu kỳ, nhưng đối mặt với hai người này lại không xiểm nịnh hay kiêu ngạo, rõ là người có lai lịch không vừa. Trung niên đạo sĩ nghe lão giả trả lời, mỉm cười một hồi, rồi mở miệng như muốn nói thêm gì đó. Bỗng nhiên, một cây đồng trụ trên lâu thuyền của bọn họ phát ra một loạt âm thanh vù vù trầm thấp, đồng thời xuất ra quang hà màu thanh hồng kháng cự lại, dường như có một sức mạnh vô hình đang tiến đến gần. Không tốt, có người xông trận, đạo sĩ quát khẽ một tiếng, thân hình nhanh chóng đứng lên. Lão giả họ long cùng với gã nho sinh sắc mặt chợt biến, đồng thời nhỏ người nhìn về cự trụ, ở hướng Tây Nam, ô, oh, hình như là từ bên ngoài sông vào, mấy gã thủ hộ bên ngoài rõ là phế vật mà, cả người cũng không xong. Gã đạo sĩ giận giữ dựng hẳn người lên, trong tay liền xuất hiện một kiện pháp bàn, nhanh chóng niệm thần chú rồi hướng về nơi xảy ra sự cố điểm chỉ bay nhanh đi. Đi thôi, hoa đạo hiếu, nếu có thể vượt qua được rào chắn bên ngoài, còn có gan sông vào phong hỏa tuyệt thiên trận, xem ra không phải là người thường. Từ đây đến nơi sông vào trận còn một khoảng cách không quá xa, nhưng nhờ lực lượng phong hỏa ngăn cản, hắn sẽ không thể lập tức tiến vào Thiên Tinh Thành được. Đôi mắt lòng lão giả đảo một cái, lóe ra thanh quang, cười nói lộ cả hàm răng. "Vậy làm phiền Long huynh, trung niên đạo sĩ cũng không khách khí, một bước nhanh chóng đem thân hình dựa cả vào trong một cỗ xe." Lão giả theo sau, một đạo pháp quyết đánh vào xe, nhất thời cỗ xe này bị một đoàn thanh quang bao lại, khẽ rung một hồi, như định nhập vào hồng sắc quang hà cách đó không xa. Sau đó bỗng lóe lên một cái, đã không thấy tung tích đâu nữa cứ như đã cùng với trận pháp hòa thành một thể vậy tuyệt diệu bần đạo đã sớm nghe nói về đại danh của thiên phong sa nhưng không nghĩ tới ở trong phong hỏa đại trận lại có thần thông không tưởng như thế này chật chật xem ra vạn huynh để đạo hiếu đến địa phương then chốt này là có ý muốn mượn dùng cỗ xe này đây nhìn thấy ngọc sa trong đoàn quang hà hồng sắc quỷ mị chấp động di chuyển tới một tia trở ngại cũng không hề có trung niên đạo sĩ nhịn không được phân về tròm dâu khen có thể là vậy từ lúc tiến giai lên nguyên anh hậu kỳ, tâm tư của vạn đạo hiếu, ta với lão không thể nào đoán ra đâu. Lão giả bật cười ha ha, lộ ra vẻ hiển nhiên vốn có. Trung niên đạo sĩ nghe mấy lời đó, chỉ cười lại mà không tiếp lời. Dưới chân bọn họ là thiên phong xa, với tốc độ độn của nó mà nói đích xác so với một gã tu sĩ nguyên anh bình thường còn muốn nhanh hơn mấy phần. Trong tay lão giả nắm lấy pháp bàn truy tung tình huống đang xảy ra, chỉ sau một lát công phu hai người đã đuổi theo hơn 10 dặm. Cẩn thận, người nạo ngay tại phía trước cách đây không xa. Hắn thực sự có chút thần thông, đã đột phá hơn nửa cấm chế, trong chốc lát sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi phong hỏa chi lực. Lão giả Họ Long nhìn chằm chằm vào ngọc bàn trên tay, khuôn mặt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng, không chờ gã đạo sĩ đáp lại, lập tức bấm tay niệm thần chú, trong miệng vang lên từng hồi. Linh quang trên ngọc sa chợt biến động mạnh, cả người lẫn ngọc sa đồng thời trở nên mơ hồ không rõ, trong phút chốc đã biến mất giữa hồng sắc quang hà. Lão giả thi triển bí thuật bước đầu ẩn tàng một bên tính kế tiến hay thối đều có thể giữ được thế chủ động trung niên đạo sĩ thấy hành động của lão giả ngầm gật đầu hai người không vận dụng thần niệm điều khiển ngọc xa bay lên cao tốc độ giảm chậm hơn phân nửa phi hành thêm vài dặm hai người từ xa đã thấy được kẻ xông vào trận kết quả không khỏi làm họ giật mình tu sĩ xông vào trận thoạt nhìn quả thực còn rất trẻ một gã thanh niên hai mươi mấy tuổi hơn nữa quanh thân lại không thấy vận dụng pháp bảo gì cả chỉ bằng một tầng thanh quang hộ thể đã có thể phá vỡ thế trận tiến tới đoàn quang hà thanh hồng, từ từ bay đến, bộ dáng cực kỳ dễ dàng. Người kia là ai, chẳng lẽ là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, lão giả cùng với trung niên đạo sĩ trong lòng chấn động, không hẹn mà cùng một suy nghĩ. Nói tiếp cũng thật là khéo, nếu là cao dài tu sĩ khác của nghịch tinh minh, vì việc hư thiên đỉnh mà hình dáng của Hàn Lập đã lưu truyền rộng rãi, cho dù nhiều năm trôi qua, với trí nhớ kinh người của tu sĩ mà nói vẫn có thể liếc sơ một cái nhận ra được nhưng hai người này rõ ràng là các lão quái cấp nguyên anh do vạn thiên minh mới thỉnh ra gần đây. Tông môn của bọn họ tuy thế lực không nhỏ, nhưng tự thân lại luôn bế quan khổ tu, rất ít tham dự các sự việc trong tinh hải. Bây giờ, nếu không phải vạn thiên minh lấy lợi dụ dỗ hai người này, nói không chừng họ còn không chịu xuất thế. Vì vậy khi bọn họ phát giác ra vẻ mặt xa lạ của Hàn Lập, trong lòng liền nổi lên một trận kinh nghi bất định. Chẳng qua, dù có là vậy, lão giả cùng đạo sĩ cũng không quá sợ hãi lấy thần thông hai người hắn hợp lại liên thủ cũng đủ để cùng trung kỳ tu sĩ đánh một trận huống chi đối phương cũng chưa nhất định thực sự là nguyên anh trung kỳ tu sĩ cho dù cô lậu quả văn nhưng mấy lão quái vật cấp trung kỳ bọn hắn vẫn biết đại khái tự ỷ vào ẩn nấp cấm chế cao mình của thiên phong sa lòng lão giả dù hơi do dự nhưng vẫn chưa dừng xe lại ngược lại lẳng lặng hướng đỉnh đầu thanh niên kia bay qua toàn bộ quá trình đều vô thanh vô tức không một tiếng động Ngọc Sa chờ hai người tới khoảng không cách đỉnh đầu hàn lập 30 trược, lão giả cùng trung niên đạo sĩ không khỏi ngừng hô hấp, nhất động nhất cử cẩn thận quan sát kỹ người thanh niên mới đến. Chỉ thấy hàn lập có một khuôn mặt bình thường, một thân trường sam thanh sắc, ngoại trừ túi chữ vật và túi linh thú bên hông, ngoại hình không có chút nào để thu hút cả, thật sự nhìn không ra hắn có lai lịch ra sao. Lão giả họ long nhướng mày, đoạn xoay người cùng với trung niên đạo sĩ nháy mắt ra dấu. Gã đạo sĩ nhất thời hơi do dự, rồi chậm rãi gật đầu, Lúc này hai người đồng thời hành động, một tay đặt ở túi chữ vật bên hông, hít sâu một hơi, chuẩn bị liên thủ đánh thanh niên phía dưới bằng một kích lôi đình. Nhưng ngay lúc này, Hàn Lập ở phía dưới bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng không trung mỉm cười, sau lưng mặc nhiên hiện ra một đôi vũ xí, một hồi rung lên, bóng người tại chỗ đã không còn thấy nữa. Không hay, hai người này có thể tu thành Nguyên Anh, tự nhiên không phải là tu sĩ bình thường, vừa thấy màn quỷ dị này, lão giả họ long bất chấp bảo vật cái gì, Vội vàng điều khiển Ngọc Sa ở dưới, đem toàn bộ pháp lực trên cường điên cuồng rót vào. Nhất thời ẩn nấp thuật biến mất, rồi hiện ra một đoàn thanh quang trói mắt, đem Ngọc Sa cùng hai người vây vào trong. Trung niên đạo sĩ cấp tốc từ trong túi chữ vật của mình lấy ra một kiện bát quái kính hắc bạch lưỡng sắc, hướng về đỉnh đầu mình tung ra. Chương 1203, Tinh Cung chi chiến phần 4. Cơ hồ cùng lúc đó, phía trên đỉnh Ngọc Sa chợt lóe lên một đạo thanh sắc hồ quang, Hàn Lập liền quỷ dị hiện ra, không nói hai lời tay áo liền vung lên, hơn 10 khấu kim sắc tiểu kiếm ngự không bay ra, hóa thành từng đạo kim mang, như mưa bắn xuống, đem toàn bộ ngọc sa bao phủ vào bên trong. Phá, trung niên đạo sĩ sắc mặt đại biến, lập tức hét to một tiếng, ngón tay liền điểm nhanh lên chiếc kính bát quái ở trên đỉnh đầu, thúc giục bảo vật này. Nhất thời một cái quang trụ hắc bạch lưỡng sắc từ trong mặt kính phun ra, nhóng lên một cái liền hóa thành một chùm quang tia hướng vô số kim mang nghênh tiếp. Kết quả song phương ở phía ngoài thanh quang cùng nhau va chạm, phát ra những tiếng uỳnh uỳnh liên tiếp không ngừng. Tại kim mang do tiểu kiếm không ngừng thúc dục, liền chớp động lao vào quang tia, liền chém cho quang tia thành vô số đoạn. Trung niên đạo sĩ thấy vậy vô cùng kinh hãi, cũng không kịp có phản ứng gì, thì trong nháy mắt phi kiếm đã đánh tới phía trên thanh sắc quang đoàn. Đồng dạng một màn xuất hiện, thanh sắc quang đoàn chỉ hơi ngăn cản kim mang một chút, sau đó liền bị xuyên thủng mà qua, tất cả kim mang liền trực tiếp bắn vào hai người ở bên trong. Lần này lão giả họ long cùng trung niên đạo sĩ đồng thời hồn bay thất lạc. Hai người đồng thời cả kinh cùng nhau độn quang chạy khỏi ngọc Sa hóa thành thanh bạch lưỡng sắc độn quang hướng hai phía khác nhau bỏ chạy, trong chớp mắt đã thoát ra ngoài hơn 10 trượng, tránh khỏi bị kim sắc tiểu kiếm chém xuống. Đồng thời trong khi độn quang bắn đi tên trung niên đạo sĩ liền vỗ lên linh thú túi ở bên hông, nhất thời bên trong linh thú túi một tiếng ô ô truyền ra, một con xích ngỗ đại linh điều toàn thân trắng như tuyết, từ trong linh thú túi bay ra nay linh điểu có đôi mắt màu xanh ngọc chiếc mỏ nhọn màu đỏ một đôi chảo đen bóng đạo sĩ ngay khi thấy linh điểu hiện ra trong lòng lúc này mới cảm thấy buông lỏng lại tiếp tục hướng không trung chạy trốn đồng thời trên tay cầm thêm một cái lệnh bài phát ra hồng quang lấp lánh trên đó mơ hồ nhìn thấy chi chít phù văn ẩn hiện nhưng ngay khi hắn chưa kịp thúc giục lệnh bài này thì không gian phía trên đầu của hắn bỗng nhiên dao động hàn lập từ trong thanh sắc hồ quang thoáng cái hiện ra hàn lập liếc nhìn đạo sĩ phía dưới trong mũi khẽ hử nhẹ một cái, đồng thời trong mắt lam quang đại phóng. Lúc này trong mắt đạo sĩ lộ ra vẻ kinh hãi, muốn thúc giục bảo vật trong tay, nhưng ngay khi đó thần thức như bị một dị vật nào đó hung hăng đâm trúng, trong nháy mắt trong đầu hắn chuyển đến một cơn đau nhức dữ dội, tức thì trong miệng hét lên một tiếng thảm thiết, trong tay mơ hồ chảy ra một tia máu, trong tay cầm chiếc lệnh bài khẽ run lên, thiếu chút nữa rơi xuống. Nhân cơ hội này, một tay hàn lập liền xòe ra phát chỉ, nhất thời năm đạo hồng ti lóe lên phóng ra, trong tay còn lại chợt lóe lên lục quang, một thanh mộc thước màu xanh liền hiện ra, hướng về phía con linh điểu màu trắng kia nhẹ nhàng vung lên. Mấy cái hồng ti mang xích hồng hỏa quang, thoáng cái hóa thành năm đại hỏa tác bền chắc đem đạo sĩ trói buộc lại, làm cho hắn không có cách nào di động thân thể. Lúc này cơn đau nhức trong đầu đạo sĩ, mới tạm thời giảm xuống, nhìn thấy tình cảnh thân thể của mình, sắc mặt hắn liền trắng bạch không còn chút máu. Thân thể không thể nhúc nhích một chút nào, làm hắn cuống quyết dùng thần niệm thuộc dục linh điểu, muốn cho nó tới giải cứu mình, nhưng lại cảm thấy không có phản ứng nào. Trung niên đạo sĩ vô cùng khẩn trương, ánh mắt hoảng loạn vội vàng nhìn thoáng qua tình hình xung quanh, mới phát hiện linh điểu ở phía trên không trung, không biết từ khi nào lại hiện ra một đóa ngân sắc quang liên. Từ trên quang liên tỏa ra thất sắc Phật quang, lại đem linh điểu gắn chặt vào trong đó, làm cho nó đứng bất động ở giữa không trung, bộ dạng giống như cũng bị trói buộc lại. Đạo sĩ hiện ra vẻ kinh sợ, còn chưa kịp nghĩ bước tiếp theo phải làm như thế nào. Thì trên đầu hắn nổi lên một luồng gió nhẹ, sau đó một đạo kim quang từ trong cơn gió tựa như tia chớp chém ra. đạo sĩ này liền hét to một tiếng, đầu của hắn sau khi bị kim quang lướt qua, nhanh chóng lăn xuống. thân hình hàn lập từ trong gió hiện ra, một lời không nói, hai tay liền vung lên, một tiếng xé gió liền vang lên, vô số đạo kim hồ quang đan xen vào nhau bắn ra, thoáng cái hóa thành một cái kim võng đem thi thể không đầu bao phủ vào bên trong, trên võng kim quang chấp động, thanh thế vô cùng kinh người lập tức trong miệng hàn lập liền lẩm bẩm hỏa tác xung quanh tàn thi đột nhiên hỏa quang đại phóng một cỗ hỏa diễm phun ra trong nháy mắt đem thi thể hóa thành cho bụi cơ hồ cùng thời điểm đó một đoàn bạch quang bao quanh nguyên anh của đạo sĩ lúc này trong tay nguyên anh đang múa may một chiếc thanh sắc như ý từ trong hỏa quang nhanh chóng độn ra muốn cướp đường mà chạy kết quả đâm thẳng vào kim võng nhất thời từng trận lôi minh phát ra nguyên anh bị kim võng ngăn lại tức thì bắn ngược trở lại sau đó kim quang đại phóng Hồ quang bắn ra, kim võng hoàn toàn bạo liệt bung ra. Nguyên Anh ở trong hồ quang chói mắt nhất thời tan thành mây khói. Hàn Lập khẽ thở nhẹ ra một một hơi, lúc này mới quay đầu nhìn lại phía lão giả họ Long. Lúc này lão giả họ Long đã cách xa khoảng hơn 40 trượng, mới vừa lấy ở bên hông một cái thanh la hai mặt, đang do dự có có hay không đi tới giáp công đánh Hàn Lập, thế nhưng tên đạo sĩ dĩ nhiên lại nhanh chóng bị giết chết. Trong lòng lão giả họ Long không khỏi trùng xuống, toàn thân phát lạnh. Ngay khi ánh mắt Hàn Lập Đảo qua, lão giả bỗng nhiên một tay vung lên, thanh quang chợt lóe, rốt cuộc lại dùng chiếc thanh la cầm trên tay chém xuống cánh tay bên kia. Phịch, cánh tay rơi xuống, rồi nổ tung, tạo ra một làn huyết vụ, thoáng cái đem lão giả bao phủ vào trong đó, lập tức một tiếng thét thê lương phát ra. Sau khi màn huyết vụ bao bọc toàn thân lão giả họ Long, thoáng cái hóa thành một đạo huyết ảnh nhàn nhạt, nhạt, bắn nhanh lao đi, chỉ sau vài cái chớp động, huyết ảnh đã độn ra xa hơn trăm trượng độn tốc cực nhanh, làm cho Hàn Lập vô cùng ngạc nhiên. Hai mắt Hàn Lập khẽ nhíu lại, trên mặt thoáng chút do so dự, huyết ảnh liền nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời, không có cách nào phát hiện ra tung tích. Hàn Lập vê vê cầm, rồi lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia đáng tiếc. Xem ra vị này quả thật có chút thần thông, lại có được phương pháp độn tốc so với huyết ảnh độn của mình cũng không kém bao nhiêu. Nhưng lúc này đối với hắn cũng không muốn tổn hao khí lực đi truy đuổi lão giả này. Hiện giờ việc đi tới thiên tinh thành còn quan trọng hơn. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền quay đầu nhìn thoáng qua con linh điểu kia vẫn bị bát linh xích giam cầm ở trên không trung, rồi tại ngón tay hắn liền bắn ra một đạo kim sắc kiếm quang lao tới con linh điểu đang không thể động đậy được, liền chém nó ra thành hai mảnh rơi xuống. Loại linh điểu này từ nhỏ đã được người ta dùng máu để nuôi dưỡng, căn bản không có khả năng bị người khác phần hóa, Hàn Lập tự nhiên cũng không muốn lưu lại con linh điểu này. Sau đó hắn liền hóa thành một đạo thanh hồng, hướng thẳng tới thiên tinh thành lao đi. Lúc này đây, dưới sự độn tốc toàn lực của hắn, chỉ trong khoảng thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, độn quang liền xuyên thủng qua cấm chế của phong hỏa thiên tuyệt trận, tiến vào phía trên bầu trời cự đảo. Hàn lập thân hình khẽ động một chút, thoáng cái dừng lại, rồi nhìn thoáng qua thiên tinh thành ở phía xa. Chỉ thấy thành này to lớn vô cùng, nó được bao quanh bởi những bức tường cao vút, hiện giờ toàn thành được bao trùm bởi một tầng quang mạc dày đặc màu lam nhạt, mà phía trên quang mạc có một đám thanh hồng sắc hà quang không ngừng lao vào trong quang mạc, tại quá trình tiếp xúc nó gây ra những tiếng nổ kinh thiên động địa liên miên không dứt hàn lập thần sắc khẽ động không hề trần chờ thẳng hướng thiên tinh thành bắn nhanh tới chỉ sau vài cái chấp động thành hồng liền bay tới trước một cái cửa thành nhưng bị lam sắc quang mạc kia ngăn trở lại mà những tu sĩ của tinh cung đứng phía sau quang mạc lúc này đương nhiên đã phát hiện ra sự tồn tại của hàn lập sau một hồi thanh âm chói tai phía trên cửa thành liền hiện ra hơn 10 tên tu sĩ của tinh cung với chiều cao không đồng đều tất cả đều dùng ánh mắt kinh dị đánh giá Hàn Lập. Suy cho cùng thì tại các tu sĩ của nghịch tinh minh đang tấn công cấm chế, nhưng Hàn Lập lại như thế nào một mình tiến vào được đây? Không biết người này lai lịch như thế nào, nhưng kể từ khi bị người của nghịch tinh minh bao vây đến nay, cũng không có người nào có thể đi được tới phía ngoài cửa thiên tinh thanh. Hàn Lập tuy không đứng gần đó, nhưng với thần thông linh nhãn của hắn, mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng thần sắc của các tu sĩ trên tường thành. Hắn cũng không thèm nói lời nào, bàn tay liền lật chuyển, nhất thời trong tay liền xuất hiện một cái lệnh bài trên đó khắc tinh cung khách khanh trưởng lão, sau đó hắn phất lên, nhất thời lệnh bài hướng quang mạc từ từ bay đi, khi nó bay tới trước quang mạc thì tự động dừng lại, rồi huyền phù ở tại nơi đó. Trên cửa thành các tu sĩ sau một hồi xôn xao, có mấy tên cao giai tu sĩ lại không ngừng đánh giá chiếc lệnh bài này, đột nhiên trong đó có một tên tu sĩ sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay người lại rồi cùng với mấy tên tu sĩ khác nói với nhau những thứ gì đó tức thì trên mặt mấy tên tu sĩ đều hiện ra vẻ giật mình, trong đó một tên vội vàng lấy từ trong người ra một cái trận kỳ, hướng về phía lam sắc quang mạc ở ngoài cửa thành huy động vài cái. Quang mạc nhoáng lên một cái, lệnh bài vèo một tiếng, hóa thành một đạo hoàng quang nhập vào trong quang mạc, sau đó chấp động vài cái, liền bắn ra khỏi quang mạc vào trong cửa thành, tựa như quang mạc như là một vật vô hình. Hàn lập lạnh lùng nhìn một màn này, nhưng hắn vẫn huyền phú ở phía trước quang mạc không một chút nhúc nhích. Vào lúc này, Tấm lệnh bài khách khanh trưởng lão đều được tất cả các tu sĩ trên cửa thành nhìn qua một lần, lập tức trên mặt những người này đều lộ ra biểu tình vừa mừng lại vừa sợ. Trong đó một người hướng Hàn Lập chỉ trỏ rồi nói gì đó, sau đó từ trong người hắn lấy ra một cái truyền âm phù, rồi hắn khẽ phát tay lên một cái, phù liền hóa thành một đạo hỏa quang hướng vào phía trong thành lao đi. Tiếp theo người này từ trong tay áo móc ra một cái trận bàn pháp yểm, rồi hướng lên trận bàn bắt quyết niệm thần chú, sau đó điểm chỉ vài cái, bỗng nhiên Hàn Lập nghe thấy tiếng nói chuyện của người này. Bên ngoài không biết có phải chính là Hàn Tiền Bối phải không? Mong Tiền Bối thứ tội, bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt, mà ta trước kia cũng không có nhìn thấy qua dung mạo của tiền bối, vì vậy hiện giờ cũng không tiện cho trưởng lão vào thành, nhưng ta đã phát ra truyền âm phù thông báo cho cung chủ rồi, chắc không lâu nữa cung chủ sẽ tự mình tới đây. Những lời này cũng không có xuyên qua lam sắc quang mạc, mà thông qua cái trận bàn kia, trực tiếp truyền vào trong tai của Hàn Lập. Hai hàng lông mày của Hàn Lập khẽ nhíu lại, chỉ thản nhiên gật đầu rồi hai tay hắn để sau lưng đứng bất động tại chỗ kết quả thời gian hắn đứng đợi cũng không có quá lâu chỉ mất khoảng thời gian ăn xong một bữa cơm sau đó ba đạo kinh hồng trói mắt từ bên trong thành hướng về phía hắn đang đứng nhanh trong bay tới khi tới trước cửa thành liền hạ xuống trong đó có hai nam và một nữ trong đó nữ tử đứng ở giữa hai nam nhân kia mặt khác xem bộ dạng hai người kia tựa như nữ tử này chính là người cầm đầu mà nữ tử này nhìn trông vô cùng xinh đẹp dung mạo của nàng làm cho Hàn Lập cảm giác vô cùng quen thuộc. Đúng là bộ dáng của Lăng Ngọc Linh khi mặc nữ trang. Hai gã nam tử phân biệt đứng ở hai bên, một gã trong khoảng 30 tuổi trên người khoác một bộ hoàng bào tu sĩ, còn một tên khác lại là một lão giả dâu tóc bạc trắng, ba người đứng ở phía trên cửa thành, hướng về Hàn Lập nhìn lại. Ngoài ra những tên thủ vệ còn lại, tất cả đều cúi đầu đứng sang một bên, ngay cả thở cũng không dám. Đúng là Hàn Đạo Hiếu, thật là tốt quá, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không tới. Người đâu, mau mau mở ra cấm chế, để cho Hàn Huynh tiến vào bên trong thành. Lăng Ngọc Linh đôi mắt chấp động, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, lập tức hướng những tu sĩ khác phân phó. Cung chủ, việc này không tốt, người này không biết có thể tin được không. Vạn nhất do nghịch tinh minh phái người giả trang tới, quả thật là một phiền toái lớn. Tên Hoàng Bảo tu sĩ trên mặt hiện ra vẻ mặt trần chờ khuyên can nói, bộ dáng tựa hồ cũng không xác định được thân phận của Hàn Lập. Yên tâm đi, không phải là giả đâu, Chiếc lệnh bài khách khanh trưởng lão được chế tạo ra, trong thiên hạ chỉ có một cái mà thôi. Hơn nữa thần thông của đối phương, trong loạn tinh hải này không ai có thể đơn đả độc đấu với hắn, mà có thể cướp được vật này. Lăng Ngọc Linh lắc lắc đầu nói, nghe thấy Lăng Ngọc Linh nói như vậy, hoàng bào tu sĩ cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, cũng chỉ có thể chậm rãi gật đầu. Những tên thủ vệ tu sĩ nghe thấy vậy, cũng không hề do dự, tức khắc lấy từ bên hông ra một cái trận kỳ hoặc một cái trận bàn, mấy người cầm trong tay pháp khí nhất tề vung lên, nhất thời các màu quang hà liền hiện ra, tất cả đều đánh lên quang mạc trước cửa thành. chương 1204, Tinh Cung Chi Chiến phần 5 Làm sắc quang mạc đại phóng linh quang, ở giữa quỷ dị hiện ra một thông đạo hình tròn lớn khoảng hơn trượng. Hàn lập thản nhiên liếc mắt, hóa thành một đạo thanh hồng bay vào trong thông đạo, sau vài lần chấp động, thân hình liền xuất hiện phía trong cấm chế. Quang mạc lại rung lên lần nữa, liền sau đó thông đạo tiêu thất. Hàn đạo hữu suốt cuộc người đã đến thanh hồng lóe lên trước cửa, xuất hiện thân hình hàn lập. Lăng Ngọc Linh, mấp máy cặp môi đỏ mọng trên vặt lộ vẻ vui sướng. Lăng tiên tử đã xử vạn lý phù, hàn mỗ như thế nào lại thất tín không đến. Hàn lập mỉm cười, thiếp thân đa tạ hàn huynh đại lực tương trợ, có đạo hữu ở đây, nghịch tinh minh gây rối cũng chỉ là chuyện nhỏ. À, nơi đây không tiện nói, mời đạo hữu theo ta đến Thánh Sơn. Tôn trưởng lão, người thay bổn cung đi triệu tập tất cả trưởng lão đến Thánh Điện, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng Lăng Ngọc Linh mở miệng mời, Đồng thời xoay người hướng Hoàng Bảo Tu sĩ phân phó. "Vâng, tên Hoàng Bảo Tu sĩ có tu vi nguyên anh sơ kỳ, khi Hàn Lập mới xuất hiện, hắn đã không ngừng dò xét. Kết quả sau khi thần niệm quét qua, chỉ cảm thấy pháp lực đối phương sâu khôn lường, vô pháp thấy được cảnh giới của Hàn Lập, làm cho hắn kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ." Giờ phút này nghe Lăng Ngọc Linh phân phó, Bèn ôm quyền đáp ứng, lập tức lấy ra một đạo truyền âm phù thông báo cho các trưởng lão khác. Lúc này Hàn Lập ánh mắt xoay chuyển, dừng lại trên người một vị bạch bào lão giả, nhàn nhạt nói. Đã nhiều năm không gặp, không nghĩ triệu đạo hữu phong thái hơn xưa, tu vi tăng tiến, thật là việc đáng mừng. Lão giả này năm xưa từng ở ngân xa đảo đề nghị chuyện song tu giữa Lăng Ngọc Linh với Hàn Lập, chính là vị triệu lão giả. Sau hơn trăm năm không gặp, lão và Lăng Ngọc Linh đã cùng tiến giai đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Ha, hả, tại hạ nào có bổn sự như vậy, đều là nhờ sự tương trợ mạnh mẽ của lưỡng vị cung chủ, Tu Vi mới tăng tiến thêm một bước, Triệu lão giả cười khổ, tựa hồ có ẩn tình gì. "Nga, thì ra là thế." Hàn Lập ánh mắt chấp động, trên mặt lộ ra vẻ đã hiểu được điều gì đó. Nguyên lai like là Triệu trưởng lão đã cùng với Hàn huynh quen biết, tốt rồi. "Trước hết chúng ta tới Thánh điện Hàn Nguyên một phen lăng ngọc linh mỉm cười nói." Hàn Lập tự nhiên không có ý kiến, gật đầu, sau đó cả bọn cùng độn quang thẳng tiến Thánh Sơn trong Thiên Tinh Thành. Dưới sự hướng dẫn của Lăng Ngọc Linh, Hàn Lập trực tiếp đi đến tầng cao nhất của Thánh Sơn. Khi tới một thanh thạch đại điện nhìn cũng bình thường, hắn bèn hạ độn quang đáp xuống. Hàn Lập đưa mắt đánh giá thạch điện vài lần, trên mặt lộ ra tia ngoài ý muốn. Như thế nào, Hàn Huynh cảm thấy thánh điện bổn cung trông rất bình thường. Lăng Ngọc Linh xoay người liếc mắt nhìn Hàn Lập, thản nhiên cười nói. Thật ra là ngoài dự liệu của Hàn mỗ Hàn Lập không che giấu, thản nhiên thừa nhận. Điện này đích xác có chút bình thường, nhưng nó là nơi mà tổ sư sáng phái của Bổn cung từng tu luyện, cũng trở thành trọng địa của Bổn cung. Nơi đây không cho phép ngoại nhân đi vào, tuy nhiên Hàn huynh lần này ngàn dặm đến đây, tự nhiên là trường hợp ngoại lệ đặc biệt, Lăng Ngọc Linh mỉm cười giải thích đôi câu. Điện này tuy hình dáng bình thường, nhưng linh khí lại nồng đậm dị thường, thật là nơi thánh địa tu luyện cao cấp. Chỉ e rằng đi kiếm khắp loạn tinh hải cũng có thể chỉ kiếm được vài tiểu đảo tốt như ở đây, Hàn Lập gật nhẹ, tỏ vẻ hân thường. Lăng Ngọc Linh nghe như vậy, mặt tươi cười vui sướng bèn dẫn Hàn Lập đi về phía đại môn thạch điện. Trước đại môn có hơn 10 tinh cung vệ, vội vàng hướng các đại nhân vật khom mình thi lễ, ánh mắt nhìn Hàn Lập vẻ tò mò. Lăng Ngọc Linh tự nhiên không cần phải giải thích, dắt Hàn Lập đi vào trong, xuyên qua một đoạn hành lang ngắn, tiến vào một đại sảnh phong cách cổ xưa. Mấy người phân chủ khách rồi cùng ngồi xuống, Hàn Huynh khi đến đây hẳn đã biết tình cảnh hiện tại của bổn cung. Vừa ngồi xuống, Lăng Ngọc Linh không khách khí liền đi thẳng vào vấn đề. À, ta cũng biết một ít, Tình cảnh hiện tại của quý cung bất diệu A à Hàn Lập bất động thanh sắc đáp lời. Hàn Huynh đã biết, ban đầu bổn cung ở thế thượng phong. Đột nhiên tình thế quay ngược, Vạn Thiên Minh đã tiến dài đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, trở thành đại tu sĩ. Nghịch tinh Minh thực hiện chính sách tầm ăn dâu, tỉa các thế lực bên ngoài của bổn cung, dần dần tinh thành bị rơi vào thế bị vây khốn. Chỉ cần Hàn Huynh tương trợ, bổn cung tin tưởng có thể tiêu diệt nghịch tinh Minh lăng ngọc linh nghiêm sắc mặt, ánh mắt lộ ra một tia sát khí lăng đạo hữu muốn tại hạ đối kháng với vị vạn đại môn chủ hàn lập ánh mắt lấp lóe bình tĩnh hỏi ngược lại đúng vậy hàn huynh có điều gì bất mãn sao lăng ngọc linh ngẩn ra ngập ngừng hỏi không phải là bất mãn mà lăng tiên tử đã nghĩ sai một việc đuôi lông mày động đậy hàn lập không chút khách khí nói thẳng tính sai chẳng lẽ lần này hàn huynh đến không phải tương trợ thiếp thân lăng ngọc linh biến sắc đương nhiên là không phải nhưng là hàn lập đang muốn nói điều gì đó đột nhiên thanh âm ngừng lại, nhìn về phía cửa đại sảnh. Lăng Ngọc Linh thấy vậy bèn nhìn theo. Kết quả sau một lúc, ngoài cửa đại sảnh có ba gã tu sĩ thản nhiên đi vào, một gã nguyên anh trung kỳ, hai gã nguyên anh sơ kỳ. Tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ là một gã tử bào đại hán thần tình ma mãnh. Hắn vừa tiến vào trong nhưng không lập tức chào Lăng Ngọc Linh mà sắc mặt bất thiện đánh giá Hàn Lập, làm cho người ta cảm giác thấy được vẻ kiệt ngạo bất tuân. Nhưng sau khi thần niệm đảo qua, đồng tử của hắn nhất thời co rụt, sắc mặt hiện lên vẻ khó coi dị thường. Nhân lúc này, Lăng Ngọc Linh cười, mở miệng, mã trưởng lão, các vị đến thật nhanh, trước hết mời ngồi, chờ các vị khác đến đông đủ, bổn cung sẽ giới thiệu một vị khách quý của tinh cung. Ân, vị đạo hữu này tu vi bí hiểm, thấy cung chủ đối đãi long trọng như vậy hẳn là. Đại hán thần sắc khôi phục như thường, miễn cưỡng hướng hàn lập cười, liền ngồi xuống, vẻ kiệt ngạo bất tuân lúc trước thu liếm hơn phân nửa. Hai gã kia tự nhiên cũng không nhìn thấu hàn lập, Thấy bộ dạng của tử bào đại hán như vậy, trong lòng hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau, liền hướng Lăng Ngọc Linh thi lễ, rồi ngồi xuống. Lăng Ngọc Linh thấy vậy, khẽ nhấc tay vuốt vai vài cái, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Hàn Lập ngồi ở kế bên nhìn thấy hết sự việc đang xảy ra, thần sắc thản nhiên nửa cười nửa không. Rõ ràng vị mã trưởng lão đối với vị tân nhậm tinh cung chi chủ, bộ dáng bất phục mà Lăng Ngọc Linh nhân cơ hội mình đến, cáo mượn oai hùng một phen. Điều này làm trong lòng hắn có chút buồn cười. Chẳng qua hắn cùng Lăng Ngọc Linh là người quen cũ, hắn thật không bận tâm nhiều điều này. Dù nàng có không làm như vậy, phiền phức cũng không giảm bớt đối với hắn. Các trưởng lão còn lại cũng lục tục đến thánh điện, tất cả đều kinh hãi khi thấy Hàn Lập. Các nguyên anh kỳ trưởng lão đều là hạng cáo già, tuy thần niệm không thể cảm ứng được cảnh giới đích thực của Hàn Lập, nhưng nhìn thấy bộ dáng thành thật của mã trưởng lão, bọn họ trong lòng đều dùng mình, tỏ vẻ khách khí dị thường. Trong một khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh liền tụ tập hơn 20 vị tinh cung trưởng lão. Trừ triệu trưởng lão, Lăng Ngọc Linh và tử bào đại hán, còn lại đều là nguyên anh sơ kỳ. Nếu chư vị đã đến đông đủ, trước hết ta giới thiệu cho các vị một vị khách quý. Vị này chính là chính là khách khanh trưởng lão do lão cung chủ tự thân chọn năm xưa, Hàn Lập, Hàn Đạo Hữu Lăng Ngọc Linh chậm rãi đứng dậy, ngón tay điểm nhẹ Hàn Lập, phát ra tiếng cười dài, giới thiệu. Hàn Lập, cái gì, là hắn. Trong các trưởng lão quả nhiên có người từng nghe nói đến tên này, nhất thời một trận xôn xao, thậm chí có người kinh hãi đứng bật dậy. Hàn lập ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía người đứng dậy, đó là một bạch bào lão giả mặt mũi hiền lành. Hàn lập hai mắt nhíu lại ngẫm nghĩ, đột nhiên nhớ ra cái gì, sắc mặt trầm xuống. Còn tưởng là ai, nguyên lai đã gặp đạo hữu trong hư thiên điện. Còn một vị năm xưa cùng đạo hữu chủ trì mở hư thiên điện, hiện giờ hắn ở đâu? Hàn lập thanh âm có chút âm trầm nói, mà vị bạch bào trưởng lão kia, khuôn mặt đã sớm trắng bệch. Hắn chính là người năm xưa ở hư thiên điện, Thiếu chút nữa đã đem một kiếm xuyên tim vị tinh cung chấp pháp trưởng lão. Khi vừa mới tiến vào đại sảnh, hắn đã cảm thấy Hàn Lập hơi quen quen, nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ ra. Nhưng vừa rồi nghe tiếng thét kinh hãi, lại làm hắn liền nhớ ra năm xưa chuyện cũ. Như thế nào, Hàn huynh có biết Tây môn trưởng lão Lăng Ngọc Linh tự nhiên thấy được vẻ âm lãnh trên mắt Hàn Lập, lòng trầm xuống, nhưng không nhịn được mở miệng dò hỏi. "Không có gì, năm đó khi ta chưa ngưng kết nguyên anh, có một số chuyện dây dưa cùng Tây Môn Đạo Hữu mà thôi Hàn Lập sắc chuyển biến vài lần, không biết đã nghị thông suốt cái gì, thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, nhàn nhạt nói. Thì ra là thế, nếu năm xưa Tây Môn trưởng lão đắc tội, hy vọng Hàn Đại Nhân lượng thứ, không cần so đo. Chúng ta bàn tiếp chuyện vạn thiên minh đi, nghe Hàn Lập nói bâng quơ, Lăng Ngọc Linh buông lòng tâm tình, miệng cười, vội vàng nhắc lại việc đã nói lúc trước. Dù sao nghịch tinh minh mới là tâm phúc đại hỏa của tinh cung bây giờ. Mà bạch bào lão giả nghe Hàn Lập nói như vậy, trong lòng cũng an tâm một chút, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ sợ hãi, không thể chấn định. Hàn mỗ không biết năm xưa song thánh nói như thế nào với Ngọc Linh đạo hiếu. Nhưng lúc trước tại hạ đáp ứng điều kiện ba lần tương trợ, chỉ khi nào đạo hiếu gặp nguy đến tính mạng mới ra tay mà chỉ trong phạm vi năng lực cho phép. Nhưng bây giờ lại thay đổi, chỉ vì sự tồn tại của tinh cung mà khiến cho tại hạ phải liều mạng cùng với một tu sĩ đồng cấp. Hàn lập chậm rãi nói, lời này vừa ra khỏi miệng, cả thạch điện lặng ngắt như tờ. Chương 1205, Tinh cung chi chiến phần 6. Nếu tinh cung bị hủy, đạo hữu cho rằng ta có thể bảo toàn tính mạng. Đương nhiên ý bổn cung không phải là để Hàn huynh liều mạng với Vạn Thiên Minh, chỉ hy vọng đạo hữu tương trợ bọn ta hành động một chút mà thôi. Điều này hẳn là nằm trong tầm tay của Hàn huynh Lăng Ngọc Linh nhíu mày, chậm rãi nói: "Thật sự tương trợ cũng không phải là không được, nhưng vấn đề mấu chốt là đối phương tồn tại một đại tu sĩ, một khi động thủ, xảy ra chuyện liều mạng cũng là chuyện tình không thể đoán trước bằng không nếu lăng đạo hiếu đồng ý khi đối phương thi triển sát thủ lợi hại tại hạ liền rời đi tại hạ khả dĩ cũng có thể ra tay một lần huống hồ chuyện tinh cung bị hủy và chuyện an nguy của đạo hiếu căn bản là hai chuyện khác nhau cho dù tinh cung không tồn tại cho dù phải trả giá ta vẫn đảm bảo được tính mạng của đạo hiếu đó cũng là sảng khoái hoàn thành lời hứa với lệnh tôn năm xưa nếu không chỉ dựa vào điều kiện giao dịch năm xưa cùng Song Thánh vẫn chưa đủ cho tại Hạ Phiêu Lưu Mạo Hiểm Hàn Lập bình tĩnh chỉ rõ mấu chốt của vấn đề Lang Ngọc Linh biến sắc Hàn Đạo Hiếu nghe khẩu khí của người tựa hồ vẫn có thể thương lượng được chỉ cần có đủ lễ vật lão phu có nói sai không Triệu Lão giả suy đoán lời nói của Hàn Lập nhướng mày vuốt sâu hỏi đương nhiên thế gian này cái gì cũng có giá của nó chỉ cần quý công biết điều Hàn Mẫu cũng nguyện Mạo Hiểm một phen Hàn Lập cười tiêu sái không chút che giấu nói. Nga, Hàn Đạo Hữu muốn điều kiện gì? Mã trưởng lão ánh mắt lấp lóe, mở miệng. Không phải tại hạ muốn cái gì mà quý cung định dùng cái gì để cho tại hạ động tâm thần sắc bất động, Hàn Lập thản nhiên nói. Các tinh cung trưởng lão, giờ phút này thần sắc thay đổi, trực tiếp truyền âm trao đổi với nhau. Vừa rồi Hàn Lập cự tuyệt, các lão quái vật sống lâu năm này vẫn thấy bình thường. Làm cho bọn họ liều mạng cùng với một tu sĩ đồng dai mà không được lợi lộc gì, hẳn chỉ có thằng ngu mới làm huống hồ đây là tranh đấu với một đại tu sĩ mức độ nguy hiểm viễn siêu hơn so với bình thường nhưng muốn làm hàn lập động tâm điều kiện sẽ không dễ dàng dù sao các pháp bảo tài liệu bình thường thậm chí công pháp bí thuật các đại tu sĩ như thế nào lại để trong mắt lăng ngọc linh ngồi ở chủ vị nhìn các trưởng lão trao đổi ngọc dung âm tình bất định một lát sau nàng hé đôi môi đỏ mọng nói hàn huynh nói như vậy cũng có đạo lý nhưng các lễ vật bình thường chắc hàn huynh không để trong mắt Bổn cung nguyện đem nguyên từ thần quang tu luyện chi pháp và nguyên từ thần sơn làm điều kiện trao đổi, Hàn Huynh thấy thế nào? Công pháp này huyền ảo thần diệu, cũng chỉ có Hàn Huynh mới có tư cách tu luyện thành toàn. Nữ tử này vừa mở miệng đã vạch tẹt ý nghĩ của Hàn Lập làm hắn ngẩn ra, đưa mắt nhìn Lăng Ngọc Linh vài lần, sau đó hai mắt híp lại trầm ngâm. Các trưởng lão nghe vậy bèn cả kinh, nét mặt cổ quái liếc mắt nhìn nhau, nhưng không ai phản đối. Nguyên từ thần quang đại danh đỉnh đỉnh là công pháp tu luyện của thiên tinh song thánh. Nhưng ai cũng biết công pháp này tu luyện khó khăn, đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói, nghe có vẻ hoạt ghê. Dùng công pháp này cùng Nguyên Tử Thần Sơn làm điều kiện trao đổi, bọn họ không có lý do gì phản đối. Trái lại lại lo Hàn Lập không đáp ứng, nhưng ngoài dự đoán, sau khi cân nhắc không lâu, Hàn Lập liền gật đầu, thâm ý sâu sắc. Xem ra Ngọc Linh Tiên tử đã sớm biết Hàn Mỗ muốn cái gì. Tại hạ cũng không phải người tham, chấp nhận đây là điều kiện trao đổi. Đến lúc đó, ta sẽ giúp các ngươi ngăn vạn thiên minh. Tuy không dám cam đoan giết chết hắn, nhưng sẽ làm cho hắn không dễ dàng ra tay với các ngươi." "Hảo, bổn cung tin tưởng Hàn huynh tuyệt không nuốt lời. Trước hết sẽ cho người đưa nguyên từ thần quang công pháp, sau khi đại chiến chấm dứt, sẽ hai tay dâng nguyên từ thần sơn Lăng Ngọc Linh trên Ngọc Dung lại lộ vẻ tươi cười. Nếu như vậy, Hàn Mỗ liền chờ tin tức của Lăng đạo hữu. Tại hạ đi trên đường cũng có chút mỏi mệt, xin phép cáo từ để nghỉ ngơi, Hàn Lập thấy giao dịch hoàn thành, cũng không muốn ngồi lâu, liền đứng dậy tạm thời cáo từ điều này tất nhiên triệu trưởng lão người an bài một tính thất để cho hàn đạo hữu hảo hảo nghỉ ngơi đôi ngày đúng rồi hàn đạo hữu là quý khách phiền triệu trưởng lão hàn huyên bầu bạn một chút lăng ngọc linh tự nhiên vui vẻ đồng ý gáy ngọc quay lại ôn hòa phân phó cho triệu trưởng lão triệu trưởng lão lĩnh hội đáp ứng đứng dậy kho mình cáo từ lăng ngọc linh liền hướng hàn lập mời hàn lập hướng lăng ngọc linh gật đầu nhưng chưa lập tức đi ngay ánh mắt xoay chuyển đột nhiên nhìn một cái thật sâu vào tây môn trưởng lão sau đó mới từ từ đi ra ngoài vị tây môn trưởng lão kia bị hàn lập nhìn một cái trong lòng rung lên sau lưng toát ra một cỗ hàn khí đồng thời thần thức ẩn ẩn cảm thấy một chút đau đớn thiếu chút nữa nảy dựng lên nhưng sau khi hàn lập xoay người bước đi cảm giác đau đớn trong thần thức liền biến mất tựa hồ như chưa có chuyện gì phát sinh nhưng vị tây môn trưởng lão này vẫn hoảng hốt vội vàng cẩn thận giả soát thân thể và thần thức từ trên xuống dưới hết thảy đều bình thường điều này làm lão giả dần dần bình tâm có chút tự diễu chính mình nghi thần nghi quỷ. Hiện hắn đang ở trong trọng địa tinh cung, dù đối phương là đại tu sĩ, cũng không dám ra tay. Tuy nhiên trong lòng lão giả cũng đã quyết định, sau cuộc họp này, hắn lập tức tìm chỗ bí ẩn để trốn, đợi cho đại chiến bắt đầu mới đi ra. Tuyệt đối không gặp mặt hàn lập, tránh gặp họa sát thân. Dù sao năm xưa, phi kiếm nhất kích của hắn thiếu chút nữa đã lấy mạng đối phương. Hiện giờ thần thông đối phương viễn siêu hơn mình, phỏng chừng không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Khổ! Nếu sớm biết đối phương sẽ có tạo hóa kinh nhân như vậy, năm xưa tuyệt không trêu chọc đối phương, nếu không liền nhất định trảm thảo trừ căn. Vị Tây môn trưởng lão không ngừng âm thầm thở dài, trong lòng cực kỳ ảo não, hối hận. Cung chủ, vị hàn tu sĩ này thực có biện pháp chế trụ vạn thiên minh sao? Lai lịch hắn không có vấn đề gì chứ? Nếu không, miệng hắn nói một đằng, nhưng trên thực tế câu kết với nghịch tinh minh, chờ ta đánh xong phân nửa thì đột nhiên buông tay mặc kệ, thậm chí còn quay ngược phản chiến chúng ta hiện cũng chưa cần phải vội vàng có thể dựa vào đại trận cấm chế để cố thủ tinh thành chờ thân ảnh hai người hàn lập biến mất phía đại sảnh từ bao đại hán liền trầm giọng hướng lăng ngọc linh hỏi vẻ hoài nghi mã trưởng lão yên tâm ta đã biết hiệp định ký kết giữa hàn đạo hữu và gia phụ tuy chưa thể nói chữ thâm giao nhưng năm xưa vì chuyện hư thiên đình hắn đã gây thù chuốc oán không ít với nghịch tinh minh nên tuyệt không thể cùng bọn chúng có quan hệ gì về phần hắn có thể hay không chế trụ vạn thiên minh ta nghĩ cũng không có vấn đề gì, dù sao hàn đạo hữu tiến dài sớm hơn vạn thiên minh, lại nắm hư thiên đỉnh trong tay, phần thắng nhiều hơn một chút. Huống hồ các vị còn có biện pháp nào tốt hơn, hộ thành đại trận của tinh thành tuy huyền diệu nhưng dưới hỏa lực của đối phương kiên trì công kích ngày đêm tuyệt sẽ không chống đỡ được lâu. Nhất định phải cùng đối phương quyết một trận phân thắng bại, một là nghịch tinh minh tan thành mây khói, hai là tinh cung không còn tồn tại lăng ngọc linh dị thường quả quyết nói. Nếu cung chủ đã nói như vậy, chỉ cũng có thể dựa vào người này tử bào đại hán suy nghĩ trong chốc lát, đích xác không còn biện pháp nào khác, đành không cam lòng nói ra như vậy. Làng Ngọc Linh chờ một lúc thấy không còn ý kiến khác, cười nhạt, miệng nhẹ thở mùi đàn hương, nói. Việc cuối cùng là chúng ta bàn một chút thời gian cùng đối phương quyết chiến, phương sách công phá đại trận bố trí của bọn chúng. Trong một mật thất tĩnh lặng, hàn lập đả tỏa, hai tay bắt một pháp quyết cổ quái, hai mắt khép hờ. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên thần sắc hắn trần động chậm rãi mở hai mắt. Như thế nào, Hàn đạo hữu đã quyết định động thủ. Có tiếng cười khẽ vang lên bên tai Hàn Lập, chính là thanh âm của đồng tử Thiên Giải Thánh Thú. Ngươi biết ta định làm gì? Hàn Lập mặt không đổi sắc, giọng âm trầm nói, tuy ta không biết ngươi sử dụng bí thuật gì, nhưng khi ngươi rời đại sảnh đã liếc mắt một cái, rõ ràng vận dụng thần niệm lực, trực tiếp lưu ấn ký trên người của tên kia. Bí thuật này không tính là cái gì, nhưng lấy thần niệm cường đại của ngươi, các tu sĩ trong thạch điện như thế nào có thể phát hiện người đã động tay chân. Hàn đạo hữu làm như vậy hẳn không đơn giản chỉ để tìm tên kia uống rượu nói chuyện phiếm chứ. Đồng tử cười nói, nếu đạo hữu đã nhìn ra, ta cũng không giấu, năm xưa tên kia thiếu chút nữa đã lấy tánh mạng ta. Tuy ta không phải là hạng người chi ly tính toán, nhưng với loại sinh tử đại cừu này há có thể dễ dàng bỏ qua. Vừa rồi trong tinh cung thánh điện, ta không tiện trực tiếp ra tay, nhưng hiện tên kia đã muốn ly khai thạch điện, tự nhiên có thể ra tay rồi hàn lập cười lạnh vỗ vào túi chữ vật bên hông ngân quang chợt lóe một nhân hình khôi lỗi vô thanh vô tức hiện ra sau đó nhẹ nhàng phiêu phù trực tiếp men theo vách tường lóe mọt cv ái đã không còn thất bóng dáng hàn lập bỗng đứng dậy mở cửa mật thất đi ra ngoài xuyên qua một đoạn hành lang ngắn hàn lập đi vào trong đại sảnh thấy triệu lão giả đang ngồi trên một cái ghế uống trà vừa thấy hàn lập xuất hiện lão lộ vẻ ngạc nhiên triệu đạo hiếu người cũng tu luyện công pháp mộc hệ nếu không chê, cùng Hàn Mỗ trao đổi một chút tâm đắc tu luyện Hàn Lập nhếch mép, thản nhiên cười nói. Nửa ngày sau, trong cấm địa của Tinh Cung, Nguyên Thần Linh Đăng của Tây Môn Trưởng Lão đột nhiên nhoáng lên một cái tắt mất. Điều này làm cho đệ tử trông coi Linh Đăng hoảng sợ, vội vàng chạy đi bẩm báo việc này. Nhất thời có một trận xôn xao trong Tinh Cung, sau một thời gian ăn xong bữa cơm, vài tên Tinh Cung trưởng lão xâm nhập vào mật thất động phủ của Tây Môn Trưởng Lão. Trước đó mấy canh giờ, các đệ tử thân tín đã nhìn thấy đỗ lão giả tiến vào trong động phủ, không thấy đi ra. Nhưng bây giờ ở bên trong mật thất sống tuếch, không có một bóng người. Vị tây môn trưởng lão đã biến mất một cách quỷ dị, ngay cả một chút thi thể cũng không thấy. chương 1206, Tinh Cung Chi Chiến phần 7 Sự tình yêu dị khiến các tầng lớp cao tầng trong tinh cung đều cho là có liên quan đến hàn lập. Nhưng không lâu sau, tất cả đều thấy rõ tình hình trước mắt mặc cho ai nhìn thấy vị đại tu sĩ này cùng Tây Môn Trưởng Lão tựa hồ có thâm cừu đại hận. Chẳng qua, hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi, các tinh cung trưởng lão chỉ dám nói thầm, không ai dám công khai với Hàn Lập, tất cả đều giả câm vờ điếc xem như không biết. Sở dĩ như vậy là do đối phương là một đại tu sĩ, ai lại dám trêu chọc. Chủ yếu là tìm chứng cứ chứng minh đối phương xuất thủ. Nhưng đối phương lại có đầy đủ lý do một mực phủ nhận việc này. Bởi vì trong đoạn thời gian Tây Môn Trưởng Lão mất thích, Hàn Lập đang cùng triệu trưởng lão Hàn Huyên trao đổi tâm đắc tu luyện, chưa bao giờ rời đi. Đương nhiên những kẻ có tâm cơ đều nhìn ra đây chỉ là chướng nhãn kế sách của Hàn Lập. Hào một chút ngăn chặn mồm miệng của bọn họ, cho dù biết rõ chân tướng sự việc, nhưng sự tình Hàn Lập không tự xuất thủ, mà làm cho một gã tu sĩ Nguyên Anh biến mất trong thế gian một cách dễ dàng, khiến cho các tinh cung trưởng lão phát lạnh dung cầm cập. Nếu là tu sĩ bình thường, chả cần phải có chứng cứ gì, cứ trực tiếp tóm lấy đối phương, siêu hồn liền biết hết thảy nhưng Hàn Lập lại là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ai lại dám rước họa vào thân, vài tên trưởng lão trước kia từng có giao hảo với Tây Môn trưởng lão, giờ phút này cũng im thiên thiết. Huống chi sau này còn phải nhờ vả đối phương, giờ phút này tuyệt đối không thể đắc tội. Vì thế từ Lăng Ngọc Linh đến các trưởng lão khác chỉ biết giả hồ đồ ngó lơ. Sau nửa ngày trao đổi cùng triệu trưởng lão, Hàn Lập quay lại mật thất bế quan. Mà triệu trưởng lão cũng nghe tin tức chuyện của Tây Môn trưởng lão mất tích, run sợ cả ngày, cuối cùng chỉ biết cười khổ, thần tình vẻ bất đắc dĩ. Kế tiếp, lão cũng không canh giữ địa phương bế quan của Hàn Lập, mà chuyển giao trách nhiệm này cho hai gã đệ tử kết đan kỳ, rồi phiêu phiêu rời đi. Đối phương cùng lão ngồi một chỗ, mà có đủ thần thông diệt sát một nguyên anh tu sĩ, hắn còn cố dám thị chỉ tổ lãng phí thời gian, nên thức thời rời xa là tốt nhất. Biết đâu đối phương lên cơn động sát khí đối với mình. Kể từ đó, một màn hí kịch diễn ra, rõ ràng tinh cung bị mất một vị trưởng lão, nhưng hậu sự chỉ xử lý sơ sài, chả nghe tầng lớp cao tầng nói gì. Thậm chí tên của Tây môn trưởng lão cũng nhất thời trở thành cấm ngữ. Ngược lại, cả đám đem sát quyền ma trưởng tập trung tinh lực chút hận vào trận đại chiến sắp sửa diễn ra. Năm ngày sau, Hàn Lập từ trong mật thất đi ra, đi vào trong thánh điện, đã thấy tập trung đông đảo tu sĩ, trừ các tinh cung trưởng lão hôm trước còn có hơn 30 tu sĩ kết đan kỳ. Các tu sĩ này đều có tu vi kết đan hậu kỳ là lực lượng trung kiên của tinh cung. Hàn Lập từ từ tiêu sái bước vào đại sảnh, tất cả các tu sĩ đều ngưng trệ ánh mắt trên người Hàn Lập. Hơn phân nửa là kính sợ, còn lại là kinh nghi. Nhưng tất cả đều giống nhau ở chỗ khi thấy ánh mắt của Hàn Lập quét tới, tất cả đều cục mắt cúi đầu, bộ dáng không dám không chút chậm trễ. Dùng nhân hình khôi lỗi giải quyết một gã tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, đối với Hàn Lập chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vô tình chấn nhiếp toàn bộ tầng lớp cao tầng của tinh cung. Lúc trước, các tu tù sĩ tuy xác nhận danh phận đại tu sĩ của hắn, chưa ai thấy hắn thi triển thần thông đối với việc đối chọi với vạn thiên minh mọi người đều nghi hoặc trong lòng dù sao trong mấy chục năm tranh đấu vạn thiên minh đã chém giết không ít các trưởng lão hàng đầu của tinh cung ở loạn tinh hải có danh khí có một không hai mà hiện tại hàn lập lộ ra thần thông quỷ dị giết chết nguyên anh tu sĩ lại làm cho chúng nhân trong tinh cung ít nhiều tin tưởng chuyện lăng ngọc linh mời hàn lập cho đến giờ mới cảm thấy là xác đáng Tự nhiên Lăng Ngọc Linh vui vẻ hơn vì sĩ khí quân ta tăng vọt nhưng Hàn Lập lại không để ý chuyện này. Hàn Đạo Hữu mời người an tọa, thiếp thân bắt đầu trình bày phương sách bố trí tấn công nghịch tinh minh Lăng Ngọc Linh nói. Hàn Lập gật đầu, an vị tại một ghế đá phía dưới Lăng Ngọc Linh, sau đó tay áo bảo rung lên, trong tay xuất hiện một khối đạm bạch sắc ngọc giản, cúi đầu chăm chú nhìn. Bộ dáng không quan tâm đến mọi người xung quanh, Lăng Ngọc Linh mỉm cười, nhanh chóng quan sát các tu sĩ khác trong đại điện, thần sắc nghiêm nghị trong miệng bắt đầu truyền ra thanh âm phân phó. Hàn lập đặt hơn phân nửa tinh thần trong ngọc giản, tự nhiên sẽ không để ý chuyện bên ngoài, nhưng vẫn có một bộ phận thần niệm lưu ý các bố trí của Lăng Ngọc Linh. Tính toán của tinh cung cũng đơn giản dị thường, phong hỏa thiên tuyệt trận mặc dù có 108 cái phong hỏa trụ, nhưng bọn họ chỉ tính toán tấn công 36 cái phong hỏa trụ. 36 cái phong hỏa trụ này là bộ phận trọng yếu, chỉ cần hơn phân nửa bị hủy, thiên tuyệt trận sẽ không công tự phá. Đương nhiên, để làm được điều này, bước tiên quyết là phải công phá chiếm được mắt trận do chính vạn thiên minh chấn thủ. Trong thanh âm lành lạnh của Lăng Ngọc Linh, liên tiếp cứ một gã nguyên anh tu sĩ cùng một nhóm kết đan tu sĩ đứng dậy nghe lệnh, thần sắc nghiêm nghị. Vô hình chung trong đại sảnh tỏa ra một cỗ tiêu sát chi khí. Trong nháy mắt, mỗi vị trí phong hỏa trụ đều được phân công nhóm đội phụ trách. Có nơi tập trung hai ba danh nguyên anh cùng nhiều kết đan tu sĩ, có nơi không có nguyên anh tu sĩ mà chỉ có vài tên kết đan tu sĩ mà thôi. Nghe vậy, trong lòng Hàn Lập không khỏi có chút kinh ngạc. Chẳng qua khi hắn ngẫm lại, liền cũng hiểu được duyên cớ. Trong nghịch tinh minh cũng đã có cao dài của tinh cung nằm vùng, xem ra đã nhất thanh nhị sở mò được kết cấu thủ hộ của phong hỏa trụ, nên mới có sự phân phó như vậy. Tuy rằng Hàn Lập đầu không ngẩng lên, nhưng khóe miệng lại lộ ra vẻ mỉm cười. Lăng Ngọc Linh bố trí mau chóng phi thường, sau thời gian ăn xong một bữa cơm, hầu hết các tu sĩ trong điện đều đã có nhiệm vụ được giao. Rốt cục nàng quay đầu nhìn Hàn Lập, cười dài. Hàn Đạo Hiếu, người cùng ta và Mã Triệu hai vị trưởng lão thành lập một đội tấn công mắt trận do Vạn Thiên Minh chấn thủ. Không có vấn đề, nhưng đến lúc đó ta chỉ phụ trách Vạn Thiên Minh, nhưng tu sĩ khác chỉ cần không chọc tới ta, ta sẽ không quản. Hàn Lập ngẩng đầu, đón ánh mắt của nàng, nhạt giọng trả lời. Nhìn bộ dáng thoải mái của Hàn Lập, trong mắt Lăng Ngọc Linh ánh lên vẻ ngạc nhiên, trong lòng nói thầm, nhưng miệng lại đáp lời Hàn Lập. Tuy thông qua song thánh, nàng cũng hiểu biết ít nhiều về Hàn Lập, nhưng không biết thần thông đích thực của Hàn Lập, sợ Hàn Lập có chút khinh địch, thông chi cho Hàn Lập biết được một số thần thông, bảo vật lợi hại của vạn thiên minh, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hàn Lập lắng nghe, nhưng vẻ mặt toát ra vẻ từ chối. Thấy cảnh này, Lăng Ngọc Linh thầm thở dài, cũng không hỏi lại Hàn Lập đã nắm rõ hay chưa. Dù sao qua trận đại chiến này, tinh cung bất thắng tức phong. Xuất phát, nhất thanh lãnh xuyến vang lên, nhất thời tất cả các tu sĩ trong điện đều đứng dậy hùng dũng đi ra ngoài. Các thấp giai trúc cơ kỳ tu sĩ đã sớm chuẩn bị tại bốn thành môn của thiên tinh thành, chính là chờ các đội tu sĩ kết đan kỳ vừa đến, lập tức xuất kích. Hàn lập liếc nhìn ngọc giản trong tay, hai tay hợp lại, ngọc giản liền biến mất. Trong ngọc giản này ghi lại khẩu quyết của nguyên từ thần quang, đích xác quá huyền ảo, hắn khổ khổ tham mộ mấy ngày cũng chỉ hiểu chút ít. Tâm trạng nôn nao chờ đợi gặp vào nguyên từ thần sơn kỳ lạ, hỗ trợ tu luyện công pháp này. Hàn lập không chút cân nhắc, cùng với nhóm lăng ngọc linh đi ra khỏi thạch điện. Như trong dự liệu của Hàn Lập, ở ngoài thạch điện đã chờ sẵn một cự hình thú xa dài 10 trường. Chiếc xe này không biết dùng loại danh mộc gì chế thành, cả thân xe xanh biếc óng ánh, bề mặt phủ đầy các ký hiệu, chứng tỏ đã được luyện chế tỉ mỉ, nhưng đáng chú ý hơn là ở chỗ trước xe có bốn yêu thú dài mấy trường cũng đồng dạng xanh biếc, nằm úp sấp trên mặt đất. Từ khi đến thiên tinh thành, lần này Hàn Lập mới sửng sờ. Tuy rằng chỉ là yêu thú cỡ năm, sáu cấp nhưng cả bốn em đích thật đều là bốn đầu giao long không chạy đi đâu được, nếu hắn nhớ không lầm, giao long nhất tộc cực kỳ bao che đồng loại, ngay cả thế lực tinh cung cực thịnh như hồi xưa, lại dám dùng giao long làm thú kéo xe, chẳng lẽ không sợ chọc giận linh thú nhất tộc này, cấp thêm cho tinh cung một đại cường địch. Như thế nào, Hàn Đạo Hiếu cũng kinh ngạc đối với các yêu thú thấp sai này sao? Lăng Ngọc Linh khó gặp được Hàn Lập ngạc nhiên như vậy, con mắt sáng lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Không đúng, thân thể yêu thú này là giao long không giả, nhưng tinh hồn bên trong có chút dị thường Hàn Lập hai mắt híp lại, lóe lên lam mang bỗng nhiên mở miệng nói hàn huynh thật sự là tuệ nhãn như đuốc a à. tinh hồn trong giao long này đích thật không phải là giao long tinh phách do năm xưa gia phụ đi du lịch ngoại hải thắng cược kim giao vương thu được các thi thể giao long này sau đó dùng bí thuật luyện chế bỏ vào tinh hồn của thâm hải tinh mãng mới hình thành thủ xa yêu thú này lăng ngọc linh vẻ khâm phục mở miệng giải thích thì ra là thế nhưng lăng đạo hữu mang xe này đến đây chẳng lẽ có ý cùng xe này để tấn công Hàn lập nhướng mày có chút khó hiểu hỏi. Ha, ha, Hàn huynh có điều không biết. Xe này là do gia phụ luyện chế, bỏ qua yêu thú, bản thân xe cũng có chút thần thông. Trong xe có ẩn đạo lý càn khôn, có công hiệu phá địch. Nếu không phải trận chiến này trọng đại, thiếp thân còn chưa dùng đến vật này lăng ngọc linh khuôn mặt mang vẻ thần bí nói. chương 1207, Tinh Cung Chi Chiến phần 8 Hàn lập nghe vậy, bèn dụng thần niệm chuyển từ thú qua xe dò xét, gật gật đầu, cũng không nói gì thêm tất cả đều lên xe người đánh xe là một gã khổng lồ thân hình cao hai trượng đầu chọc lóc bóng lưỡng tuy chỉ có tu vi trúc cơ kỳ nhưng thân thể trần trụi giống như được đúc từ tinh cương sát khí bức người trong tay đại hán này cầm một cây bạch sắc trường tiên hắn khoáng roi lên không chung, nhất thời một tiếng tiêm minh chói tai phá không phát ra mấy em giao long đang lười biếng nằm chảy thây dưới đất lập tức linh động hẳn lên dùng chân xoay người đứng lên thú và xe cùng gào thét hóa thành một đoàn bạch quang bay vút lên trời Tốc độ cực nhanh không thua gì độn tốc của Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Một khắc sau, đám Hàn Lập đã đến phía trên đại môn của Thiên Tinh Thành. Lúc này từ bốn phương tám hướng, phong hỏa chi lực không ngừng oanh kích lam sắc quang mạc trên đảo. Cho dù thân nằm trong sự bảo hộ của quang mạc, nhưng thanh âm ầm ầm như sấm rền, làm cho các phàm nhân cùng các tán tu trong thành đều cực kỳ khiếp đảm. Dù sao ai cũng biết, tuy thoạt nhìn quang mạc vẫn dày đặc dị thường, nhưng cứ bị phong hỏa chi lực đại trận công phá liên tục như vậy, vỡ trận chỉ là vấn đề thời gian. Hàn lập lúc này đứng tại một góc hẻo lánh của cửa thành, hướng ra xa xa ngắm nhìn. Tình hình bên ngoài quang mạc không có gì tốt đẹp, so với lúc hắn tiến vào cũng không sai biệt lắm. Trong tầm mắt hắn hiện giờ tất cả chỉ có hai màu hồng, xanh. Cho dù hắn thần thông, cũng vô pháp từ bên trong nhìn ra quá xa. Hắn nhàn nhạt liếc mắt về phía cổng thành, đã nhanh chóng tụ tập hơn hai ngàn tu sĩ thấp sai, người thì đả tọa điều tức, người thì già soát cẩn thận lại các pháp khí, bùa chú tất cả đều cẩn thận chuẩn bị khâu cuối cùng trước khi xuất khích. Triệu lão giả và tử bào đại hán đều đã đi ra khỏi xe, sắc mặt ngưng trọng, đang cùng vài trưởng lão khác thương lượng điều gì đó. Hàn huynh, thiếp thân có chuyện muốn cầu, không biết đạo hữu có đáp ứng. Sau lưng tiếng bước chân vang lên, không chờ Hàn lập quay đầu, một thanh âm thanh thúy chuyển đến. Chuyện gì, Hàn lập xoay lại, nét mặt thản nhiên, sau lưng chính là cung trang nữ tử, lăng ngọc linh, lúc này ngọc dung nàng âm tình bất định, đại mi nhíu chặt, tựa hồ đã hạ quyết tâm thật lớn để nói ra điều này lát nữa sẽ là một trận đại chiến quyết định sinh tử của tinh cung ta nhưng nói thật nghịch tinh minh cũng đã chiêu lãm một số khổ tu chi sĩ chưa từng xuất thế cho dù có hàn huynh tương trợ phần thắng bất quá cũng chỉ là năm ăn năm thua mà thôi nếu trận chiến này có thể thắng tự nhiên hết thảy không cần phải làm phiền thêm đạo hiếu nhưng vạn nhất xuất hiện tình hình đại bại ta hy vọng đạo hiếu khi thoát thân có thể đem mấy người ly khai tinh hải tới địa điểm ghi trong ngọc giản này chiếu cố thêm một phần cho bọn họ lan ngọc linh cắn răng lật tay trong lòng tay xuất hiện một khối đạm lam sắc ngọc giản hướng hàn lập hy vọng chờ đợi lời này là có ý gì hàn lập mày mắt cùng nhíu lại không có gì mấy người này đều là cùng ta có uyên nguyên sâu xa tuy ta tự tin không có ai biết được mối quan hệ này nhưng một khi đại bại có khả năng nghịch tinh minh sẽ chảm thảo trừ khăn còn không đạo hữu có thể mang bọn họ đi trước đạo hữu không phải là bản địa tu sĩ của tinh hải khẳng định có thể làm được việc này. Lăng Ngọc Linh khẩu khí hoàn toàn mang vẻ ủy thác, Hàn Lập nhìn chằm chằm nàng, có chút á khẩu, bất quá hành động như vậy khiến cho Lăng Ngọc Linh có chút hiểu lầm. Khẽ cười, nàng nói thêm, đương nhiên thiếp thân tự nhiên sẽ không tính cho đạo hữu khi làm chuyện này. Khi xưa giao kèo giữa đạo hữu và gia phụ là ba lần tương trợ thiếp thân. Chuyện đạo hữu giúp ta đối phó với Vạn Thiên Minh đã tính là một lần. Nếu đạo hữu đáp ứng việc này, mặc kệ trận chiến thắng phụ ra sao, chỉ cần đạo hữu thực hiện, ta liền tính thêm một lần tương trợ nữa, đạo hữu thấy thế nào? Lăng đạo hữu lo lắng quá rồi, ta đã đáp ứng lệnh tôn, khi ngươi gặp việc nguy hiểm đến tính mạng, liền cứu trợ ngươi ba lượt. Ngươi dễ dàng lãng phí mất một lượt, xem ra đã phụ tấm lòng của song thân. Hàn lập im lặng trong chốc lát, ánh mắt chấp động nói. Ta tự nhiên biết, nhưng thân ta là người đứng đầu tinh thành, một khi thất bại, vạn năm truyền thừa của tinh cung cũng sụp đổ. Hai lần cứu mạng còn lại còn có ý nghĩa gì nữa? không bằng ta đem qua bảo vệ cho người thân, ta là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nghĩ cũng đủ tự bảo vệ mình trong tình hình này nàng than thở. Hàn Lập nhìn nàng dáng vẻ trở nên điềm đạm đáng yêu. Một lúc lâu sau, hắn bất động thanh sắc nói, "Được, nếu Lăng đạo hữu đã nói đến thế, ta cũng chỉ còn biết nhận giao dịch này. Nếu trận chiến thất bại, ta sẽ đem các ngươi rời khỏi tinh hải." Có lời này của Hàn huynh, Ngọc Linh không còn thấy buồn phiền nữa. Luận tu vi của đạo hữu, cho dù trận chiến bất lợi, việc toàn thân trở ra cũng là điều dễ dàng lăng ngọc linh khuôn mặt nở rộ nhất thời hiện vẻ kiều mị khôn tả hàn lập cười ảm đạm quay đầu lại nhìn về bên ngoài thành mà lăng ngọc linh cũng đã nhận được lời hứa thức thời không quấy dày hàn lập nữa lặng yên rời đi mấy canh giờ sau thông qua truyền tin của truyền âm phù sau khi xác định mọi người đã chuẩn bị xong mấy vạn danh tu sĩ cơ hồ đồng loạt trong cửa thành ảo ra ra khỏi lam sắc quang cháo tiến nhập vào thanh hồng quang hà do phong hỏa chi lực hình thành bất kiến tung ảnh Động tính của tinh cung lớn như vậy, tự nhiên bị thủ hộ trong phong hỏa thiên tuyệt trận nhanh chóng phát hiện. Phía nghịch tinh minh lập tức phái ra rất nhiều tu sĩ nghênh chiến. Đồng thời cho người thúc giục khởi động đại trận, kích phát huy lực đại trận tăng vọt lên. Pháp trận này tuy đối với các tu sĩ kết đan kỳ không có nhiều ảnh hưởng, nhưng thành thật mà nói, tạo ra lực sát thương rất lớn với các tu sĩ thấp giai trúc cơ kỳ. Cho nên dưới sự thúc giục phát động của các phong hỏa cự trụ, thanh hồng quang hà đang chậm rãi phiêu động, liền kịch liệt quay cuồng, từng đoàn từng đoàn thanh hồng sắc quang cầu bắt đầu ngưng tụ, sau tự nổ mạnh ra. Trong đại trận nhất thời linh quang chấp động, nơi nơi thanh âm tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, nếu không có phương pháp chuẩn bị trước, nhào vào trong trận, lập tức bị phong hỏa chi lực thôn phệ. Nhưng tinh cung cũng đã chuẩn bị cho trận đại chiến này tỉ mỉ. Cơ hồ trên mỗi danh tu sĩ đều phát xuất kim tuyến hào quang, ngăn cản được công kích của phong hỏa chi lực. Thành ra số tu sĩ thấp dài bị đả thương cũng chưa nhiều. Đúng lúc này, tại phủ cận của các phong hỏa trụ, phóng ra các tu sĩ nghịch tinh minh đón đầu các tu sĩ tinh cung. Hai bên lập tức nhào vào chém giết, tiếng pháp khí va chạm, tiếng người gào thét nổi lên khắp nơi. Mà cùng lúc này, tại đỉnh chóp của một tòa tiểu sơn nằm trên một cự trụ cao hơn 300 trượng, có một nhóm tu sĩ hai mắt híp lại, quan sát chiến trường. Cầm đầu là một gã vận tử bào ngọc đái, gương mặt chữ điền, mày rậm, tuổi độ trung niên, hai tay đang chắp sau lưng, chính là vạn thiên minh mà năm xưa Hàn Lập đã gặp ở hư thiên điện. Giờ phút này, thần thái hắn trầm ổn hơn xưa, cách hắn phía sau không xa là một lão giả có da mặt xanh mét, cùng một lão ẩu vận phục sức hồng lục. Hai người cũng đang quan sát chuyển biến của pháp trận, thần sắc có chút ngưng trọng. Xem ra tinh cung đã xuất động toàn bộ lực lượng, bọn chúng đã bỏ ra nhiều trung giai phù lục như vậy, chỉ sợ ở lần chiến này, đủ cho một tông môn bình thường táng ra bại sản. Lão già da mặt xanh thì thào nói người này chính là người khi gặp sấm trận của hàn lập đã hốt hoảng bỏ chạy long tu sĩ đối phương làm như vậy chính là được ăn cả ngã về không mà thôi chắc lần đại chiến này có liên quan đến kẻ đã xông vào tinh thành mấy ngày trước vạn thiên minh bất động thanh sắc nói ta thấy chỉ là chó cùng rứt dậu chẳng qua lòng đạo hiếu kẻ kia có thật lợi hại kích sát hoa đạo hiếu hai người các người liên thủ còn bị hắn giết mất một người trong nhánh mắt trong mắt lục quang chấp động bỗng nhiên lão ẩu hướng long lão giả mở miệng hỏi lão ẩu này là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Vừa nghe lão ẩu nhắc đến Hàn Lập, lòng lão giả sắc mặt phát lạnh, lão đã từng dùng bí thuật phục hồi cánh tay mới, một lúc lâu sau mới cười khổ trả lời. Đâu chỉ là hình dung lợi hại, hoa đạo hiếu một thân thần thông không kém, vậy mà khi gặp kẻ kia căn bản không chống đỡ được bao lâu, nếu không phải ta thấy nguy cơ, sớm thi triển bí thuật chạy trốn, chỉ sợ bây giờ không đứng ở nơi này để nói chuyện. Người này tuyệt không thể chỉ là nguyên anh trung kỳ mà chắc chắn là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hậu kỳ đại tu sĩ, ta thấy lòng đạo hữu đã kinh sợ quá nên có chút hồ đồ. Còn có hậu kỳ tu sĩ khác nữa sao? Nếu không tinh cung đã sớm đến cửa cầu cạnh rồi, đâu bị bản minh đẻ ép trong một thời gian dài như vậy lão ẩu khẩu khí châm chọc chẳng chút khách khí. Long lão giả nghe vậy, mặt hiện lên vẻ khó coi dị thường. Điều này cũng không nhất định, kỳ thật khi nghe Long đạo hữu mô tả lại hình dáng, ta đã cảm thấy có chút quen quen. Sau mấy ngày suy nghĩ, ta đã biết được hắn là ai. Kỳ thật người này, Khâu Đạo Hiếu cũng đã từng biết đến Vạn Thiên Minh mỉm cười, nói. Nga, Vạn Huynh có thể nói được không? Lão ẩu kinh ngạc, Khâu Đạo Hiếu còn nhớ năm xưa, tin tức hư thiên đỉnh xuất thế, bản minh từng phát truy sát lệnh một gã tu sĩ tên là Hàn Lập. Vạn Thiên Minh chậm rãi nói, hư thiên đỉnh, Hàn Lập, chẳng lẽ tu sĩ sử dụng sấm trận là người này? Di, đích xác rất giống người này, nhưng không có khả năng, năm xưa kẻ kia là tu sĩ kết đan kỳ mà. Lão ẩu phản ứng rất nhanh, cũng có hơi cân nhắc, có chút giật mình, nhưng lại liên tiếp lắc đầu, trên lộ và bán tín bán nghi. Không nên cảm thấy kỳ quái, hơn trăm năm trước vào lúc thiên tinh song thánh chưa vẫn lạc, ta đã có mật báo, vị Hàn Lập có thân phận nguyên anh tu sĩ. Xuất hiện tại phủ cận Hoàng Sa Môn, từng có lôi kéo mượn sức người này, nhưng không có kết quả. Mặt khác ta còn hoài nghi, diệu hạc trưởng lão của bản minh mất tích một cách quỷ dị, chỉ sợ có liên quan đến hắn vạn thiên minh cũng không quay đầu nhìn trận chiến, miệng nói không chút hoang mang, Chương 1208, Tinh cung chi chiến phần 9. Diệu Hạc trưởng lão cùng Hoàng Côn trưởng lão của Ly Long đảo. Hai người bọn hắn không phải vẫn tại ngoại ở Bích Linh đảo, bị yêu thú đánh lén mà vẫn lạc sao? Lão ẩu nghe vậy, liền ngẩn ra, chỉ là cách nói với bọn người bên ngoài mà thôi. Trên thực tế, căn cứ theo lời nói của các tu sĩ đào thoát khỏi Bích Linh đảo, ngày ấy yêu thú xâm lấn, căn bản nhị vị trưởng lão chưa từng quay về Bích Linh đảo. Nhưng có người của bản minh từng thấy qua Diệu Hạc ở trên đảo và cũng thấy hàn lập xuất hiện cũng chính ngày hắn xuất hiện diệu hạc và hoàng côn cùng mất tích khó hiểu nguyên thần mệnh đăng trong bản minh cũng tự tắt sau đó mới xảy ra chuyện yêu thú xâm chiếm bích linh đảo vạn thiên minh cười lạnh chậm rãi giải thích bất quá nhận định diệu hạc hai vị đạo hiếu mất mạng trong tay đối phương không phải là quá khiên cưỡng sao lão ẩu ngây người một lúc rồi nghi hoặc hỏi đích xác bản minh cũng không có chứng cứ cụ thể nhưng tu sĩ sử dụng sấm trận thật sự là hàn lập có thần thông đại tu sĩ là đại bán phần là không sai vạn thiên minh ánh mắt chấp động hàn quang, thanh âm âm trầm. Nếu thực hắn đã tiến cấp đến hậu kỳ, lại giữ hư thiên đỉnh trong tay, vạn huynh cũng mới vừa tiến cấp, chẳng phải. Lòng lão giả nghe đến đó, kềm lòng không đậu, lộ ra vẻ lo lắng. Hắc, hắc, nếu ta đã nhận biết hắn, như thế nào lại không có kế sách đối phó? Yên tâm đi, nếu hắn không đến thì thôi, bằng không cứ giao cho ta xử lý. Không dám nói chắc mười phần giết chết đối phương, nhưng nếu là đánh bại thì vạn mỗ vẫn thừa tự tin vạn thiên minh cười nhẹ, vẻ không quan tâm nói. Lão ẩu cùng long lão giả liếc mắt nhìn nhau, không cầm được vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức trầm xuống có chút an tâm. Đối với sự hiểu biết của họ với vạn môn chủ, một khi đã nói thì hơn phân nửa là không giả. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, lão thân cũng an tâm. Các người khác cứ giao cho ta cùng long đạo hữu đối phó là được lão ẩu cười âm hiểm nói. Lúc bình thường, mắt trận giao cho hai vị, vạn mỗ cực kỳ an tâm nhưng bây giờ đối phương quyết ý tử chiến đến cùng, sẽ không ít cao dài tu sĩ tập trung tại trận nhãn, cho nên ta đã thỉnh một số vị khác đến hiệp trợ nhị vị đạo hữu cùng nhau bảo vệ trận nhãn vạn thiên minh rốt cuộc xoay người lại nói, nhưng trên mặt lộ biểu tình vô cùng quỷ dị. Hiệp trợ, vạn huynh nói rất đúng lão giả cả kinh trực tiếp hỏi. Lần này vạn thiên minh không trực tiếp trả lời, mà bỗng nhiên giơ tay lên, trong tay áo trực tiếp bắn ra một viên hỏa cầu lớn bay lên trời cao, sau đó nổ mạnh ra, xích hồng quang diễm diễm lệ dị thường, gây chú ý cho các tu sĩ ở phủ cận xung quanh. Các tu sĩ này nhất thời một trận xôn xao, ngay lúc mọi người đang kinh nghi, không biết chuyện gì xảy ra. Trong khoảng cách vài chục trượng đột nhiên truyền lại một thanh âm kiều mị. Đại ca, vạn đạo hữu đã gọi chúng ta, xem ra đã đến lúc dùng đến huynh muội chúng ta rồi. Trốn trong này một thời gian dài, thật đúng là bực mình. So với thời gian tu luyện của chúng ta thì có đánh gì? Vạn huynh đã làm cho chúng ta lộ diện, có thể thấy đại chiến đã đến kết cục cuối cùng đừng ầm ĩ nữa có thể chém giết một trận sảng khoái rồi trong không trung truyền đến một giọng nam tử hùng hậu lập tức sau đó có lưỡng đạo bạch hồng sắc bắn nhanh lên không xoay một cái liền song song hướng đỉnh phong hỏa cự trụ bay lên lóe một cái trước mặt bọn vạn thiên minh hiện ra hai tu sĩ một nam một nữ nam tử dáng người khỏe mạnh cao lớn tóc xóa còn nữ tử da thịt trắng muốt thu ba lưu động câu hồn người lam thị song ma Lòng lão giả thấy hai người này, lúc đầu liền ngẩn ngơ, sau đó chợt nhớ ra, nhất thời thất thanh la lớn, mà lão ẩu cũng tái mặt. Nga, không tưởng được ở Tinh Hải vẫn còn có người nhận biết huynh muội chúng ta. Bọn ta đã ẩn cư ở mang nhiệt đảo nhiều năm chưa xuất thế nữ tử sóng mắt long lanh liếc nhìn long lão giả, cười kiều mị, vẻ đẹp khiến người ta rung động. Ủa, hai vị không phải đã bị thiên tinh song thánh diệt sát sao? Sao bây giờ còn xuất hiện ở đây? Lão ẩu hơi do dự, nhưng không nhịn được mở miệng hỏi. Năm xưa, xác thực bọn ta bị hai lão bất tử kia bức ép thiếu điều lên trời không được, xuống đất không xong, nhưng bây giờ huynh muội ta vẫn hảo hảo đứng ở đây, đương nhiên là chúng ta gặp đại nạn. Không chết, thủy hữu hậu phúc, như thế nào, vị đạo hữu này có thành kiến với ta hử? Phi phát đại hán lạnh lùng quét mắt liếc nhìn lão ẩu cùng lão giả một cái, miệng chỉ hơi hé, nhưng thanh âm lại từ trong bụng truyền ra, mắt trợn miệng nhe, bộ dáng nhất sát tác nhân. Lão ẩu thấy thế, trong lòng dùng mình, theo bản năng lui về sau một bước, nhưng lập tức thấy mình có vẻ yếu thế, Bèn hừ lạnh một tiếng, tiến lên lại từng nửa bước. Phi Phát Đại Hán thấy vậy, mặt lạnh tanh, ẩn hiện một tầng khí vụ mờ ảo, trên người tản mát từng trận sát khí. Tốt lắm, kẻ thù đã đến, hai vị đạo hiếu ta đã ẩn tàng hai vị đã lâu, hiện giờ xuất lai cũng vì trận đại chiến hôm nay. Hiện ta vẫn chưa biết được mai phục gian tế của Tinh cung trong tầng lớp cao tầng của ta là ai nên không biết ai sẽ chui đầu vào lưới ai thanh âm vạn thiên minh âm trầm, hù lạnh một tiếng. Đám lão ẩu cả kinh vội vàng quay người nhìn về phía phương hướng pháp trận, quả nhiên, cách đó không xa, thanh hồng quang hà trong phong hỏa chi lực diễn ra một trận đại loạn. Một cự xa hình dáng cổ quái do bốn con lục dao kéo từ bên trong phóng ra, dẫn theo vô số tu sĩ đang theo sát phía sau, trong nháy mắt đã đem không trung xung quanh chiếm cứ dày đặc, khoảng chừng mấy ngàn người. Mà nghịch tinh minh tu sĩ tại phụ cận phong hỏa cự trụ, sớm đã xúc thế chờ đợi, thấy địch nhân xuất hiện, đều ngự khí bay lên, nhất thời song phương lấy phong hỏa cự trụ làm tâm, thành thế rằng co. Lão ẩu cùng long lão giả tự nhiên không còn để ý đến Lam Thị Huynh muội nữa, lập tức dồn tâm lực đến đám tinh cung tu sĩ, hơn nữa dò xét các nhân vật ở trong cửa xa. Mà lão giả rõ ràng phát hiện ra người nào đó, trong lòng lạnh run, liếm đôi môi đang khô khốc. Hắn hiển nhiên đã phát hiện ra hàn lập ở trong cửa xa. Mà giờ phút này, Hàn lập căn bản cũng không thèm liếc lão giả, ánh mắt chấp động, thần niệm lập tức rơi trên người vị vạn đại môn chủ, hai mắt nhíu lại đánh giá cao thấp. Lam thị song ma từ bao đại hán thấy đôi nam nữ tu sĩ giống như long lão giả lúc trước, thất thanh la lên. Hàn lập một chút phản ứng cũng không có, nhưng Lăng Ngọc Linh cùng triệu lão giả nghe vậy liền tim đập thình thịch. Mã trưởng lão, người không nhận lầm chứ? Năm đó Lam thị song ma đã sớm bị gia phụ mẫu liên thủ diệt trừ rồi mà. Lăng Ngọc Linh kinh hãi hỏi. Làm sao má mỗ có thể nhận lầm? Năm xưa chính ta đã theo hai vị lão cung chủ đuổi giết nhị ma này trong một thời gian thật dài, sau hai vị lão cung chủ mới cùng song song tiến giai hậu kỳ cảnh giới. Thật kỳ quái, cho dù nhị ma năm đó chưa chết thì cũng đã sớm qua Thọ Nguyên chi kỳ, sao còn có thể tồn tại đến nay? Bất quá tu vi cảnh giới của bọn chúng so với năm xưa không sai biệt lắm, vẫn là nguyên anh trung kỳ tử bào đại hán hoảng sợ, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Cũng không có gì ngạc nhiên, theo ta được biết trên thế gian có nhiều loại linh dược có thể kéo dài thảo nguyên thêm hai ba trăm năm. Có thể bọn chúng đã gặp cơ duyên phục dụng qua một trong các loại linh dược này Hàn Lập tuy không thèm để ý Lam Thị Song Ma, nhưng nghe tử bảo Đại Hán nói bèn thuận miệng giải thích. Chỉ còn có khả năng này, chẳng qua, lưỡng ma còn thành danh trước hai vị lão cung chủ, ma danh năm xưa cực thịnh, khiến người thấy biến sắc, người nghe hãi sợ. Tên nam giới trời sinh hiếu sát, đã từng một đêm đổ sát hai tòa tiểu đảo, giết sạch gần ngàn danh tu sĩ cùng hơn 10 vạn phàm nhân, huyết tinh thảm lệ. Mà nữ giới có ma công lừng lấy tiếng tăm, âm nữ sát dương quyết, chuyên môn bắt sống các nam tu trẻ tuổi của các tông môn, hấp thụ nguyên dương để luyện công, sau đó hành hạ đến chết. Cả hai đều đã ở cảnh giới nguyên anh trung kỳ, hơn nữa hai người như hình với bóng, khi liên thủ đối mặt với đại tu sĩ cũng có thể tự bảo vệ. Năm xưa, hai vị lão công chủ cũng đã phải mạo hiểm ra tay, nếu không hai kẻ này vẫn còn tiêu giao tự tại đến ngày nay triệu lão giả sắc mặt âm trầm, giải thích đại khái cho hàn lập. Thì ra là thế, như vậy xem ra đối phương cũng đã sớm có chuẩn bị. Cho dù ta cuốn lấy vạn thiên minh, các người cũng không có phần nắm chắc tất thắng hàn lập sờ sờ cầm, thần sắc bất động, nói. Đích xác như thế, ta đã nghĩ tới biện pháp kêu thêm vài vị trưởng lão lại đây, tính dùng lực lượng số đông áp đảo, nhưng lại xuất hiện song ma. Nếu hai tên này đáng sợ như trong truyền thuyết, e rằng cố lắm chúng ta mới duy trì được tình thế bất bại lăng ngọc linh sắc mặt bất hảo, nói. Hàn lập cười nhẹ, nhưng chưa chờ hắn nói, từ phía cự trụ đối diện, một người đột nhiên chậm rãi bay xuống. Ánh mắt Hàn Lập lé lên, hắn ngậm miệng lại, lạnh lùng nhìn đối phương, bởi vì người này chính là Vạn Thiên Minh, Hàn đạo hữu, năm xưa từ biệt ở hư thiên điện, không tưởng tu vi tinh tiến đến vậy, cũng đã là một đại tu sĩ. Mà ta đoán không sai, hẳn các hạ không phải là người của Tinh Hải. Như vậy đạo hữu xen vào tranh đấu của bản minh và tinh cung làm gì? Như vậy đi, vô luận lăng nha đầu yêu đãi cái gì, ta có thể yêu đãi gấp bội. Hơn nữa cũng không cần hàn đạo Hữu làm cái gì, chỉ đổi lấy một lần không tham gia tại trận đại chiến này mà thôi vạn thiên minh bay đến vị trí giữa song phương rằng co, hướng hàn lập mỉm cười, nói ra điều kiện dụ hoặc. Hàn lập nghe vậy không khỏi sửng sốt, mà đám lăng ngọc linh nghe vậy, sắc mặt đại biến. chương 1209, tinh cung chi chiến phần 10. Gấp bội, vạn đạo Hữu xuất thủ thật đại hào phóng hàn lập cười ha ha, trên mặt nửa cười nửa không. Như thế nào, đạo hữu cảm thấy không đủ à, Vạn thiên minh bất động thanh sắc hỏi, đủ, đương nhiên là đủ, đáng tiếc, lần ra tay này là do hàn mỗ đã hứa năm xưa. Mà tại hạ lại không có thói quen thất tín, chẳng qua, nếu vạn đạo hữu bình yên thối lui thì hàn mỗ cũng không đòi hỏi điều kiện gì hàn lập lười biếng trả lời, khẩu khí vẻ chiêu chọc. Hai phe nghịch tinh minh cùng tinh cung nghe được như vậy liền trợn mắt há mồm. Vạn thiên minh rốt cuộc cũng thu liếm vẻ tươi cười, lộ ra vẻ âm trầm. Nếu hàn huynh đã định, vạn mẫu cũng chỉ còn biết cùng đạo hữu luận bàn một phen. Nhưng ta và người động thủ khó tránh ảnh hưởng đến bọn vãn bối xung quanh, chỉ bằng tìm đến địa điểm khác giao thủ, người thấy thế nào. Vạn thiên minh, thanh âm lạnh như băng, nói, hảo, điều này chính hợp ý tại hạ hàn lập nghe vậy, liền đáp ứng, không có một chút lo lắng. Điều này làm cho vạn thiên minh ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn âm trầm, ánh mắt chỉ chớp động vài cái, lập tức hai tay khắp quyết, hóa thành một đạo tử hồng, phi độn về hướng xa thiên tinh thành hàn lập quay đầu liếc nhìn đám lăng ngọc linh một cái gật đầu cười cũng hóa thành một đạo thanh hồng đổi sát theo sau trong nháy mắt hai gã đại tu sĩ này đã biến mất về phía cuối chân trời thấy tình hình như vậy lăng ngọc linh cùng triệu lão giả liếc nhau cùng thấy trên mặt nhau hiện lên một tia sầu khổ hình như vạn thiên minh đã sớm biết sự tồn tại của hàn lập bây giờ chủ động rời xa chiến trường có điều gì quỷ dị bên trong hay không nhưng hàn lập lại đi theo không chút do dự làm cho hai người đứng ngồi không yên cũng không dám nói can ngăn, sợ làm ảnh hưởng đến sĩ khí của quân ta. Hắc, hắc, nếu vạn đạo hữu đã đi, chúng ta cũng không nên nhàn rỗi. Bọn hậu bối các người hảo hảo thể hiện một chút thần thông cho Lam Mỗ xem một chút. Chật, chật, nguyên anh tu sĩ, cả trăm năm rồi ta cũng chưa chém giết qua. Phi phát đại hán mở miệng, cái lưỡi vươn ra đỏ như máu, bỗng nhiên phát ra tiếng cười quái dị. Sau đó hai tay hắn khắp quyết, miệng hé ra, phun ra một cốt hoàn xương mù mờ mịt, đồng thời trên thân xuất ra đại phiến huyết phụ trong nháy mắt tràn ngập phụ cận xung quanh hơn người trượng, trường hình thành một cái biển máu bên trong rít lên tiếng ma gầm quỷ khóc hướng đội hình các tu sĩ tinh cung quét tới mà nữ tử sinh tươi bên cạnh cũng nhanh không kém miệng anh đào phát ra tiếng cười khẽ tiêu hồn hai tay áo bảo rung lên trong tay áo bay ra một cỗ phấn sắc mê vụ làm cho người ta người thấy không khỏi tâm thần rung động khó tự chủ long lão giả cùng lão ẩu liếc nhau một cái một người phun ra một quả hoàng sắc viên châu người kia thì thả ra một hơi 13 khẩu bích lục sắc phi đao, hóa thành một mảng quang hà công tới. Phía nghịch tinh minh thấy bên tinh cung vẫn còn lăng ngọc linh và một số nguyên anh tu sĩ, liền không dám chậm trễ, đồng dạng đều thi triển thần thông, phóng xuất ra nhiều mảng quang hà màu sắc khác nhau. Phía tinh cung có nhiều hơn vài vị tu sĩ nguyên anh sơ kỳ mà bên nghịch tinh minh lại có song ma thần thông lợi hại. Thần thông song phương biến thành các linh quang ma khí đầy màu sắc, trong nháy mắt đan vào nhau gây ra một trận ầm ầm, trong nhất thời rằng co ở giữa. Mà đám trung thấp giai tu sĩ của hai bên, không hẹn mà cùng lớn tiếng hò hét, tế ra pháp bảo, pháp khí đầy trời. Một trận hỗn chiến chính thức bắt đầu, tự nhiên đám tu sĩ này biết khôn, tránh đi vị trí tranh đấu của các nguyên anh tu sĩ ở trung tâm, tản ra bốn phía. Nhất thời trong phạm vi 10 dặm, tiếng nổ, tiếng kêu, tiếng pháp khí va chạm nhau, vang vọng chín tầng trời, không nhìn được bên nào chiếm thượng phong. Xem ra muốn phân thắng bại, trong nửa khắc công phu cũng không xong. Cùng lúc này, Hàn Lập cùng Vạn Thiên Minh độn quang đi một hơi ra khỏi gần ngàn lý, rốt cục dừng lại phía trên mặt biển. Hàn Lập trong thanh quang hiện ra, hai tay khoanh trước ngực, mặt vô thần sắc nhìn đối phương. Với thần niệm cường đại của hắn bây giờ, tự nhiên biết ngay phụ cận có tu sĩ mai phục hay không. Nếu không, hắn như thế nào để đối phương dắt mũi dẫn đi như vậy? Sau khi thần niệm đảo qua, đích xác trong phạm vi 100 dặm không có một bóng người, cũng không tồn tại cấm chế pháp trận. Hắn nhìn Vạn Thiên Minh, thần sắc bình tĩnh dị thường tâm niệm chuyển động trong lòng hàn lập có chút giở khóc dở cười tựa hồ vị vạn thiên minh đối với trận chiến này mười phần tin tưởng không sai biệt lắm nơi đây hoàn toàn ưu tính làm nơi táng thân cho đạo hữu cũng đáng cho thân phận đại tu sĩ vạn thiên minh liếc mắt đánh giá tư phía sau đó quay đầu nhìn hàn lập bộ dáng lạnh lùng như băng sơn nơi táng thân của ta hàn lập nghe xong không hề nổi giận ngược lại khẽ mỉm cười như thế nào hàn đạo hữu thấy tại hạ quá khoa trương vạn thiên minh hừ một tiếng hỏi, không phải, chính là tại hạ cảm thấy vạn huynh tu luyện có điều bất ổn, hay là pháp lực tinh tiến quá nhanh khiến đầu óc hỏng rồi hàn lập trả đúa. Có mạnh miệng hay không, chờ đạo hữu hồn phi phách tán sẽ biết. Chẳng qua trước hết, ta giới thiệu cho đạo hữu hai người khác cho đạo hữu nhận thức một chút vạn thiên minh âm trầm nói. Người khác, ngươi cho ta là trẻ lên ba, nơi đây trừ ta và ngươi còn có ai nữa. Nếu có người khác, ta trực tiếp ngắt đầu tặng cho ngươi hàn lập cười lạnh, không chút khách khí nói vạn thiên minh nghe vậy hai mắt hiếp lại nhưng lập tức nhàn nhạt nói phải không cho là tại hạ nói sai hai người này hiện giờ cũng không tính là người nói xong không chờ hàn lập hiểu lấy ra một cái túi da màu đen ở bên hông đem ném vào không trung hai tay khắp quyết miệng lẩm bẩm nhất thời miệng túi quay ngược xuống từ bên trong phun ra một cỗ hắc mông vũ khí hai đạo thân ảnh mơ hồ ẩn hiện trong hắc khí cực kỳ quỷ mị luyện thi hàn lập lịch duyệt phong phú lập tức nhận ra hắc vũ khí trước mắt là một cỗ thi khí cực kỳ lợi hại, đôi mày trao lại. Vạn Thiên Minh nghe vậy bèn cười lạnh, miệng thúc dục pháp quyết. Hai đạo nhân ảnh kia khoát tay, thi khí xung quanh bị cự lực hấp dẫn, hóa thành một cỗ vụ mãng cuồng dũng hướng thân thể của bọn chúng nhập vào không sót một tia. Trong nháy mắt, hắc sắc thi khí bị hấp thu toàn bộ, hiện ra hai bóng nhân ảnh, một xám, một trắng. Hàn Lập lướt nhìn hai cỗ luyện thi này, thần sắc bình tĩnh dị thường. Điều này cũng khó trách, hai cỗ luyện thi này đối với hắn căn bản rất xa lạ, tự nhiên hắn không lộ ra vẻ dị thường nào. Trong hai cỗ luyện thi, một con có thân hình cao lớn, khuôn mặt âm lệ, bộ dáng cơ 40, hai tay dài hơn so với người bình thường, trực tiếp rũ xuống đầu gối, hai bàn tay cũng vô cùng to lớn, thoạt nhìn trong suốt dị thường. Con kia dáng người thấp bé, là một phụ nhân ở ba mươi mấy, khuôn mặt gầy dài, mày thô mắt thâm, nhưng trên một đầu vai có ba mũi nhọn giống như tiểu kiếm, có vẻ như trời sinh đã có, trông cực kỳ quỷ dị. Vạn Thiên Minh thấy Hàn Lập sau khi quan sát không tỏ vẻ gì, trong mắt liền lóe lên vẻ tàn khốc. Hắn bèn hít sâu một hơi, pháp quyết trong tay biến đổi, trong thân thể bỗng nhiên truyền ra tiếng răng rắc quỷ dị, tiếp theo thân thể tăng vọt mấy tấc, đồng thời miệng hé ra, một cỗ mông mông tử vũ khí cuồng phún xuất, trong nháy mắt đã đem thân hình hắn bao phủ vào trong, hóa thành một đoàn đại vân cỡ mấy trượng. Lập tức vân đoàn quay cuồng kịch liệt, màu sắc biến hóa khôn chừng. Nhìn thấy màn này, Hàn Lập sờ sờ cầm khóe miệng nổi lên một tia cười khẽ hai tay buông xuống trong một tay xuất hiện một đoàn tam sắc quang mang tay kia thì lóe lên lục quang hiện ra nhất kiện bát linh xích hàn lập thần sắc bất động nhưng trong lòng đã sớm quyết định mặc kệ đối phương dùng công pháp bí thuật gì vừa ra tay sẽ dùng toàn lực chờ cơ hội trước dùng bát linh xích đánh vào phòng ngự đối phương sau tiến sát vào hắn dùng tam diễm phiến một kích toàn lực trong lòng cân nhắc như vậy trong mắt hàn lập khẽ lóe lam mang sau lưng truyền ra tiếng sấm một đôi thanh bạch sắc vũ xí hiện xuất. Đang lúc nghĩ muốn vỗ cánh độn tới gần đối phương, xuất hiện một màn làm hắn kinh hãi. Trong vân đoàn đang biến ảo màu sắc, bỗng có tiếng động răng rắc, tiếp theo một cỗ ma khí kinh người phóng lên cao, vũ khí chớp mắt chuyển thành màu xám trắng, tảm mát ra một cỗ hàn khí âm sâm. Hàn lập đồng tử co rụt, trong lòng chờ một chút xem thử ra sao. Vạn thiên minh là vạn pháp môn chủ của chính đạo, như thế nào lại đi tu luyện công pháp ma đạo, hơn nữa ma khí này có vài phần quen thuộc, tựa tựa như ma khí của cổ ma, nhưng cũng không phải lắm, giống như ma khí của một người nào đó nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không thể nhớ ra. Đang lúc Hàn Lập đang kinh nghi bất định, một tiếng cười ngạo nghễ trong ma khí phát ra, một bóng người nhoáng lên một cái xuất hiện phía trước ma khí. Sau lưng bóng này hiện lên sáu hư ảnh giống như thực chất, cái thì đầu có sừng, cái thì răng nanh nhe ra. Tất cả đều giữ tợn khủng bố, thân phi lân giáp, giống như yêu ma hiện thế. Lục cực chân ma công, thấy tình hình quỷ dị như vậy, không cần nghĩ nhiều, Hàn Lập đã thất thanh kêu lên. Nga, người cũng nhận ra được ma công của bản tôn, cũng không hồ đồ lắm. Người nọ cất tiếng cười dài, tư thế đứng trên cao nhìn xuống lạnh lùng, trên mặt ẩn hiện vẻ châm chọc. Kẻ này rõ ràng là đang vận phục sức của vạn thiên minh, nhưng gương mặt, dáng người hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này, Hàn Lập nhìn thực dung của nó, trợn mắt há hốc mồm. Trường 1210, Tinh Cung Chi Chiến phần 11 Hàn Lập ánh mắt xoay chuyển, lúc nhìn gương mặt của luyện thi cao lớn lúc nhìn người đang vận phục sức vạn thiên minh thở dài một hơi cả người lẫn thi hình dáng thì sai biệt nhưng gương mặt độc nhất vô nhị ta gọi ngươi là vạn môn chủ hay lục đạo cực thánh hàn lập ánh mắt chấp động thần sắc ngưng trọng ngươi đoán ta là ai vạn thiên minh thanh âm lạnh lùng thân hình hơi động sáu hư ảnh yêu ma sau lưng đều run lên theo ta biết lục cực chân ma công là đệ nhất ma công trong loạn tinh hải tu luyện tới mức này tựa hồ nghe đồn cũng chỉ có mình lục đạo hữu Xem ra năm xưa đạo hữu may mắn còn sống, chính là hàn mỗ có điểm không rõ, rốt cuộc các hạ đoạt xá thân thể vạn thiên minh, biến ảo thành bộ dáng của vạn thiên minh. Cố luyện thi này lại giống đạo hữu lại là ai? Chẳng lẽ các hạ tu luyện phân thân, hay trực tiếp đem nhục thể của chính mình luyện thành ma thi hàn lập từ tốn hỏi, thần sắc khôi phục lại như thường? Hắc, hắc, mấy vấn đề này, có cần phải cho một người sắp chết như người biết rõ không? Lục đạo cực thánh cười âm hiểm, trong sáu hư ảnh, có hai hư ảnh bắn nhanh ra, nhập vào hai cỗ luyện thi. Hai cỗ xác chết đang đờ đẫn mặc nhiên rung lên, hai mắt mở ra, tràn đầy màu xanh biếc. Nhưng còn chưa hết, trong miệng lục đạo liền thanh âm chú ngữ huyền ảo tối nghĩa, hồi bạch sắc ma khí toát ra từ trong thân thể ma thi, cuốn cả hai vào bên trong. Hai ma thi trong miệng rít thanh âm kỳ lạ, đột nhiên hình thể cuồng trướng lên. Trong nháy mắt, trong tiếng rên rỉ thống khổ, cả hai phân biệt biến thành hai ma vật cao lớn cỡ 4 năm trưởng. Một con trên người hiện lên lân phiến hình đồng tiền, đỉnh đầu có một đôi nhuyễn dương tiêm giác, một cái đuôi dài màu xanh nhẹ nhàng di động sau lưng. Con kia cả người đỏ như máu, hai tay hai chân chớp chớp ngân quang giống như làm từ bạc, cái đầu hình tam giác dữ tợn, trên đó có sẵn bốn con mắt xanh biếc, làm cho người nhìn không rét mà run. Hai cỗ luyện thi sau khi biến thân, rõ ràng có liên quan đến hai đạo hư ảnh bắn vào trong thân thể. Lưỡng đạo hư ảnh nguyên bản chỉ là ảo ảnh vô hình, giờ phút này lại chân chính biến thành yêu ma, khiến cho người ta dương mắt cứng lưỡi. Nối kinh ngạc qua đi, nhưng trong lòng hàn lập lại dùng mình. Lục cực chân ma công tu luyện đến cực hạn, đủ có thể gọi về phụ thể chân chính phân niệm thánh ma, luận tu vi thần thông đủ một trận chiến cùng hóa thần kỳ tu sĩ. Chẳng qua từ xưa đến nay ở nhân giới, chưa có ai tu luyện đến cảnh giới tối cao này. Nhưng nay cả như vậy, hiện ta gọi về hai ma đầu cũng có thần thông cỡ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Bây giờ ba đánh một, hàn đạo hữu cho rằng có thể bảo toàn tánh mạng được sao? Lục đạo cực thánh cười như điên, thần niệm trở động, hai yêu ma đang đứng thẳng tắp huyền phù trong không trung, bỗng thân hình nhoáng lên, tại chỗ liền biến mất. Nhất thời hai bên hàn lập tại khoảng cách một trượng, không gian đột nhiên dao động, hai ma vật quỷ dị hiện ra. Con ma vật có song giác, xa vĩ, trở động, nhất thời một đạo thanh mang bay thẳng đến ngực hàn lập, tốc độ giống như tia chớp. Mà con ma vật kia liền ngồi trồm hổm, thân thể không ngừng run lên, lập tức có tiếng phá không ở xung quanh nổi lên. Dày đặc vô số huyết sắc cốt lạt dài hơn thước xuất hiện đầy trời, mạn thiên hoa vũ bao hàn lập lại bên trong. Với khoảng cách gần như vậy, lại bắn nhanh như chớp, căn bản không thể né tránh. Xem ra vị lục đạo cực thánh này cùng chủ ý với hàn lập, vừa ra tay đã có ý định dồn đối thủ vào tử địa. Trên mặt hắn cũng đã lộ vẻ tự tin đắc ý, dưới sự liên thủ công kích của nhị ma, dù cho hàn lập có may mắn sống sót, tuyệt cũng không thể bình yên vô sự. Nhưng ngay sau đó, trên mặt lão ma lộ vẻ ngưng trệ. Đang chờ xem cảnh Hàn Lập bị thanh mang xuyên thủng ngực, thân thể vỡ nát, máu bắn tung tóe nhưng chỉ thấy thanh bạch sắc vũ xí sau lưng Hàn Lập rung một cái, cuồng phong liền nổi lên. Thân ảnh Hàn Lập liền tiêu thất trong gió, thanh mang cùng huyết cốt thứ mất mục tiêu, tự nhiên bắn vào khoảng không. Trong lòng lục đạo cực thánh thất kinh, hai mắt chấp động tinh quang, vội vàng tìm kiếm mọi nơi. Nhưng không chờ hắn thả thần niệm bao phủ hoàn toàn khu vực phụ cận xung quanh, trên khoảng không đỉnh đầu song rác ma vật thanh sắc điện hồ lóe lên liền quỷ dị hiện ra một đạo nhân ảnh chính là hàn lập đã sử dụng thuấn di thuật xuất hiện ở đó hắn không nói hai lời giơ tay lên một thanh sắc mộc xích hiện ra nhẹ nhàng khinh soát lao nhanh xuống ở phía dưới ma vật nhất thời hiện ra một đóa ngân liên sắp xỉ một thước ngân liên này chuyển động quay tròn từ trong tâm liên hoa tuôn ra thất sắc phật quang song rác ma vật chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng thân hình bị trói buộc không thể mảy may nhúc nhích Ma khí trong cơ thể như đông đặc lại. Hàn Lập mặt không đổi sắc, tay kia tiếp tục nhấc lên, một đoàn tam sắc quang diễm xuất hiện ra, chưa thấy có hành động gì tiếp theo mà một cỗ linh áp đáng sợ đã phát ra từ quang diễm. Con ma vật bên kia, phát hiện thấy thân hình Hàn Lập, làm sao không thấy hành động này của Hàn Lập, lập tức thét dài, huyết cốt thứ đang bay đầy trời đột nhiên một lần nữa trực chỉ Hàn Lập bắn thẳng tới, tốc độ cực nhanh, gấp mấy lần vừa rồi. Chỉ thấy lóe một cái, vô số huyết cốt thứ đã tiến đến gần Hàn Lập trong gang tấc. Hàn Lập không chút kinh hoàng, ánh mắt tùy ý liếc nhìn huyết cốt thứ. Trong không gian chợt lóe lên ngân quang, liền quỷ dị hiện ra một tiểu thuẫn có bề mặt ngân sắc. Tiểu thuẫn này nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, hóa thành một tầng bảo hộ dày đặc bao Hàn Lập vào bên trong. Ngay lập tức, huyết cốt thứ đã hung hăng đánh vào màn quang cháo. Từng đoàn đoàn huyết tia cỡ chừng nắm tay nổ mạnh trên bề mắt quang cháo, thanh âm rào rào như mưa rội vào mái tôn. Quang cháo lúc đầu còn bình thường, nhưng sau một lúc liền kịch liệt chấp lẽ, bộ dáng sắp sửa chống đỡ hết nổi. Uy lực của huyết cốt thứ viễn siêu hơn người tưởng, mỗi một huyết cốt thứ tương đương với một đỉnh giai pháp bảo bình thường. Nguyên cương thuẫn dĩ nhiên không có cách nào đem chúng bắn ngược trở ra. Hàn lập biến sắc, miệng vội niệm chú, một khỏa kim sắc viên châu sắp xỉ cỡ ngón cái xuất hiện ra, lập tức lóe lên, hòa thành một tầng hào quang kim sắc minh mang. Đây chính là kim cương cháo mà Hàn Lập vẫn thường bồi luyện trong cơ thể. Kim cương xá lợi này đã được Hàn Lập chăm chú bồi luyện nhiều năm, uy lực bây giờ hơn xưa nhiều. Nói về độ dẻo dai cứng rắn, còn hơn xa nguyên cương thuẫn. Cho nên ngân sắc quang mạc vừa chống đỡ hết nổi, bị đánh cho tán loạn, tiêu thất. Huyết cốt thứ liền tiếp tục hung hăng đập vào màn kim sắc hào quang, thanh âm va chạm giống như sắt thép ma sát vào nhau. Trên bề mặt quang cháo, kim quang liên tục chấp động, nhưng đã thành công ngăn đỡ hoàn toàn huyết cốt thứ. Cùng lúc Hàn Lập phất tay, trong đoàn tam sắc quang diễm phát ra tiếng phượng minh tri âm, một con hỏa điều tam sắc phi ra, hai cánh mở ra bay vọt xuống. Mục tiêu của nó chính là song giác ma vật đang bị khóa đứng yên không nhúc nhích. Tuy ma vật này bị đứng yên không nhúc nhích, trên mặt hung quang chợt lóe, miệng hé ra, một cỗ mông mông bạch lãng hướng phía trên bay lên, vừa lúc đón đầu hỏa điều đang bay xuống. Bạch lãng đan vào tam sắc hỏa diễm, âm, một tiếng nổ kinh thiên động địa. Âm lãng này thực sự có thần thông quỷ dị, ma vật toàn thân đã bị khóa chết, không thể điều động ma khí, uy lực âm lãng tự nhiên giảm đôi phần, nhưng vẫn có thể giao một kích với tam diễm phiến. Song phương so kè nhau một lúc, sau đó hỏa điều liền bạo liệt nổ mạnh. Một vòng ánh sáng tam sắc hiện lên, kịch liệt xoay chuyển, lập tức đem mông mông bạch lãng thôn phệ toàn bộ. Sau đó vòng sáng này cuồng trướng lên, đem toàn bộ khu vực rộng hơn 10 trượng phía dưới bao phủ vào trong. Nói nghe thì chậm, nhưng tất cả hành động vừa rồi chỉ diễn ra trong chớp mắt, mà luyện thi song giác ma vật đã biến thành hư ảo. Lục đạo cực thánh đang đứng ở xa khắp quyết, thấy vậy sắc mặt đại biến. Ngoài sức tưởng tượng của hắn, chính mình cho cả song ma xuất thủ, không diệt chết đối phương, ngược lại còn bị đối phương giết chết ngay một con ma vật. Bất quá, lão ma cũng liền sáng tỏ đối phương tuyệt không phải là đại tu sĩ bình thường. Hắn kinh sợ, trong lòng không chút chậm chế, vội vàng thúc giục thần niệm, há mồm phun ra. Từ trong miệng một đạo ô quang bắn nhanh ra, nhoáng lên một cái, hóa thành một cỗ hắc khí, như sau đó liền tiêu thất trong không khí mà con ma vật còn lại, trong miệng cũng phát ra tiếng gầm gừ, bốn con mắt yêu dị lóe lên, thân hình tại chỗ liền lập tức biến mất. Ngay sau đó, không gian sau lưng hàn lập dao động, liền xuất hiện hai cánh tay ngân sắc. Ca, sát, hai tay cuồng trướng lên, một tay hóa thành lợi chảo hung hăng chụp vào thiên linh cái của hàn lập, tay kia ngân sắc chấp lóe nhắm thẳng lưng hàn lập đâm tới. Đồng thời cùng lúc này, hắc quang xuất hiện, một kiện ô hắc bát sát trùy cỡ quyền đầu, di động phía trên đỉnh đầu hàn lập khoảng mấy trượng, nhoáng một cái, mang theo một cỗ hắc khí âm trầm hung hăng nện xuống. Kiện pháp bảo này phát ra ma khí vô cùng đáng sợ, hiển nhiên là một kiện ma khí hiếm có ở nhân giới. Nhưng lão ma còn chưa chịu dừng tay, đầu vai rung lên, bốn đạo hư ảnh ma vật còn lại sau lưng cũng đồng thời mở hai mắt, lóe lên một cái, hóa thành một đạo hắc quang đánh úp tới Hàn Lập. Hàn Lập vừa diệt sát được một con ma vật, Bây giờ lại lâm vào tình thế bị công kích liên thủ giữa lão ma cùng các ma vật khác. Hàn lập thở nhẹ một hơi, cũng không thấy hắn hành động cái gì, nhưng trên thanh quang chợt lóe, sát phía sau lưng chỗ ngân sắc ma thủ đang lao tới, đột nhiên hiện ra một bóng nhân ảnh, đánh một kích vào ngân sắc song thủ. Âm, long, long, hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian ngân mang chấp động, bóng thanh sắc nhân ảnh đứng bất động, nhưng thân hình ma vật vừa mới hiện ra trên không trung, bỗng chấn động rơi xuống. Cơ hồ cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hàn lập chấp động linh quang, một kiện thanh sắc tiểu đỉnh quỷ dị xuất hiện xoay tròn phía trên đỉnh đầu, vừa xuất hiện, nắp tiểu đỉnh liền mở ra. Một chùm thanh sắc quang tia phun ra, vừa lúc đón đầu ô hắc bát giác chùy đang nện xuống, ngăn cản chùy này dừng lại, không mảy may tiến thêm được một phân. Chương 1211, Tinh cung chi chiến phần 12. Đột nhiên từ ô hắc bát giác chùy toát ra một cỗ lam sắc hỏa diễm, ánh sáng chấp lóe tản ra hàn ý âm trầm. Tuy không biết hỏa diễm này có uy lực gì, nhưng chỉ nhìn là đủ thấy nó không phải là hỏa diễm bình thường. Dưới sự kiềm chế của thanh ti trong hư thiên đỉnh, Chuy này không thể hiện được chút huy lực nào, bị thanh ti ngạnh ép vây trong không trung. Mặc cho hỏa diễm thiêu đốt như thế nào, thanh ti vẫn bình yên vô sự, bộ dáng không mảy may e ngại. Đối với tình hình đang xảy ra trên đầu, dường như Hàn Lập không quan tâm, hắn sớm xoay chuyển ánh mắt, nhìn bốn đạo hắc quang đang bắn nhanh tới. Thánh ma, Hàn Lập thì thào, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tay áo mặc nhiên rung lên. Nhất thời, có mấy tiếng sấm xuất kỳ bất ý vang lên, bốn đạo cự đại kim hồ lớn bằng cánh tay trẻ con từ trong tay áo bắn ra, lóe lên một cái, liền chuẩn xác chia ra chặn đánh bốn đạo hắc quang trước mặt. Oanh, 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 bốn đoàn kim quang trói mắt bạo liệt nổ mạnh, lóe một cái, đã đem bốn đạo hắc quang bao phủ vào trong. Các hư ảnh ma vật như gặp phải khắc tinh, ở trong kim quang giống như băng tuyết gặp nắng xuân, nhanh chóng tan rã. Vấn đề xảy ra căn bản đơn giản giống như hàn lập thổi bụi. Ngay trong lúc này, bóng thanh sắc nhân ảnh phía sau lưng hàn lập, hai tay nhấc lên, một tay nắm xích hồng tiểu cung, tay kia nhẹ nhàng kéo, tiếng gầm rú lập tức nổi lên, hồng quang trói mắt, vô số hỏa tiến phá không bắn ra, vô thiên cái địa, nhắm ma vật đang rơi xuống bắn nhanh tới, con ma vật kia đang vừa mới giang thân ổn định thân hình, nhưng lại thấy hỏa tiến đầy trời bắn tới, nhưng không chút run sợ, chính là hét lớn một tiếng, vô số cốt thứ nổi lên trên người, trên mỗi cốt thứ đều ẩn ẩn hiện hiện huyết mang, huyết quang đại phóng, chớp mắt dung hợp lại thành một tầng huyết hồng quang cháo bảo vệ thân thể ở bên trong. Ma vật vừa thực hiện xong, vô số hỏa tiễn đánh lên màn huyết hồng quang cháo. Thanh âm bạo liệt vang lên, thanh thế cực kỳ kinh người, hỏa tiễn nổ mạnh hóa thành xích hồng hỏa diễm đem huyết chảo bao vào bên trong. Ma vật trong huyết cháo, bình yên vô sự, cánh tay ngân sắc giơ lên, muốn mạnh mẽ phân khai xích diễm bên ngoài màn bảo vệ. Nhưng vào lúc này đây, bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm rất nhỏ. Ma vật cả kinh, mới phát hiện, không biết khi nào xuất hiện bên trong một mũi thúy lục sắc tiến mang theo kim hồ nguồn nghèo, xuất bất kỳ ý tới ngay trước mặt. Không biết mũi tên có gì cổ quái, nhưng ma vật không kịp suy nghĩ, thân hình nhoáng lên né qua một bên. Nhưng ma vật này không nhận thấy, tại thời điểm thúy lục sắc tiểu tiến đến trước mặt, ngay tại chỗ đầu tiến, một khẩu ô OH hắc tinh oánh phi đao quỷ dị từ trong không trung xuất hiện, vô thanh vô tức hướng một bên chém xuống, vừa đúng chỗ ma vật né qua. Ma vật này một chút phát giác đều không có kết quả chỉ thấy thanh sắc nhân ảnh nắm trong hỏa cung, hỏa tiến như mãn thiên hoa vũ công kích liên miên không ngớt. Mà con ma vật giống như con nhím kia, vừa né tránh thủy lục tiểu tiến, liền bị một đạo ô quang lặng yên chém ngay cổ, chiếc đầu hình tam giác lăn lông lốc xuống dưới. Huyết sắc hộ cháo không thể ngăn cản được ô quang, điều này cũng khó trách, khẩu phi đao này chính là dùng ma tùy toàn luyện chế mà thành. Mà ma tùy toàn chính là do ma khí tinh thuần cô động không biết bao nhiêu vạn năm mới hình thành, nên như thế nào lại bị huyết sắc ma khí ngăn cản. Đối với ma tủy phi đao, huyết sắc quang cháo căn bản không tồn tại. Nhân hình khôi lỗi do đệ nhị nguyên anh chủ trì, không cần hàn lập phân phó, vừa mới chém đầu ma vật, trong nháy mắt thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện trước tàn thi. Khôi lỗi hé miệng, một cỗ hắc sắc hà quang cuộn xuất, hướng tàn thi quét qua. Kết quả lôi ra trong tàn thi một đạo hư ảnh chính là ma ảnh lúc trước nhập vào luyện thi. Mà giờ phút này, ma ảnh ảm đạm cực kỳ, dường như tùy thời tán loạn, bị cực âm ma khí đang biến thành hắc sắc hà quang cuốn vào, trực tiếp bay vào trong khôi lỗi, bị đệ nhị nguyên anh trong khôi lỗi lặng lẽ thu mất. Ma khí tinh thuần như thế này, đối với đệ nhị nguyên anh đang tu luyện cửa âm đại pháp giống như thuốc bổ, chỉ lợi không hại. Mà sau khi ma ảnh bị hút mất, cỗ tàn thi không đầu bị một cỗ gió nhẹ thổi qua, liền hóa thành cho bụi, tiêu thất trong không khí. Nhân hình khôi lỗi nhoáng lên một cái, liền trở về sau lưng hàn lập, hai tay điểm nhiên bắt sau lưng mà đứng. Đứng từ xa nhìn thấy, trừ phục sức bất đồng, giống như có hai Hàn Lập sóng vai đứng cạnh nhau. Mà lúc này Hàn Lập, một tay cầm tam diễm bảo phiến thưởng thức, lạnh nhạt nhìn đối phương. Lục đạo huynh, Hàn Mỗ đã kiến thức qua lục cực chân ma công, không biết đạo hữu còn có bí pháp gì khiến cho tại hạ thêm mở rộng nhãn giới. Bằng không tại hạ xin mạn phép tiến đạo hữu về nơi chín suối. Hàn Lập giọng bình tĩnh dị thường nói, Lục đạo cực thánh đứng phía xa, mặt xanh lè, trong mắt lộ ra thần sắc khó tin hai ma vật cấp nguyên anh hậu kỳ chính là đòn sát thủ của hắn thế nhưng bị đối phương nhẹ nhàng diệt sát khó có thể tin điều này là sự thật hơn nữa đối phương liên tiếp vận dụng nhiều món bảo vật nào là quạt lông tam sắc nào là thanh mộc xích xanh biếc mà kiện nào cũng uy lực đại thần kỳ hắn đã đề phòng kiện tiểu đỉnh có thể là hư thiên đỉnh kia nhưng đối phương đã xuất hai kiện bảo vật khác ngoài sức tưởng tượng của hắn mà bản thân đối phương lại thi triển hóa thân thuật thật thần kỳ huyền ảo khó lường chỉ sức của phân thân có thể tự chém chết một con ma vật Lục đạo đã cố gắng nhìn nhưng không thể nhận ra hàn lập hóa thân bí thuật gì. Trong lòng lục đạo càng thêm trầm trọng, điều này sao có thể, đối phương nhiều lắm chỉ mới tiến giai hậu kỳ trong vòng trăm năm, như thế nào lại có bí thuật bất khả tư nghị cùng nhiều pháp bảo kinh khủng như vậy. Tuy rằng hắn chưa từng nhìn thấy tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng tự nhận thấy nếu để chống đỡ cũng tự bảo vệ được mình. Hiện tại lão ma nghe hàn lập nói, lòng phát lạnh, đồng tử co rụt. Đột nhiên hắn há mồm bất ngờ phún suốt một cái khăn mông mông hắc sắc. Cái khăn này bay nhanh, nhoáng một cái, tạo thành một đoàn hắc phong đưa lục đạo vào bên trong. Trong hắc phong truyền ra tiếng rít sắc nhọn, hắc phong run lên, nhưng lại bọc lão ma kéo về phía sau bắn nhanh ra ngoài. Hắc phong mơ hồ dị thường, độn tốc quá nhanh, sau vài cái chớp lóe, đã vọt đi xa, để lại vô số tàn ảnh. Vừa mới nhìn thấy hắc phong đến nơi này thì nhoáng một cái đã thấy nó ở nơi khác xa hơn mà tại chỗ cũ vẫn còn lưu lại tàn ảnh. Cứ như vậy trong nháy mắt, hắc phong đã ở ngoài mấy trăm trượng lấy độn tốc nhanh như vậy, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bình thường ở trong trường hợp này cũng chỉ biết thở vắn than dài. Nhưng Hàn Lập lại không phải tu sĩ bình thường, nhìn thấy cảnh này, trên mặt hắn lộ ra một vẻ cổ quái, lầm bầm nói. Cứ như thế mà chạy sao? Bản mệnh pháp bảo thật sự pháp bảo chạy trốn chối chết thật tốt. Nếu là trước kia chỉ sợ có chút khó giải quyết, nhưng hiện giờ, Hàn Lập bèn hít sâu một hơi, phòng lồi xí sau lưng run lên, đột nhiên có tiếng sấm vang lên, đạo đạo thanh bạch lưỡng sắc điện hồ hiện ra trên hai cánh, lập tức hóa thành hai viên lôi cầu lăn xuống huyền phù ở không gian phụ cận hai viên lôi cầu không ngừng luân chuyển lên xuống tiếp theo hai cánh mở ra thân hình hàn lập huyền phù nghiêng thành một góc độ kỳ dị hàn lập liếc mắt thấy lão ma đã trở thành một điểm đen mơ hồ phía xa xa trong mũi gửi lạnh một tiếng vận lực vỗ cánh một cái nhất thời một cỗ cuồng phong gào thét đem lưỡng đại thanh bạch lôi cầu ở phụ cận kích động lên rồi cùng nhau phát khởi thanh âm nổ vang vang lên thanh bạch lưỡng sắc điện hồ đồng thời bạo liệt ra trong nháy mắt được cuồng phong cuốn lấy nhập vào trong song xí. Trên bề mặt phong lôi xí lập tức hiện ra một cái lồng bằng điện, sau vài lần cuồng phiến, thân hình hàn lập tại chỗ bắn nhanh lên, lóe lên một cái, hóa thành một đạo thanh bạch sắc điện hồ rồi biến mất bất kiến tung ảnh. Sau thời gian hít một hơi thở, hồ quang đã ở xa ngoài 10 trượng, rồi lại nhoáng một cái, bắn ra xa hơn 10 trượng nữa, cứ như thế tiếp diễn. Độn tốc cực nhanh cơ hồ nhanh hơn non nửa hắc phong của lão ma. Chỉ sau vài lần chấp động, hồ quang đã cách sau lưng hắc phong khoảng 10 trường. Thậm chí khi lão ma quay đầu lại đã có thể thấy gương mặt của hàn lập lượn lờ trong hồ quang. Lão ma thật sự hoảng sợ, song xí lại vung lên, sau một tiếng sét đánh, thanh bạch sắc điện hồ lóe một cái đã xuất hiện phía trước hắc phong. Sau đó điện quang chờ tắt, hiện ra thân hình hàn lập, cường ngạnh chặn đường lão ma. Hắc phong thoáng một cái, lập tức biến đổi phương hướng, chạy qua hướng khác. Nhưng lúc này hàn lập cười lạnh, hai tay khắp quyết, cơ thể vang lên tiếng đùng, đùng, thân hình tăng vọt thêm mấy tấc, cơ bắp tứ chi nổi lên cuồn cuộn, da thịt trên người hiện lên một tầng đạm kim quang trạch, nhưng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt Hàn Lập đã biến thành một gã đại hán thân hình khôi ngô cao lớn như một đại lực sĩ. Đây chính là biến hóa của Minh Vương quyết tầng thứ ba. Hàn Lập nhấc tay, hiện ra một tầng tử sắc quang diễm, hai tay trà sát, hình thành một thanh hỏa đao tử sắc mờ mịt. Song xí sau lưng quỷ dị rung lên, Hàn Lập bắn nhanh đến. Đồng lúc đó, thân hình hắn uốn éo một cách quỷ dị, song xí sau lưng tiếp tục rung lên với một tần suất bất khả tư nghị, nhưng lại làm cho không gian phụ cận dao động kịch liệt, thân hình hóa thành một đạo bạch ti, trên đường đi liền đột một biến mất. Lão ma trong hắc phong thấy cảnh này tự nhiên biết không ổn, bất chấp đang chạy trốn, cả người ngưng trọng pháp lực, hắc phong đang bao quanh cơ thể tốc độ liền tăng vọt thêm một thành, đồng thời lật tay, một xích hồng thuẫn bài hiện ra chắn phía trước người. Nhưng khi hắn muốn thi pháp thúc dục thuẫn bài, đạo bạch ti từ trong hư không bắn ra phía trên đỉnh đầu, nhoáng lên một lần nữa, lại biến mất. Lúc này đây, trong hắc phong truyền ra tiếng lão ma hét lớn. Xích hồng thuẫn bài mang theo cùng nửa cánh tay quỷ dị rơi xuống, trên cánh tay còn bị một tử sắc tinh băng bao phủ. Mà phía mặt bị chặt cụt, là một mặt phẳng láng bóng, không có một giọt máu nào chảy ra. chương 1212, Tinh Cung Chi Chiến phần 13 Giờ phút này lão ma mới nhìn thấy rõ ràng, nguyên hắc phong bao quanh thân thể, không biết từ lúc nào đã khoét một lỗ dài. Xem ra chính là ở chỗ tay mình bị chặt cụt, nhưng hắn lại không chút nào cảm ứng được. Kể từ lúc này, lão ma vừa sợ vừa giận, cánh tay còn lại điểm vào xích hồng thuẫn bài. Tấm thuẫn này nhảy dựng lên, nhất thời hóa thành một tầng hỏa hồng quang mạc bao hắn vào bên trong, đồng thời thần niệm nhanh chóng thả ra bên ngoài, hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng hàn lập. Đúng lúc này, đạo bạch ti lại từ trong hư không bắn ra theo sau lão ma ở từ hơn 10 trượng, sau khi xoay một cái liền biến thành một đạo nhân ảnh chính là hàn lập chỉ thấy hắn đang không ngừng quan sát đánh giá bản thân hai cánh sau lưng nhẹ nhàng vỗ không ngừng một tay nắm một khẩu tử sắc quang nhận tật phong cửu biến tuy rằng uy lực không nhỏ nhưng sau đó thân thể cảm thấy thật sự quá nặng nề mặc dù ta đã thi triển tầng thứ ba của minh vương quyết để giảm bớt gánh nặng nhưng vẫn cảm thấy ăn không tiêu hàn lập lẩm bẩm điều này là tự nhiên nguyên bản công pháp này là do yêu cầm tu sĩ của chúng ta phối hợp sáng tạo nên chỉ có một mình ngươi, mặc dù đã có phong lôi xí phụ trợ, nhưng vẫn chưa thể thoải mái thi triển thân pháp này như ý. Sau khi mạnh mẽ thi triển, gánh nặng thân thể cũng nặng nề hơn nhiều so với yêu cầm bình thường. Minh vương quyết tầng thứ ba chỉ đủ cho ngươi thi triển khoảng 2-3 lần tật phong cửu biến. Nếu ngươi muốn sử dụng nhiều hơn, mạnh mẽ tiến vào trạng thái cực tốc, thân thể ngươi sẽ băng hoại hoàn toàn. Chỉ còn cách tùy luyện minh vương quyết lên các tầng cao hơn, Tự nhiên sẽ thoải mái thi triển tùy ý thân pháp này trong tai Hàn Lập truyền đến thanh âm không thèm quan tâm của đồng tử. Thì ra là thế, lúc tu luyện tại mật thất, tuy ta có thi triển vài lần, nhưng do không gian bị giới hạn, nên cũng không phát hiện khi thi triển thân pháp với một quãng đường dài như vậy, gánh nặng thân thể lại lớn như vậy, Hàn Lập thở dài, một tay vung lên, tử sắc quang nhận liền tán loạn biến mất. Lại nghe đồng tử cười ham hắc, nhưng không nói thêm điều gì. Lão ma cũng đã phát hiện ra tung tích Hàn Lập phía đối diện. Chẳng qua, thiên giải thánh thú truyền âm nói với Hàn Lập, lại với khoảng cách xa nên lão ma không thể nghe mà chỉ nhìn thấy Hàn Lập lầm bầm cái gì trong miệng. Trong mắt lão ma chấp động kinh nghi một chút, thình lình vỗ vào túi linh thú bên hông. Nhất thời hắc quang lóe lên, một con quái mãng hai đầu đen thui hiện ra. Hình thể quái mãng cũng không lớn lắm, chỉ dài sấp xỉ ba trượng, nhưng hai cái đầu hình tam giác không ngừng phun ra lục khí, dường như cũng là loại kịch độc. Tiếp theo lục đạo cực thánh há miệng phun ra một vật thể có hắc quang bao xung quanh hắc quang quay tròn, sau đó liền hiện ra một bạch sắc tiểu phiên lớn chừng mấy tấc. Trong tiếng chú ngữ của lão ma, tiểu phiên nghênh phong cuồng trướng, chớp mắt đã biến thành một cây sâm sâm bạch sắc cự phiên hơn trượng. Hàn lập vừa thấy cây phiên này liền ngẩn người ra, cả phiên lẫn kỳ đều được luyện chế từ xương người, bề mặt ngoài hắc sắc mông mông, có một ít ký hiệu màu xám trắng như ẩn như hiện, phía đỉnh khảm ba đầu khô lâu lớn nhỏ bất đồng, mà khi xuất hiện, trong miệng răng nanh loạn vả phát ra tiếng cười nhức xương làm cho người ta nghe xong tâm thần bất ổn, khí huyết một trận quay cuồng. Lão ma quát khẽ một tiếng, bàn tay nhấn lên cốt phiên một cái. Tam đầu khô lâu lập tức há miệng phun ra hắc hà, đem nửa cánh tay bị chặt đứt của lão ma đang phiêu phù bên dưới, hút vào trong miệng, lại còn điên cuồng giành ăn, trong giây lát đã thôn vệ sạch sẽ. Lập tức cả tam đầu khô lâu đều lóe huyết quang, thể tích lớn thêm một tầng. Kể từ lúc này, Vẻ hoảng sợ trên mặt Lục Đạo Cực Thánh giảm bớt phân nửa, ánh mắt âm trầm nhìn Hàn Lập chằm chằm không chấp. Xem ra lão ma đã hồi phục sự sáng suốt, thấy Hàn Lập thi triển phong lôi hợp nhất tạo ra độn tốc quỷ dị, hắn biết căn bản không thể trốn thoát. Càng chạy thì càng chết nhanh, chỉ bằng chó cùng rứt dậu, cá chết lưới rách, không chừng còn thể tìm được sinh cơ. Cho nên hắn bèn xuất ra bảo vật chưa từng ai thấy. Hàn Lập thấy tình hình như vậy, nhướng mày, tuy hắn chưa từng thấy qua bảo vật này, nhưng từ cốt phiên truyền đến âm khí kinh người, trong lòng tự dặn không được khinh thường. Mà đúng lúc này, trong tai Hàn Lập lại truyền đến thanh âm kinh ngạc của đồng tử. Tam thần bạch cốt phiên, không tưởng nhân giới các ngươi cũng có người có thể chế luyện tà vật bực này, thật là bất khả tư nghị. Hàn Lập lấy làm kỳ quái, hỏi thiên giải đạo hữu biết nó. Ở linh giới chúng ta, phiên này có danh khí không nhỏ, nằm trong bảy đại tà khí đứng đầu. Đương nhiên cốt phiên kia chỉ là phỏng chế chút da lông bên ngoài, uy lực còn kém xa vạn dặm so với tam thần bạch cốt phiên chân chính. Cái chính là luyện chế cái này máu tanh dị thường, cơ hồ ai chế luyện dù là người hay yêu đều tổn thọ. Cốt phiên trước mắt tuy không có nhiều uy lực nhưng cũng đã uống máu của không biết bao nhiêu tu sĩ. Đồng tử cười hắc, hắc, tuy trong miệng ngợi khen uy lực của cốt phiên, nhưng đối với việc luyện chế thì tỏ vẻ rất kiêng kỳ. Thì ra là thế, chật, chật, không hổ là đệ nhất ma tu của loạn tinh hải, không có gì là không dám làm kiện tà khí này nghe uy lực đến như vậy ta tò mò thử xem uy lực nó thế nào hàn lập có chút giật mình nhưng trong miệng phát ra tiếng cười lạnh một tay sờ bên hông giơ lên tế ra một ngọc bình màu sắc đen thui ngọc bình bay ra không trung tự quay miệng xuống dưới mở ra nhất thời một cỗ âm khí sám trắng từ bên trong xì ra trong âm khí mờ mịt dần dần rung rẩy hiện ra năm cự đại khung xương hình người chính là ngũ tử đồng tâm ma mà hàn lập đã thu thập năm xưa ngũ ma vừa hiện hình Hàn Lập liền thúc dục pháp quyết. Nhất thời năm khung xương lăn xuống, trong nháy mắt hóa thành năm cự đại sa luân lớn nhỏ khác nhau. Sa luân nào cũng có quỷ đầu, quái rác, mặt mũi hung tợn, hướng thẳng đánh tới cốt phiên. Ngũ tử đồng tâm ma, lục đạo cực thánh thân là đệ nhất ma tu ở tinh hải, kiến thức quảng bác, liếc một cái liền nhận ngay ra lai lịch ngũ ma, thất thanh lêu lớn. Hắn không biết ngũ ma là do Hàn Lập chiếm đoạt được, mà cho rằng do đối phương tế luyện, mà phương pháp tế luyện ngũ tử đồng tâm ma cũng cực kỳ bất hảo nên cho rằng hàn lập giống mình cùng là người tâm ngoan thủ lạc tim của hắn nhất thời trầm xuống kẻ này vốn đã khó đối phó đến thế bây giờ lại còn tinh thông cả ma đạo công pháp chẳng lẽ đây là ý trời chẳng qua mắt thấy ngũ ma gào thét sông tới hắn chỉ cũng còn nước kiên trì tiếp tục thúc giục cốt phiên nhất thời cốt phiên một trận run lên tam khỏa đầu khô lâu trên đỉnh phiên đột nhiên cười một trận quái dị mồm to hé ra, một mảng âm khí tối đen như mực phún suốt ra ngoài. Ngũ ma ở đối diện cũng không chịu kém, há miệng, bích lục sắc âm hỏa cuồng dũng tuôn trào, nhất thời hắc khí và lục diễm quấn vào nhau quay cuồng, thanh âm bạo liệt liên tiếp vang lên không ngừng.